Tần Lạc Dịch người qua một bên nói nhỏ, chị không được làm như vậy. Đừng làm vậy là sao? Lệ Khuynh Thành uyển chuyển nhìn vào mắt hắn cười hỏi. Không, đừng làm như vậy, Tần Lạc ngượng ngùng nói. Như vậy là như thế nào? Chị đang quyến rũ tôi, Tần Lạc cười một cách khổ sở. Tuy rằng tôi là người đàn ông mạnh mẽ, nhưng chị là một cô gái có mị lực hấp dẫn, chị như thế làm cho tôi có cảm giác bồn chồn lo lắng. Lệ Khuynh Thành biết rằng Tần Lạc đang khen ngợi nàng gián tiếp, nàng cười ha hả nói, là tôi đã làm cậu bồn chồn, lo lắng. Tôi nghĩ, cậu nên đưa cô ấy về nhà qua Tết âm lịch rồi tính, không lẽ cậu không nghĩ tới hay sao, cậu mạnh dạn chút đi. Sẽ mang lại sự khoái lạc đấy. Khoái lạc. Dùng từ khoái lạc để miêu tả một người đàn ông à. Điều này làm cho cảm giác của Tần Lạc bị tổn thương. Chúng ta nói chuyện công việc nhé. Tần Lạc lảng tránh, nói. Lệ Khuynh Thành to tiếng, cậu thích nói về công việc, nhưng tôi không có hấp dẫn với công việc. Việc đó đâu có liên quan. Nhưng với phụ nữ thì có liên quan. Lộ Vĩ Thực có khả năng, nàng có trách nhiệm giao cho quân đội một khối lượng thuốc men sau khi thử nghiệm. Quân đội đang rất hài lòng về lô thuốc của chúng ta, và hiện nay đang có nhu cầu cao. Năm nay, nó sẽ là mặt hàng chủ lực kinh doanh của chúng ta. Mặt khác, loại thuốc bột hình con nhộng làm tăng sức mạnh cơ bắp cũng đang được thị trường công nhận, chứng tỏ sản phẩm của chúng ta được bán ra liên tục. Hiện tại cần phải phát triển thị trường nhỏ, lẻ. Năm nay chúng ta nên tăng thêm nhân sự, tôi tính sẽ mở hình thức tuyển dụng tại một số trường cao đẳng, đại học. Lệ Khuynh Thành bàn bạc về công việc, sắc mặt nàng thay đổi nghiêm trang hẳn lên. Chị cứ quyết định, Tần Lạc phó thác. Trong thời gian này, mặt khác cũng thành lập thêm một công ty mỹ phẩm mang tên Hoàn Mỹ Quốc tế. Pháp nhân đại diện pháp luật chính là Lô Vĩ. Công ty sẽ có chính sách mới thu hút thị trường. Lệ Khuynh Thành cười một cách lạnh lùng nói, tôi đồng ý, tán thành sự cạnh tranh. Nhưng tôi không tán thành kiểu cạnh tranh khốc liệt. Những danh y muốn ăn theo, tôi sẽ không cho họ tự đắc ý đâu. Nhớ tới Lý Lệnh Tây, tôi chỉ là sơn trại, dù thế nào sắc mặt cũng đáng sợ, Tần Lạc hiểu được, liền cười nói, ác giải thì ác báo, thay trời hành đạo, hơn nữa, không phải lần trước chị đã nói, thủ đoạn trên thị trường mới có thể kiếm tiền. Con đường danh y mới là con đường đi ngắn ngủn nhất, chỉ có mấy tháng đã thu về 1 triệu đồng sao. Yên tâm đi. Chúng ta sẽ chiếm lĩnh thị trường nơi này, không để lại cho bọn họ một chút nào. Lệ Khuynh Thành vẻ mặt tự tin nói. Bất quá, có chuyện gì xảy ra thì tự cậu có thể xử lý được. Xảy ra chuyện gì cơ? Tần Lạc nghi ngờ hỏi. Tư Tuyền phụ trách khai thác thị trường Hong Kong, hiệu quả công việc cũng khá. Nhưng mà Hong Kong kén chọn về sản phẩm chúng ta không đủ điều kiện thâm nhập sâu, vì vậy cô ấy muốn cậu tham gia nghiên cứu tại một bệnh viện từ thiện. Lệ Khuynh Thành tủm tỉm cười. Nhìn Tần Lạc, đương nhiên tôi nghi ngờ cô ta nhân cơ hội này lấy việc công mưu đồ việc riêng, các hoạt động chỉ là phụ mà việc chính là muốn gặp mặt cậu đấy. Cô ta hiện tại đang phải cố gắng làm việc, lo cho chi nhánh bên Hong Kong, nên không có thời gian ở bên này. Nói cho cùng, cô ta cũng thông minh, lại còn biết khẩu vị của cậu là thịt kho. Mấy ngày trước cô ấy gọi điện thoại giục cậu, tôi nói cậu đang bị điều đi cứu thương, cô ta mới chịu cho cậu trễ hạn qua đó. Tần Lạc nói. Cô ấy không phải loại người như vậy, chị nghĩ cô ấy thế à? Sao không hẹn chính xác thời gian qua đó? Cuối tháng này đi, Lệ Khuynh Thành nói. Các hãng truyền hình lớn ở Hong Kong đang quảng cáo và đưa tin tức, bước đầu tiên là chiến dịch quảng cáo đã mang lại hiệu quả rõ ràng. Tốt nhất cuối tháng này, cậu hãy đi, rồi vạch ra tiến độ mới, chúng ta không chỉ cho mọi người biết về sản phẩm của chúng ta mà còn phải làm sao để kích thích họ mua sản phẩm của mình nữa. Đi, không nên để cuối tháng. Chị giúp tôi đặt vé máy bay nhé, Tần Lạc nói. Bất quá, sợ không xin nghỉ phép dạy ở trường được. Lệ Khuynh Thành nhìn Tần Lạc hỏi, cậu còn muốn làm thầy giáo bao nhiêu lâu nữa? Tần Lạc suy nghĩ, nói, không biết, nhưng tôi nghĩ thế này, trước tiên tôi sẽ nói chuyện với học trò, sau đó trao đổi giờ giảng với các giáo viên khác. Tận dụng làm cả hai công tác khác nhau nhưng cũng không thể trì hoãn công tác nào. Tùy ở cậu thôi, Lệ Khuynh Thành nói. Nhiều lúc tôi cũng nghĩ, nếu suy nghĩ như cậu thì thật ngớ ngẩn. Đáng tiếc người thông minh thì ít và tính toán thì nhiều. Nghĩ muốn chiếm lấy cái lợi của người khác thì rất khó. Thật sự mà nói, Tần Lạc lại không nghĩ rằng sẽ đưa Lệ Khuynh Thành đi dùng bữa tối cùng với Tiểu Mẫn. Cô gái này có tính cách quá mạnh mẽ, lớn lên lại được mọi người chú ý. Bất luận là nam hay nữ cũng hướng tầm mắt đến nàng, ban đầu chỉ 2 con mắt, 3 con mắt. Rồi đến hàng chục con mắt soi mói và họ thì thầm to nhỏ vào tai nhau.
hắn lo lắng rằng người phụ nữ này sẽ gây nhiều áp lực với Tiểu Mẫn là sinh viên mới vừa ra trường. Mà bạn bè và đồng nghiệp của cô phần lớn là lớp trẻ. Mà cấp trên của họ lại chính là Lệ Khuynh Thành, do đó, làm sao bọn họ có thể làm việc dễ dàng, trôi chảy được đây? Lệ Khuynh Thành cũng có địa vị lớn tại nhà hàng này, cho nên Tần Lạc và Lệ Khuynh Thành không phải đợi lâu. Một lát sau, bên ngoài đã vang lên tiếng gõ cửa. Tần Lạc biết là Tiểu Mẫn và bạn bè đã tới đây, hắn liền vội bước tới mở cửa. Quả nhiên, theo đúng như dự đoán, Tiểu Mẫn cùng đám bạn bè đang hưng phấn mặt tươi tiếp đón ở cửa. Thầy Tần, chắc thầy đợi sốt ruột lắm phải không? Tiểu Mẫn ngượng ngùng nói. Không có đâu, tôi cũng vừa mới tới đây thôi. Tần Lạc mỉm cười nói. Hơn nữa, Tần Lạc nhìn Tiểu Mẫn một cách trìu mến và chào mọi người. Thầy Tần, em xin giới thiệu. Mọi người ở đây đều là bạn bè của em. Đây là Trần Đình, bạn ấy là người rất ngưỡng mộ thầy. Trần Đình, hôm nay được gặp thầy Tần Lạc rồi phải không? Đây là Mẫn Mẫn, cả ngày hôm nay bạn ấy vẫn không tin thầy mời đi ăn tối. Đây là Lưu Giai, hôm nay, em gọi điện thoại thông báo là mời bạn đi ăn cơm nhưng bạn ấy nghĩ rằng em đang nói dối bạn. Đây là Vương Hải, đây là Trương Đào, còn đây là Mạnh Kiến Thiết. Tần Lạc đứng bên Tiểu Mẫn và bắt tay từng người, chào đón họ một cách thân mật. Tất cả mọi người đều rất vui và cảm động vì họ ngưỡng mộ Tần Lạc và mong gặp hắn đã lâu. Có một vài cô gái cầm tờ báo để sẵn và bút, xin Tần Lạc ký tặng. Trong nhóm đó có một cậu con trai tên Mạnh Kiến Khiết khá rụt rè, bắt tay Tần Lạc sau đó quay về ngồi xuống ghế. Khi hắn nhìn Lệ Khuynh Thành đứng sau Tần Lạc, rõ ràng hơi sửng sốt. Sau đó hắn chủ động tiến về phía nàng rồi đưa tay ra nói xin chào, tôi là Mạnh Kiến Thiết, rất hân hạnh được gặp cô ở đây. Lệ Khuynh Thành bỗng nhiên nhìn về phía Tần Lạc, nhưng nàng không muốn làm vỡ kế hoạch của Tần Lạc, nàng đã đưa tay ra và mỉm cười bắt tay hắn. Không ngờ rằng người này lại muốn tiến thêm một bước, càng đứng gần với Lệ Khuynh Thành để bắt chuyện cùng nàng. Cô với hắn là bạn bè à? Mạnh Kiến Thiết hất hàm về phía Tần Lạc nói. Theo suy nghĩ của hắn, giọng nói ẩn chứa điều gì đó. Hắn không cho rằng Tần Lạc là một thần y. Không phải, Lệ Khuynh Thành lắc đầu cười. Vậy cô với bọn họ có quan hệ như thế nào? Tôi là thư ký của cậu ta. Lệ Khuynh Thành cười nói. Thư ký à, Mạnh Kiến Thiết không nghĩ tới Tần Lạc lại có một cô thư ký tài giỏi. Cô gái này là rất hoàn hảo, từ khuôn mặt, tới dáng người, tính cách, cử chỉ, điệu bộ, ánh mắt nhìn cũng phản ánh lên lực hấp dẫn, được ngủ với nàng một đêm mà tổn thọ một năm cũng bằng lòng. Như thế nào không giống sao? Lệ Khuynh Thành nhìn mọi người đều giống nhau. Nhưng nhìn người đàn ông này thấy rất bình tĩnh và hành động khác thường hơn. Có chút không giống, Mạnh Kiến Thiết nở nụ cười ngượng ngùng. Tuy nhiên làm thư ký không phải là công việc lâu dài. Tôi vẫn còn một số vị trí trong bệnh viện, nếu cô cần tôi có thể giúp cô vào làm việc tại Sở Y tế của thành phố. Sở Y tế, Lệ Khuynh Thành vẻ mặt hơi ngạc nhiên, ngơ ngác nói. Không phải muốn vào đó cần phải vượt qua vòng tuyển dụng rất khó khăn sao? Sở Y tế thành phố khó lắm. Làm sao tôi có thể xin vào đó được? Vẻ mặt của Mạnh Kiến Thiết kiêu ngạo đáp, khó khăn trong việc kiểm tra năng lực đó là điều tất yếu. Đương nhiên nếu có quan hệ, thì việc được nhận vào làm không phải không có khả năng. Vậy chắc anh có mối quan hệ khá thân. Lệ Khuynh Thành mặt nai tơ, ngơ ngác, nhìn vào mặt Mạnh Kiến Thiết một cách ngây ngô, kính nể. Thấy mỹ nhân để ý tới lời mình nói, Mạnh Kiến Thiết trong lòng mừng thầm, nhưng trên gương mặt hắn vẫn bình tĩnh, không thay đổi nói, đúng đấy. Cha tôi là người giữ chức vụ lớn ở Sở Y tế mà. Đó là chuyện nhỏ thôi. Muốn đưa một người vào đó là chuyện bình thường thôi. Nhưng tôi chỉ tốt nghiệp có trung cấp, làm sao bây giờ? Lệ Khuynh Thành cắn môi, vẻ mặt buồn rầu nói. Cô nàng cố tình tạo vẻ gợi cảm làm cho sức hấp dẫn của cơ thể mê hoặc Mạnh Kiến Thiết. Toàn thân của hắn bỗng trở nên bủn rủn, hắn bất chấp mọi chuyện phiền toái, đánh tiếng cam đoan nói, yên tâm đi, ngay cả cô không tốt nghiệp tiểu học. Tôi cũng sẽ tìm được vị trí thích hợp để giúp cô có thể làm tại đó. Vậy thì tốt quá, Lệ Khuynh Thành mừng thầm, vẻ mặt vui sướng nói. Tôi có nằm mơ cũng không nghĩ được làm nhân viên công chức đâu. Đúng thế, tốt hơn làm thư ký nhiều, Mạnh Kiến Thiết gật đầu nói. Chỉ là, ông chủ sẽ phải làm thế nào? Lệ Khuynh Thành nhìn về phía Tần Lạc có chút lo lắng nói. Cậu có biết làm thư ký cho ông chủ phải làm rất nhiều việc? Chắc chắn ông chủ sẽ không đồng ý cho tôi nghỉ việc đâu. Mạnh Kiến Thiết trong lòng bực bội nói, hắn dựa vào đâu mà không cho cô đi. Cô ký hợp đồng lao động à? Nói cho cùng, kể cả có ký hợp đồng đi nữa,
mà mình không làm trái với hợp đồng là được rồi, cô yên tâm, chuyện này tôi sẽ thương lượng với hắn. Ừ, Lệ Khuynh Thành gật đầu một cách thành kính, cậu đòi giúp tôi 3 tháng lương hắn còn nợ tôi, xong việc mọi chuyện như kết thúc. Số tiền đó không phải là nhỏ, Mạnh Kiến Thiết nói, trong lúc này lòng hắn tràn ngập tức giận. Chương 327, làm đầy nó rồi nói sau. Tần Lạc nhìn thấy Mạnh Kiến Thiết cùng với Lệ Khuynh Thành thì thầm chuyện gì đó, nhưng hắn không nghĩ ngợi gì cả. Dù sao đối với nàng Tần Lạc đã quá hiểu, nếu nàng không muốn thì không người đàn ông nào đụng được tới nàng. Nhưng nếu nàng tự nguyện, vui vẻ trong cách nói chuyện cô cũng có thể khác đi. Hắn nghĩ rằng một người đàn ông phải cáo già lắm mới có thể dẫn nàng đi. Đối thủ của Lệ Khuynh Thành phải là Bạch Phá Cục hay Tần Tung Hoành hay những anh hùng tuấn liệt không thể nghĩ là cậu ta làm được. Tần Lạc tiếp đón mọi người xong và mời họ ngồi xuống, cười giải thích, năm ngoái, hứa với mọi người, sẽ mời mọi người đi ăn cơm. Rốt cục lại có nhiều sự việc phát sinh, cho nên kéo dài tới bây giờ. Tôi thật có lỗi với các bạn quá, Tần Lạc giải thích. Thần Y, anh quá lời rồi, đừng khách sáo như thế, nếu không chúng tôi sẽ áy náy. Một anh chàng mang kính đen, trên cổ buộc cái khăn quàng ô vuông, tươi cười nói. Chính vì anh là danh nhân nổi tiếng. Anh lên tiếng xin lỗi chúng tôi, cho nên sẽ làm chúng tôi không được tự nhiên. Đúng đấy, chúng tôi biết anh rất bận, mọi việc diễn ra xung quanh anh, chúng tôi đều tìm hiểu cả. Mấy ngày trước, anh đâu có ở nhà mà phải đi Vân Nam giải quyết một dịch bệnh do siêu virus gây ra. Anh thật giỏi, chúng tôi hết sức ngưỡng mộ anh. Sau khi ăn tối xong, chúng ta có thể chụp tấm ảnh làm kỷ niệm được không? Tôi muốn treo trong phòng khách nhà tôi. Tần Lạc hòa ái thân mật nói chuyện với Tiểu Mẫn và mọi người. Mọi người nói chuyện một cách vui vẻ, thân mật, không khí náo nhiệt hẳn lên. Mạnh Kiến Thiết bước tới tìm cơ hội để nói chuyện với Tần Lạc về vấn đề Lệ Khuynh Thành nhưng chưa có cơ hội để xen vào. Bởi vậy, hắn thầm nghĩ làm thế nào để dụ Tần Lạc đi ra chỗ khác nói chuyện, không cho nhóm người kia liên quan đến. Bọn người kia không hiểu sao tự dưng đứng hết lên. Hắn cũng thông minh, hắn lựa chọn vị trí ngồi phía bên phải Lệ Khuynh Thành. Lúc này, nàng mới nhỏ nhẹ nói chuyện, cung cách không cảm thấy thoải mái, bứt rứt trong suốt buổi tiệc. Tiểu Mẫn là sinh viên vừa mới tốt nghiệp trường y, phần lớn bạn bè cô cũng đều là sinh viên trường y. Mặc dù mới gặp lại nhau, nhưng bữa tiệc cũng không tránh khỏi rơi vô hoàn cảnh trầm lắng vì không có nhiều chủ đề để nói. Tần Lạc là một bác sĩ trung y, nghiên cứu sâu về y học. Tùy theo từng người, tùy từng lĩnh vực và từng vấn đề, hắn cũng có thể giải đáp thắc mắc. Hắn cũng là đại diện bán hàng các dược phẩm tại các bệnh viện. Mạnh Kiến Thiết cuối cùng cũng tìm được cơ hội để lên mặt, hắn nở nụ cười nói, cái này tôi muốn nói với anh, từ giá bán buôn đến giá bán lẻ ít nhất nó cũng dao động 10 lần, thậm chí gấp 50 lần. Một hộp thuốc xuất xưởng bán với giá 5 đồng, nhưng khi đến bệnh viện có thể sẽ bán 500 đồng. Nhiều người ăn đầu, ăn đuôi, vậy ai sẽ bỏ tiền? Tất nhiên là bệnh nhân phải bỏ tiền. Số tiền đó cuối cùng đi vào đâu, tới chỗ nào? Tần Lạc hỏi. Mạnh Kiến Thiết liếc mắt nhìn Tần Lạc một cái. Nói với giọng điệu khinh bỉ, anh là bác sĩ, chẳng lẽ không hiểu được nội tình trong đó sao? Ha ha, nói như vậy thật là tệ quá. Tần Lạc cười hỏi, biết hay không biết thì vấn đề này đâu có can sự gì tới tôi tồi tệ hay không tồi tệ. Đương nhiên là có rồi, bởi vì điều trước tiên là làm lợi cho bác sĩ, sau đó mới tới phòng giám đốc, ban lãnh đạo bệnh viện và đại diện công ty đi tiếp thị dược. Mọi thứ đều phản ánh thực tế như thế, lợi nhuận còn chạy đi đâu được nữa. Mạnh Kiến Thiết cầm hai chiếc đũa gõ nhẹ nhẹ lên chén đĩa, liếc mắt nhìn Tần Lạc nói, không lẽ anh Tần không lấy gì từ những lợi nhuận đó à? Nghe hắn nói tới đó, Tiểu Mẫn cau mày, sắc mặt mấy người khác cũng tỏ vẻ khó chịu. Kiến Thiết, sao lại hỏi vấn đề này? Chúng ta vẫn là học trò phải hỏi thầy về những vấn đề học tập mới được chứ? Trần Đình ngồi đối diện Mạnh Kiến Thiết cười hòa giải. Vì đây là cuộc trò chuyện giữa bạn bè với nhau, điều đó thật dễ hiểu, cũng không chê trách được, dù sao trong một xã hội như thế cũng không thể nghĩ khác được. Nhiều người có học thức, nhưng cuối cùng chỉ là trò cười cho thiên hạ. Tuy nhiên bọn họ và Tần Lạc dù sao đây cũng là lần đầu tiên gặp mặt, hơn nữa mình cũng chưa hiểu nhau. Tần Lạc dù sao cũng là người có cấp bậc cao hơn, cũng lại là danh nhân nổi tiếng, không thể tùy tiện cái gì cũng hỏi. Không quan trọng đâu, mọi người chỉ muốn tham khảo chút mà thôi. Mạnh Kiến Thiết tỏ vẻ oai phong với Lưu Giai cười cười nói. Nói cho cùng, không lẽ các bạn không tò mò sao? Kiến Thiết, nhân phẩm thầy Tần, không phải là hạng người như thế đâu. Tiểu Mẫn cố nén giận nói.
Những người này phần lớn là bạn học của nàng, bọn họ có những biểu hiện gì, tính cách như thế nào, trong mắt họ, ai cũng ngưỡng mộ Tần Lạc. Duy chỉ có Mạnh Kiến Thiết tỏ thái độ quá kém khiến Tần Lạc tức giận, vì hắn mà làm cả nhóm liên lụy vạ lây. Tuy rằng cô cùng Mạnh Kiến Thiết học chung, nhưng trong lòng lại không ưa người này. Cậu ta luôn tự cao, kiêu ngạo, luôn muốn ra vẻ ta đây, và buộc mọi người phải chú ý. Cho dù đi đến đâu cậu ta cũng muốn mình là nhân vật tiêu điểm. Lúc trước, cô cũng không có ý định gọi hắn cùng tới, không biết hắn nghe tin tức này từ ai. Hắn gọi điện thoại hỏi sao không mời, và muốn cùng tới xem truyền nhân Thái Ất Thần Châm rốt cục là nhân vật nào. Là bạn học cùng lớp, Tiểu Mẫn không thể từ chối được. Hơn nữa, chỉ dùng bữa cơm tối mà thôi không cho cậu ta đến, chỉ sợ lại xảy ra sinh sự. Suy xét cho cùng, thân thế của gia đình cậu ta cũng có tiếng trong sở y tế, sau này cũng có thể giúp đỡ ít nhiều. Lại không ngờ rằng cậu ta lại đứng trước mặt Tần Lạc gây chuyện. Tiểu Mẫn không biết Mạnh Kiến Thiết nói chuyện gì với Lệ Khuynh Thành, càng không biết hắn đang muốn lấy lòng cô Lệ, cho nên trong lòng đang kìm nén tức giận. Nhân phẩm, lúc này mọi người đều tế nhị nói chuyện Mạnh Kiến Thiết không giữ ý tứ gì cả, sắc sược cười to lên không lẽ anh Tần dám nói chính anh chưa từng nhận phong bì. Tần Lạc gật đầu mỉm cười nói, tôi quả thực chưa từng nhận. Mạnh Kiến Thiết ngơ người, nói, những lời này chính xác chứ. Tôi nói nghiêm chỉnh đấy, Tần Lạc nói. Mạnh Kiến Thiết sắc mặt tái hẳn đi, một chút ngu ngơ, đột nhiên bật cười lớn, nói, tôi quên mất, anh Tần là danh nhân trung y, có rất ít cơ hội làm việc đó. Nói cho cùng, anh Tần phải giảng dạy bên trường học nữa, cũng không thể đi làm tại bệnh viện, tự nhiên tôi mạo muội quá, tôi thật áy náy, xin lỗi anh nhé, làm mọi người phải chê cười rồi. Ánh mắt Tần Lạc sáng quắc dõi theo câu ta, nhoẻn miệng thích thú nói, không phải cậu làm chuyện gì sai làm cho người ta chế giễu. Mà vì cậu đang tự chê cười bản thân mình. Anh, Mạnh Kiến Thiết không ngờ Tần Lạc đột nhiên thay đổi như thế, chỉ cần buông một câu nói thôi, giống như nhát dao xuyên tim. Cậu ta phẫn nộ quát, nhìn bề ngoài lịch sự, sáng sủa, nề nếp, mọi người đều khen ngợi, ca tụng anh là thần y. Tôi thì cảm thấy kinh thường. Tần Lạc không giận mà cười hỏi, vậy cậu nghĩ dạng người nào? Những người như thế nào mới xứng đáng gọi là thần y? Thần y là cái thá gì chứ? Anh sống không phải cũng vì những thứ này sao? Tất cả đều sống vì tiền mà thôi. Trên đời này không ai cao thượng với ai cả. Nói cho cùng, thần y có gì đáng nói đâu cũng chỉ là người bình thường. Mấu chốt ở đây, hôm nay tôi cho anh là thần y, ngày mai cũng có thể biến anh thành kẻ ăn mày nhục như một con chó. Anh tin có như thế không? Tần Lạc lắc đầu nói, tôi không tin, hiện tại tôi là thần y và trong tương lai tôi vẫn luôn là như thế. Thật là quá ngây thơ. Mạnh Kiến Thiết cười lạnh, trong tương lai, anh không thể biết anh thế nào, cứ chờ mà xem. Tần Lạc biết, hắn nói như vậy chủ yếu mà muốn gây chuyện với mình. Những người luôn được coi là cậu ấm, cô chiêu, được gia đình cưng chiều, Tần Lạc đã quá quen vì bây giờ báo chí đưa tin quá nhiều, nhưng khi gây chuyện lại lặn mất tăm như một con chuột chui dưới cống. Tôi không vì tiền giống họ, Tần Lạc nói. Có cái gì mà không giống đâu, tới một ngày nào đó anh sẽ phát hiện ra điểm giống nhau. Mạnh Kiến Thiết cười ha hả nói. Còn có một việc tôi muốn nói cho anh một tiếng. Tôi sẽ để cho tiểu thư xinh đẹp đứng kế bên một công việc tại sở y tế. Anh nên tìm một thư ký khác đi nha. Tần Lạc ngạc nhiên nhìn Lệ Khuynh Thành. Cô gái liếc mắt về phía Tần Lạc một cách tinh quái. Tần Lạc mỉm cười, nói được thôi, cậu đưa nàng đi cùng đi, chỉ sợ cậu nuôi nàng không nổi. Đó không phải là vấn đề anh quan tâm. Mạnh Kiến Thiết cười nhạt nhẽo. Hắn đẩy chiếc ghế dựa đứng lên đối diện với Lệ Khuynh Thành khoác vai cô nói, em yêu, chúng ta ra chỗ khác nói chuyện nhé, ở đây đông người quá. Lệ Khuynh Thành ngẩng lên, khuôn mặt thanh tú của nàng có chút ngượng ngùng nói có thật anh sẽ đưa tôi vào làm trong sở y tế chứ. Đương nhiên là thật rồi, Mạnh Kiến Thiết nói quả quyết một lần nữa. Nghĩ đến, tối nay, hắn có thể ôm người đẹp vào ngực, hắn khích động, cả hồn và thân thể run lên vì vui sướng. Làm thế nào tôi có thể để tin tưởng anh? Lệ Khuynh Thành hỏi. Điều này, anh sẽ trả lời liền sau khi hỏi bố anh, em đừng lo, chỉ cần bố anh chịu mở miệng là mọi chuyện yên ổn cả mà. Mạnh Kiến Thiết kiên nhẫn nói thêm, đàn ông như hắn một khi muốn lên giường cùng phụ nữ, hắn luôn tìm đủ cách kể cả phải kiên nhẫn đợi chờ. Nhưng có một cái, tôi lưu luyến ông chủ lắm, làm sao bây giờ? Lệ Khuynh Thành nhìn Tần Lạc chiều mếm, nói nhẹ nhàng bên tai Mạnh Kiến Thiết, cậu ta thể hiện đẳng cấp trên giường rất tốt. Mạnh Kiến Thiết nhìn lại Tần Lạc một lần nữa để đánh giá thể trạng nói,
anh nhất định là đẳng cấp hơn cậu ta là cái chắc. Thật không? Lệ Khuynh Thành mắt ngước lên bắt đầu long lanh. Thật đó, Mạnh Kiến Thiết gật đầu khẳng định. Em có thể kiểm tra không? Tất nhiên là được chứ cưng. Mạnh Kiến Thiết tim như muốn nhảy cả ra khỏi lồng ngực. Hắn sao có thể từ chối yêu cầu này? Rõ ràng là không thể từ chối. Lệ Khuynh Thành cầm chiếc cốc thủy tinh trên bàn sau đó nhét vào tay cậu ta, sau đó chỉ tay vào phòng vệ sinh, nói, trước tiên, anh đi vào đó làm đầy nó lên rồi nói sau. Chương 328, hắn xứng đáng. Mạnh Kiến Thiết cầm cái cốc vẻ mặt xấu hổ, nói, điều này sao có thể được? Nàng coi mình là cái gì? Lai giống lợn sao? Điều này sao không được? Lệ Khuynh Thành chớp mắt, nói, ông chủ của chúng tôi có thể mà. Này Mạnh Kiến Thiết trộm liếc mắt nhìn Tần Lạc, nghĩ thầm chẳng lẽ hắn là voi sao? Voi cũng không thể mạnh mẽ như vậy. Rốt cuộc anh làm được không? Làm được thì bảo được, không được thì nói không được. Lệ Khuynh Thành hình như không kiên nhẫn được nữa, đột nhiên cao giọng hỏi. Không được, Mạnh Kiến Thiết không kìm nổi lòng mình, phun ra hai chữ này liền từ miệng. Dầm Lệ Khuynh Thành đẩy ghế ra, đứng phất lên và chỉ thẳng vào mặt Mạnh Kiến Thiết mắng, không được. Thế anh học ở đâu cách kéo dài thời gian vậy? Không được lại còn trêu chọc tôi làm gì? Không được lại còn giả bộ nào là công tử con nhà quan? Tôi ghét nhất người con trai nào nói không được. Không phải, tôi không phải nói việc này không được. Cái kia không được, không được chính là không được. Lệ Khuynh Thành nói, nhìn anh chỉ như con cẩu, tiền bạc đã làm mờ mắt anh. Thật là đáng sợ. Tất cả mọi người đều im lặng, ngạc nhiên khi Lệ Khuynh Thành nói như vậy. Bọn họ không nghe được yêu cầu kỳ lạ của Lệ Khuynh Thành, chỉ là có người nghe được Mạnh Kiến Thiết nói không được sau đó người cô gái ấy mắng nhiếc thậm tệ. Tiểu Mẫn và nhóm bạn gái của nàng liếc nhau, trong ánh mắt đều có suy ngẫm gì đó. Cùng học đã nhiều năm, không nghĩ tới Mạnh Kiến Thiết còn có bệnh không tiện nói ra. Những học sinh nam cùng học che miệng cười Mạnh Kiến Thiết. Bọn họ cùng học với Mạnh Kiến Thiết, thế nhưng quan hệ của họ với hắn không hòa thuận cho lắm. Bởi vì hắn rất kiêu ngạo không xem ai ra gì. Bọn họ trò chuyện thoải mái cười nhạo làm cho hắn mất mặt, thêm vào đó hắn là loại người có tự ái rất cao. Cút đi, nhìn thấy anh thật sự là xui xẻo. Lệ Khuynh Thành cười lạnh nói. Đồ gái điếm, tôi sẽ không để yên cho cô. Mạnh Kiến Thiết cảm giác bị nữ nhân này sỉ nhục liền quát to. Cút. Lệ Khuynh Thành tát vào mặt Mạnh Kiến Thiết nói, anh mắng tôi một câu nữa xem. Đừng trách sao tôi vô lễ với anh. Mạnh Kiến Thiết không nghĩ tới Lệ Khuynh Thành hung hãn đến mức như vậy. Trong nháy mắt cơn thịnh nộ trong nàng bộc phát. Từ khi hắn sinh ra chưa từng bị người nào làm nhục như vậy. Dễ như trở bàn tay, hắn định an bài một cái tát trên mặt Lệ Khuynh Thành. Lúc này, hắn cũng bất chấp chẳng cần phải thương hoa tiếc ngọc, trước tiên phải lấy lại sĩ diện cái đã. Thế nhưng bàn tay vừa giơ lên giữa không trung, liền sững lại. Đừng có đánh con gái. Tần Lạc nắm cổ tay hắn, cười nói. Buông tay, Mạnh Kiến Thiết dùng một bàn tay khác đẩy Tần Lạc. Tay trái cũng bị Tần Lạc bắt được. Buông tay, Mạnh Kiến Thiết lớn tiếng quát, cái trán gân xanh giận dữ. Các người có tin ngày mai tôi sẽ khiến các người xong đời không? Cút! Tần Lạc mạnh mẽ nâng đầu gối lên, hung hăng sút thẳng đúng quần hắn. Mạnh Kiến Thiết sắc mặt lạnh như băng, sau đó liền ôm lấy bộ hạ, ngồi xổm trên mặt đất. Tôi mới có thể cho cậu xong đời. Tần Lạc cười cười, Tần Lạc xoay người nhìn thấy Tiểu Mẫn, nói, là do hắn đã quá đáng. Thầy Tần, thầy đừng tức giận, thật sự xin lỗi, em không biết sự việc đến nỗi như vậy. Tiểu Mẫn xấu hổ giải thích, hiện giờ người khó khăn nhất chính là nàng, nếu sớm biết rằng sự việc trở nên như vậy, nàng dứt khoát hoãn bữa tiệc hôm nay. Vốn nghĩ muốn cho mọi người và thần tượng một cơ hội gặp mặt, không nghĩ tới bạn cùng học lại phá hủy bầu không khí. Sự việc trở thành như vậy, đâu hứng thú để ăn. Ừ, đưa hắn đi, Tần Lạc gật đầu nói. Nói thật. Tôi cũng không quá để ý, những khó khăn thất bại nào mà tôi chưa từng gặp qua, dạng người nào mà tôi chưa từng gặp qua, đối thủ như vậy không cần phải để mắt đến. Nếu như không phải vì hắn và Lệ Khuynh Thành tỏ ra tương khởi, có thể Tần Lạc sẽ không khách khí với hắn. Người với người, hầu hết các mối quan hệ đều như vậy. Tiểu Mẫn đứng lên nói, tôi sẽ tiễn cậu ra ngoài. Không cần Mạnh Kiến Thiết nhìn chằm chằm Tần Lạc, nói, anh chờ xem. Xem tôi sẽ trừng trị anh như thế nào. Không tiễn, Tần Lạc cười gật đầu. Mạnh Kiến Thiết nhìn liếc mắt nhìn những người khác, mọi người một khi nhìn thấy ánh mắt hắn, mọi người liền tự động đem ánh mắt của mình sang chỗ khác. Hắn biết sẽ không có người cùng hắn rời đi,
hắn hung hăng trừng mắt liếc nhìn bọn họ một cái, đá vào cánh cửa và bước ra ngoài. Ra ngoài, Mạnh Kiến Thiết một tay từ trong túi áo mình lấy ra khăn tay chùi vết máu trên khóe miệng mình, một tay bấm điện thoại. Kiến Thiết thế nào, có ghi chép tin tức hay không? Tiếng một người đàn ông phát ra từ chiếc điện thoại. Không có, mẹ kiếp, hắn là một kẻ đạo đức giả. Tôi cố ý khiêu khích hắn có nhận hối lộ hay không, vậy mà hắn nói không có. Con mèo nào mà không ăn trộm, Mạnh Kiến Thiết tức giận mắng. Hắn rất cẩn thận giọng người đàn ông thở từ trong loa thở dài, nói. Anh à, với địa vị như nhà chúng ta, muốn giết một thầy thuốc như hắn chỉ như bóp chết một con kiến, tại sao còn cẩn thận như vậy? Sao còn cất nhắc hắn làm gì? Kiến Thiết, em không hiểu rồi. Bất quá anh phải cảnh cáo em ngàn lần chớ khinh thường hắn. Người đàn ông nói, em có sao không? Không sao, bọn họ có thể làm gì được em chứ? Mạnh Kiến Thiết vuốt hai má còn đau, híp mắt nói. Thầm nghĩ, con tiện nhân sớm muộn gì tao sẽ cho mày nếm chút khổ sở. Ừ, vậy là tốt rồi, em may mắn hơn anh, người đàn ông nói. Sự việc xảy ra ngoài ý muốn, không khí bên trong lại một lần nữa trầm lắng. Thầy Tần, em thật sự rất có lỗi. Tiểu Mẫn giơ chén rượu lại hướng Tần Lạc giải thích. Đừng ngại, Tần Lạc xua tay nói. Bây giờ chúng ta có thể ăn cơm. Thầy Tần phải cẩn thận một chút, ba hắn làm trong sở y tế. Nhà hắn có nhiều mối quan hệ, hắn nhất định sẽ trả thù thầy. Tiểu Mẫn nhắc nhở nói. Sở y tế, tôi đã từng nghe hắn nói qua một lần. Cha hắn tên gì? Tần Lạc cười hỏi. Mạnh Quốc Huy, Tiểu Mẫn nói. Tần Lạc gật gật đầu, lấy trong túi ra cái điện thoại cầm tay và nghe điện thoại. Biết anh muốn đi sở y tế nhậm chức. Trước tiên, nhờ anh một việc lớn. Tần Lạc cười nói. Chuyện gì vậy anh? Minh Hạo nói. Chú ý cho tôi hai người sau, một người là Mạnh Quốc Huy, một người là Mạnh Kiến Thiết, bọn họ là hai cha con. Tần Lạc cười nói. Ừ, được rồi, Minh Hạo cười nói, tân quan nhậm chức, luôn phải đốt vài giờ lấy uy. Tôi không còn việc gì nữa, Tần Lạc tắt điện thoại nói. Tiểu Mẫn nóng nảy nói, thầy Tần, lời em nói là sự thật. Ba hắn là một quan chức không nhỏ ở sở y tế. Thầy phải cẩn thận chút. Lời tôi nói cũng là sự thật, Tần Lạc nói. Em yên tâm đi, không có việc gì đâu. Tan tiệc, Tần Lạc cùng Lệ Khuynh Thành sóng vai đi đến Thẩm Mỹ Viện. Cầu vồng lóe ra, cả bầu trời sáng như ban ngày, dường như đây mới là ban ngày. Vì sao lại làm như thế? Tần Lạc cười hỏi. Bởi vì tôi ghét hắn, Lệ Khuynh Thành nói, cho nên, tôi hy vọng cậu cũng ghét hắn. Tần Lạc cười gượng, con gái lúc nào cách nghĩ khác thường. Tôi vui khi thấy bạn bè của cậu, thế nhưng tôi không thích bạn bè anh làm rối loạn như vậy. Lệ Khuynh Thành dừng chân trước Tần Lạc nói, tôi nhất định giúp cậu loại bỏ những phẩm hạnh không đoan trang. Chị sợ tôi làm tổn thương chị, Tần Lạc hỏi. Không, tôi sợ cậu bị lừa gạt, Lệ Khuynh Thành nói, không sợ đối thủ là loài sói lang, chỉ sợ giống loài lợn. Chúng ta nên đề phòng người bên cạnh mình, cho nên, rất nhiều nhân vật nổi tiếng cũng phải ẩn mình. Tôi phải tin tưởng chị sao? Tần Lạc hỏi. Tất nhiên Lệ Khuynh Thành đáp. Vì cái gì? Bởi vì tôi yêu cậu, Lệ Khuynh Thành vẻ mặt quyến rũ cười nói. Tần Lạc quay đầu bước đi. Lời tôi nói chính là sự thật, Lệ Khuynh Thành ở phía sau hô, thấy Tần Lạc càng chạy với bộ dạng càng nhanh, Lệ Khuynh Thành ở phía sau cười khanh khách. Âm thanh này phản phất giống như ca sướng, có linh hồn xuyên thấu lực. Tại đây trong bóng đêm huyên náo, vẫn truyền thật sự rất xa, truyền vào bên trong tai Tần Lạc. Áo da màu đen, quần màu đen, giày quân dụng màu đen. Đôi khi Tần Lạc đi trên đường, nhìn đến vật gì màu đen, sẽ nhớ tới màu đen huyền diệu của cô gái này. Có lẽ, như vậy nàng đem mình hòa tan với bóng đêm. Chẳng lẽ nàng không biết, vào ban ngày màu đen là màu rất gợi cảm sao? Ly tới đón Tần Lạc đi trại dưỡng an. Lần trước Tần Lạc đến chữa bệnh cho Long Vương, rất có hiệu quả. Cho nên, hắn nghỉ ngơi hai ngày, sau đó cảm thấy tình trạng tinh thần rất khỏe, tiếp đó liền chuẩn bị bắt đầu giai đoạn trị liệu thứ hai. Tôi dùng thẻ bài Long Tức, Tần Lạc chăm chú lái xe, ngượng ngùng nói. Tôi biết, Ly nói. Một người bằng hữu của tôi đắc tội với Bạch Tàn Phổ không chịu bỏ qua, đem người vây quanh hắn ở Đồng Tước Thai. Tôi vì cứu hắn, vì tự bảo vệ mình phải dùng đến thẻ bài. Tần Lạc giải thích nói. Tôi biết, Ly ôn hòa đáp. Tôi còn đánh Bạch Tàn Phổ. Tôi cũng biết. Chẳng lẽ cô không có gì muốn nói sao? Tần Lạc tò mò hỏi. Hắn nghĩ đến, chính mình dùng thẻ bài Long Tức ra đàn áp người,
Ly phải biểu đạt một phần quan điểm. Ủng hộ, hoặc phản đối. Hắn xứng đáng, Ly nói. Chương 329, cũng không phải trước kia chưa từng thấy qua. Tần Lạc sở dĩ hai ngày mới lại đây, bởi vì hắn biết, một khi vận dụng nhập thần chi cảnh, hắn sẽ rơi vào kết quả toàn thân thoát lực cho nên, trước khi đến, hắn phải giải quyết toàn bộ mọi việc cho ổn thỏa. Thí dụ như lần này, thời điểm Tần Lạc ra ngoài dẫn theo hai thứ, một là quần lót, hai là áo tắm. Bằng không lại như lần trước nằm hai ngày trên giường. Tần Lạc theo phía sau Ly, lần thứ hai lại đi vào tiểu viện Long Vương Trụ, ở cổng tiểu viện một lần nữa hắn gặp Lạp Tháp lão nhân, người đã tặng hắn thẻ bài. Long Vương khoác quần áo ba, đờ, suy màu vàng vừa dày vừa nặng, hắn lười biếng nằm ngủ trên chiếc ghế lớn, còn thoáng nghe được tiếng ngáy. Tần Lạc bình tĩnh dừng bước, cúi đầu về hắn. Ly đứng ở một bên, đợi cho Tần Lạc đứng dậy, liếc nhìn hắn một cái, sau đó lại đi trước dẫn đường. Long Vương vẫn đang nằm ở phòng khách đối diện cửa viện, chỗ này dường như ánh sáng rồi rào, không khí cũng mới mẻ. Long Vương nhìn Tần Lạc vui vẻ trước sau như một, khoảng thời gian kết giao, quan hệ của hai người vừa là thầy vừa là bạn. Thời điểm Long Vương tê liệt ở giường, tâm tính khá bình thản, khí bá đạo hạn chế trông như một ông lão. Cho nên, thời gian tại đây Tần Lạc mới có thể đi vào thế giới nội tâm hắn. Duyên số, có đôi khi giống như nam nữ yêu đương. Sớm một bước không được, muộn một bước cũng không được. Tần Lạc, con vừa lập công. Long Vương cười ha hả nói. Con thấy đó là một điều kỳ diệu. Người ngoài không biết nhưng chắc sư phụ rõ ràng hơn cả. Tần Lạc khiêm tốn nói. Hắn tiến lên gõ tay lên tứ chi Long Vương, hỏi, gần đây cảm giác của sư phụ như thế nào? Ly không nói cho con sao? Long Vương hỏi. Nói cho con biết cái gì? Long Vương đặt lên tay ghế, ngón trỏ tay trái nhẹ nhàng cử động, tiếp theo ngón giữa, ngón áp út, các tay nhỏ bé vểnh lên, chỉ có ngón tay cái không linh hoạt, nói cách khác bốn ngón tay trái của Long Vương hoàn toàn có thể cử động. Như thế thì tốt lắm, Tần Lạc kinh ngạc nói. Mấy ngày nay, không có con ở đây, sư phụ dựa theo phương pháp massage của con. Thân thể sư phụ có những biến chuyển tác dụng cao, sư phụ không nghĩ tới những ngón tay của mình có thể cử động được. Long Vương sang sảng cười nói. Thân thể bệnh tật hy vọng có thể chữa khỏi, trạng thái tinh thần của hắn càng ngày càng tốt. Tần Lạc hiểu được, trung y có nói rằng nhất thông đả bách thông. Chính mình dùng nguyên khí bên ngoài để giải khai kinh mạch của sư phụ, mà thân thể Long Vương lại là một cao thủ võ thuật. Sư phụ có thể mượn khí lực trong cơ thể mình giải khai cho các bộ vị cũng không có gì kỳ lạ. Tại sao cô không nói cho tôi biết? Tần Lạc xoay người hỏi Ly, người con gái này vẫn nhẫn nại không đem tiết lộ điều gì. Anh không có hỏi tôi. Ly bĩu môi nói, nàng đang thưởng thức, chơi đùa với con dao nhỏ trên tay. Tần Lạc chẳng muốn chấp nhặt với cô gái này, quay về phía Long Vương cười nói, sư phụ, bản thân người phải sử dụng khí công tiếp tục trị liệu. Con sẽ dùng kim châm thông đạo khí giúp người khai thông một ít, sau đó người dùng sức ở bên trong. Chúng ta nội ứng ngoại hợp, nếu không có bất ngờ xảy ra, có lẽ khoảng tháng 3 sau, sư phụ có thể cử động tứ chi trở lại. Đương nhiên, nếu muốn khôi phục như trước kia cần phải trị liệu theo từng bước để phục hồi chức năng. Sư phụ tin tưởng con có thể mang đến chuyện lạ. Long Vương cười gật đầu. Tần Lạc liền nói với Ly, đem chậu nước ấm lại đây. Ly biết chỉ là trò đùa của Tần Lạc, rõ ràng có y tá mà hắn lại không gọi, mỗi lần gặp hắn đều bắt nàng làm tạp dịch. Thế nhưng, quan hệ giữa hắn và cha dượng mới là quan trọng, nàng cũng không có so đo quá nhiều. Nghe Tần Lạc nói vậy, nàng nhanh chóng chạy đi lấy nước. Tần Lạc lấy hộp kim châm, bắt đầu châm cứu tiêu độc. Bọn họ nói ghi công cho con. Họ sang đây hỏi ý kiến sư phụ. Sư phụ đã giúp con đuổi đi. Long Vương lên tiếng nói, chúng ta không quỵ lụy họ, cũng không hám lợi. Khi dùng thẻ bài long tức kia, không ai dám làm khó dễ đồ đệ quý của sư phụ. Cảm ơn sư phụ, Tần Lạc cười nói tạ ơn. Lần trước, châm cứu chính là huyệt vị thủ tam lý trên tay trái của Long Vương. Hiệu quả rõ rệt, vì thế Tần Lạc cũng không tùy tiện đổi huyệt vị khác. Lúc này, Tần Lạc đang châm tại chính huyệt vị này. Tần Lạc mở to mắt, đúng lúc có một tia sáng đi qua, chiếu vào trong bức màn không quá kín, không kiêng nể gì, Tần Lạc hoan hô nhảy nhót. Mùa đông u ám tại Yến Kinh cuối cùng đã trôi qua, bên ngoài ánh nắng tươi sáng, tiếng chim chóc ở ngoài cửa sổ đang ngâm nga ca khúc không tên. Toàn thân Tần Lạc bủn rủn mệt mỏi, cơ thể yếu ớt có thể nghe thấy được các loại tiếng động. Thế nhưng nghe rất êm tai. Tần Lạc nâng đầu mình nhìn lướt qua, phát hiện trong phòng không có một bóng người. Ly, Ly, Tần Lạc cất tiếng.
không ai trả lời, giống như cả phòng đều trống rỗng. Tần Lạc cười gượng, chính mình muốn đi tiểu, làm sao bây giờ? Chẳng lẽ cô không hiểu được, mỗi người đàn ông sáng sớm đều có nhu cầu này sao? Ở cùng cô ấy, Tần Lạc cảm thấy bất tiện, Tần Lạc cảm thấy cô gái này tay chân vụng về, nên không người đàn ông nào dám cưới cô ấy. Tần Lạc nghĩ có thể nhịn thêm chốc lát, thế nhưng nước tiểu lại như cơn hồng thủy muốn phá tan môn hạ phun ra, không thể nào hoãn được nữa. Vì tránh cho bi kịch sau mười mấy năm ngăn cách lại phát sinh bệnh đái dầm, tiểu bên giường của người khác, cho nên Tần Lạc quyết định tự mình giải quyết vấn đề, nhưng vấn đề này vô cùng nghiêm trọng. Thân thủ nắm chặt tay, toàn thân mềm nhũng, căn bản không thể sử dụng lực. Hai chân Tần Lạc không chịu nổi, hắn nghĩ phải cố gắng nhiều hơn, kỳ vọng có thể đứng dậy. Thế nhưng hy vọng thì tốt đẹp nhưng sự thật luôn tàn khốc, hắn hiện giờ như là bị hải triều đẩy vào bờ cát, bắn ra nữa, nhưng hắn vẫn bất động tại chỗ. Tay và chân Tần Lạc không cử động được, hắn đành dựa vào hơi sức của cơ thể. Hắn tập trung sức lực ở phía trên, đem toàn thân chống trên giường, nhưng đều vô dụng. Hổn hển, hổn hển. Chỉ vừa làm ít như vậy thôi, Tần Lạc đã mệt thở hồng hộc. Hắn biết thân thể của mình lại mất sức một lần nữa. Cũng như lần trước, là do bên trong hắn gây nên thoát lực ra ngoài. Ngay cả trong xương cốt bên trong trí lực cũng bớt thời giờ. Không có biện pháp khác, chỉ có tĩnh dưỡng mới có thể khôi phục lại được. Ánh mắt Tần Lạc đảo chung quanh phòng, hy vọng có thể tìm kiếm dụng cụ hỗ trợ. Rất nhanh hắn phát hiện có một chai nước khoáng trên bàn. Bên trong chai còn lại non nửa, có thể là ly đã uống một nửa. Tần Lạc trong lòng vui vẻ, liền đưa tay với lấy cái chai. Hắn đành phải giấu cái chai vào trong bụng. Tiếp theo hắn chùm chăn lại, cởi quần, đem miệng chai nhắm ngay vòi phun. Hắn bị kìm nén lâu, nhưng lại tiểu không được. Tần Lạc cắn chặt răng, dùng hết sức phần tác động vào bụng, lập tức như dòng hồng thủy làm vỡ đê, khối nước tiểu chứa đựng đã lâu trong bụng liền nối tiếp nhau chui qua cái chai. Tần Lạc sản khoái nhắm hai mắt lại, hắn chưa từng nghĩ tới đi tiểu cũng là một việc hạnh phúc. Anh! Cánh cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra. Trong tay bưng bàn ăn, chén đĩa, cháo gạo kê và bánh mì trắng. Ly đang đứng ở cửa, vẻ mặt kinh ngạc khi nhìn thấy Tần Lạc, cô ta cảm thấy ngượng ngùng. Ngoài cửa sổ, phong cảnh lùi dần về phía sau, giống như ảnh ngược của băng ghi hình màu xám. Tần Lạc im lặng không nói lời nào, cũng không cười, ngay cả ánh mắt cũng không dám đối diện Ly. Thân thể hắn vẫn mềm nhũn như cũ, tinh thần thoạt nhìn cũng không tốt. Hắn phải rời khỏi, nhất định là phải rời khỏi. Không đi không được, ai không cho hắn đi hắn liều mạng với người đó. Hắn không thể đứng trước người này, bởi vì mỗi khi tầm mắt của Ly hướng về hắn, hắn đều có cảm giác như ngàn cây kim đâm vào hắn rất khó chịu. Ông trời ơi, Quan Thế Âm Bồ Tát Như Lai Phật Tổ ơi, rốt cuộc tôi gây nên nghiệt gì mà các người đối xử với tôi như vậy? Tôi đã làm chuyện xấu chưa? Chưa hề. Tôi đã thấy chết không cứu sao? Chưa hề. Tôi ham tiền tài hưởng lạc ư? Chưa hề. Tôi háo sắc ư, chưa hề, được rồi, tôi thừa nhận rằng tôi thích nhìn các cô gái đẹp, thế nhưng đó là tôi bị ép buộc. Tôi chưa làm gì có lỗi với quốc gia có lỗi với nhân dân, thỉnh thoảng có đem ngồi ở bên lề đường cái trong khi có ông cụ bà cụ băng qua đường. Nhưng sao lại có thể đối xử với tôi như vậy? Các người nói đi, các người nói đi. Tần Lạc hò hét, hắn là một người đàn ông yếu đuối, trong lòng hắn dông tố nổi lên. Ly cất tiếng nói, lần này chị liệu có hiệu quả không? Tự mình đi mà xem. Trước khi anh đi cần phải nói với Dượng một tiếng. Cô nói đi. Tôi cảm thấy. Tôi mệt mỏi không muốn nói đang nói chuyện hắn bỗng nhắm hai mắt lại. Rát. Xe hãn mã phanh gấp. Cũng may Tần Lạc buộc dây an toàn nếu không đề phòng kịp thì đầu đã va vào cửa kính. Ly nắm cổ áo Tần Lạc kéo đến trước mặt mình nói. Nhìn thấy tôi không? Không thấy. Ly buông lỏng hai tay. Sau đó cô bấu vào mặt Tần Lạc. Hùng hăng vân về mặt hắn nói, nhìn vào tôi. Không nhìn. Nhìn vào tôi, Ly lại dùng sức. Tần Lạc khóc, tủi thân nói, cô rốt cuộc muốn gì ở tôi. Đừng làm như vậy, đau quá. Anh sợ cái gì, ngượng ngùng cái gì, tôi là con gái không để ý, còn anh là con trai mà có gì để ý. Chỉ có việc nhỏ như thế này thôi, cũng không phải trước kia chưa từng thấy qua. Tần Lạc nổi giận. Cô nói cô đã từng thấy rồi, tôi có thể không cần làm bộ ư. Cô bảo việc là nhỏ nhưng tôi không thể không để ý. Chương 330, phong cách thần tượng. Tần Lạc thực tức giận khi Ly thế với hắn, một chút việc nhỏ như thế.
thế nhưng hắn lại không thể làm cho người ta biết hắn đang rối rắm, đó là lý do hắn chỉ có thể tức giận chính mình. Tôi là một người tùy tiện sao? Lần thứ nhất là do không cẩn thận, lần thứ hai chỉ là đùa giỡn quá đáng. Cô nói việc như vậy mà thoải mái sao? Sao cô không cởi để người khác xem đi? Anh muốn xem, Ly nhìn chằm chằm Tần Lạc nói. Cô có dám cởi ra không? Tần Lạc không nhượng bộ Ly chút nào. Anh dám xem tôi dám cởi. Cô dám cởi thì tôi cũng dám xem. Tần Lạc nghiêm túc nhìn Ly, biết nàng quả thực đang điên cuồng. Nhưng vì sĩ diện của đàn ông nên hắn không thể dễ dàng bỏ qua. Anh chắc chắn chứ? Ly nhìn thẳng vào mặt Tần Lạc và hỏi. Chắc chắn, Tần Lạc hơi chút do dự nhưng vẫn gật đầu nói. Được lắm. Xé tâm thanh khóa kéo của áo ra, Ly cởi ra áo màu đen bên ngoài. Bên trong nàng mặc chiếc áo sát nách cũng mang màu đen, áo bó sát người, rất hoàn mỹ cân xứng với dáng người của nàng. Bộ ngực của nàng không bằng Lệ Khuynh Thành nhưng cũng khá đầy đặn. Bên trong chiếc áo trông như là hai cái chén lớn nhô lên thấy rõ. Tần Lạc không kịp thưởng thức thời khắc này, thì nàng đã kéo vạt áo lại, hai tay hướng về phía trước, lộ ra làn da gợi cảm, rất nhanh nàng liền cởi áo xuống. Lúc này, thân thể của nàng chỉ còn cái áo trong màu đen. Áo trong màu đen được thiết kế rất đơn giản, không có nhiều hoa văn. Một cái áo trong như vậy rất dễ làm cho người ta cảm thấy gợi cảm vô cùng. Còn muốn tiếp tục xem không? Sắc mặt Ly không chút thay đổi nhìn chằm chằm vào Tần Lạc hỏi. Tần Lạc há miệng thở dốc, chưa kịp nói gì thì tay Ly đã vòng ra sau lưng, bắt đầu cởi thắt lưng. Từ từ, từ từ, Tần Lạc nhanh chóng bắt lấy tay nàng, nói, tạm thời không xem, tạm thời không xem, để sau này xem đi. Tuy rằng đường quốc lộ này ít xe qua lại, nhưng nó cũng ở vào vùng hoang vu dã ngoại. Khiến cho một người con gái cởi áo trên đường chẳng khác nào đem tự thân dìm xuống nước, hắn không làm được. Như thế nào, không dám nhìn sao, Ly cười lạnh hỏi. Nhục nhã, Tần Lạc nói. Ly chậm rãi mặc lại quần áo, nàng kéo khóa kéo áo ra lại, quay sang phía Tần Lạc hỏi, nhìn thì thế nào. Hậu quả anh thấy nghiêm trọng sao, như vậy có cần tìm đến cái chết hay không? Tần Lạc tức muốn hộc máu lại không cam lòng yếu thế hơn Ly nói, tôi và cô không giống nhau. Tôi là đàn ông. Tiếp theo ánh mắt hắn ngẫm nghĩ nhìn Ly nói, thật đúng là không nghĩ rằng cô bề ngoài nhiệt tình bên trong lại ẩn giấu sự mãnh liệt như thế. À, người anh em, có đi tham gia hội nghị hay không? Chưa biểu diễn có cái gì để nghe, lúc này, chắc chỉ chơi mấy bản giao hưởng. Hôm qua mình thấy thầy cho với tên cậu kia một bài học, hôm nay mình nhất định phải tìm về đây. Nam sinh mắt buồn ngủ mông lung nói. Là thầy Tần. Tần Lạc, tôi dựa vào đó xem xét. Tôi thích người bạn thân này. Hắn là người lười biếng chỉ biết lăn lộn trên giường nhảy dựng lên, mặc áo trong đi rửa mặt ngay trong phòng. Sáng sớm đã đứng soi gương, cậu phải đi ra ngoài sao? Không phải, mình muốn đi nghe báo cáo. Cô gái đứng trước gương chải lông mi, nói có vẻ ngượng ngùng. Ai, giáo viên làm báo cáo ư? Nói sau đi. Bây giờ mình sắp phải đi rồi, còn phải trang điểm thật xinh. Thầy Toyen. À, là thầy, thật là thầy, cậu cho mình biết có chắc chắn là thầy không? Mình cũng muốn nghe, cậu đi trước giúp mình giữ chỗ ngồi nhé. Cậu không rời giường sao? Vì sao chúng ta lại có những bất hòa ấy nhỉ? Mình còn phải trang điểm. Trong lễ đường người ngồi chật kín, những ánh mắt sinh viên hướng về phía giáo viên đang tiến tới. Những cán bộ lớp vội vàng duy trì kỷ luật. Những người đến sau cố gắng tìm kiếm chỗ ngồi cho mình ở hành lang khiến những người phía sau không cách nào chen vào được. Họ bị cưỡng chế tham dự, các giáo viên không nghĩ rằng cục diện lại xảy ra bất ngờ như vậy. Một lúc sau, tổ chức khen ngợi phải như thế này mới hấp dẫn nhiều sinh viên tham gia. Trước kia, đối với những hội nghị như thế này họ hoàn toàn không có chút hứng thú. Tôi ở khoa y này dạy 20 năm, còn chưa có sinh viên nào đến tham gia khen ngợi hội nghị của một giáo viên nào như thế. Trước kia, chỉ có những ngôi sao mới có sức hút như vậy. Một lão giáo viên cảm nhận nói. Ha ha, thầy Tần vừa lập công lớn, báo chí một mực ca ngợi. Sinh viên cảm thấy hứng thú cũng là điều bình thường. Thầy Tần thực sự có mị lực, trước kia cũng có rất nhiều sinh viên hoan nghênh. Bởi vì anh ta không có giấy chứng nhận giáo viên nên bị trường đuổi việc, sinh viên ồn ào tuyệt thực. Một thầy giáo có thể làm được như thế này, thật là đáng giá. Những lời này nói ra từ đáy lòng của tất cả các giáo viên. Bởi vì Tần Lạc được đại hội khen ngợi, cho nên tất cả các sinh viên của Tần Lạc đều chạy đến cổ động. Kể cả những người chỉ từng nghe Tần Lạc giảng qua cũng trốn học tới đây cổ động.
Thầy Tần khi nào thì mới ra đây? Tiểu Hoa ngáp dài hỏi. Đại hội còn chưa bắt đầu đâu. Cậu gấp cái gì? Vương Cửu Cửu một tay nghe điện thoại, kiên nhẫn chờ đợi. Nàng mặc váy màu đen có ô vuông hồng tuyến, bông vải màu đen, chân đi đôi giày cao gót, trên thân bộ chiếc màu trắng, kể cả áo trong cũng là màu trắng, bên ngoài nàng khoác một chiếc áo màu vàng nhạt. Thoạt nhìn rất là gợi cảm, làm cho người ta có cảm giác rất tự nhiên. Không giống như các sinh viên khác mà như nhân viên văn phòng. Bởi vì nàng kiệt xuất nên bề ngoài khí chất cũng vĩ đại, bên cạnh không ít sinh viên vô tình nhìn từ đầu đến chân nàng. Nàng xem như không thấy gì, ngoảnh mặt làm ngơ. Lúc ấy đã 10 giờ trưa, hiệu trưởng Lệ Vĩnh Cương từ trong ban lãnh đạo tới ngồi ở hàng ghế thứ nhất, thời điểm khai mạc cũng đã tới. Chủ nhiệm Hùng Chí Triều mặc Âu phục màu đen đi đến trước micro, nhìn xuống khán đài cười nói, hôm nay, có nhiều sinh viên như vậy, tôi có thể hiểu được thầy giáo Tần được hoan nghênh nhiệt liệt như thế nào. Tôi biết, nhiều em tại hội trường này rất chán ghét tôi. Thế nhưng các em cho tôi vài phút để giới thiệu về thầy giáo Tần cùng với những thành công của thầy. Bởi vì đây là chức trách của tôi. Hùng Chí Triều trong lời nói có xen chút hài hước, dưới hội trường phát ra một trận cười vang cùng với tiếng vỗ tay nhiệt liệt ủng hộ. Tiếp theo mục giới thiệu về Tần Lạc cùng với những cống hiến mà Tần Lạc đã làm được. Đặc biệt lần này có sự xuất hiện bệnh nhân của Tần Lạc làm trọng điểm giới thiệu. Được rồi, xin mời vị giáo sư Tần Lạc vĩ đại của chúng ta giao lưu. Hùng Chí Triều nói xong liền dẫn đầu vỗ tay. Trong lúc nhất thời cả hội trường vỗ tay như sấm. Tần Lạc mặc trường bào màu đen, đây là lễ phục mừng năm mới sau khi trở về Lâm Hoán Khê giúp anh ta đi mua. Mái tóc dài mềm mại, ánh mắt sáng ngời, trên mặt Tần Lạc hơi ngượng ngùng, Tần Lạc cười phất tay đón tiếp phía dưới khán đài. Nhìn thấy Tần Lạc giơ tay, mọi người vỗ tay một lần nữa, dường như không muốn ngừng lại. Tần Lạc bình tĩnh đi đến trước chủ tịch bắt tay, sau đó nhìn xuống phía dưới hội trường, các sinh viên biết Tần Lạc phải nói chuyện, họ ngừng vỗ tay lại. Tần Lạc nhìn một lượt toàn trường, trong lòng cũng có chút kinh ngạc, có mặt rất nhiều người. Ban đầu trong phòng học chỉ có đến mấy trăm người nghe giảng bài, hắn cảm thấy rất khoa trương. Hôm nay số người có mặt ước chừng cả ngàn người. Đầu tiên, tôi phải sửa chữa một sai lầm của đồng chí Hùng Chí Triều. Tôi thường nói với các sinh viên, nghiêm khắc là giá trị của việc giảng dạy, tôi không phải một giáo sư vĩ đại. Tôi chưa bao giờ cảm thấy nghỉ học là một việc xấu của sinh viên, tôi cũng không nghĩ rằng tôi là một giáo viên tồi. Vì vậy, tôi chỉ có thể nói rằng tôi là một giáo viên không tồi. Dưới đài vang lên tiếng cười cùng tiếng vỗ tay, Tần Lạc khoát tay vào áo, tiếng vang rất nhanh liền bình ổn xuống. Tôi không biết thế nào là một giáo viên tiêu chuẩn, bởi vì không ai dạy tôi điều đó. Tôi cũng không được tốt nghiệp trường sư phạm, thậm chí tôi cũng không có giấy chứng nhận tư cách giáo viên. Cả hội trường im lặng chỉ còn quanh quẩn âm thanh của Tần Lạc. Nhưng tôi biết làm người như thế nào, làm người tốt. Lấy bản thân mình làm gương, đem những gì mình hiểu truyền cho các sinh viên, tôi cảm thấy làm giáo viên đơn giản là như vậy, không cần nhiều kỹ xảo. Kỹ xảo chính là tri thức mà một giáo viên nắm giữ. Bởi vì trước đây tôi bị một thời gian lâm bệnh, không có cơ hội được đến trường học chính quy. Cho nên giáo viên của tôi chính là ông nội tôi. Với tôi mà nói ông nội chính là toàn bộ những giá trị tốt đẹp của một nhà giáo. Tần Lạc cười nói, đương nhiên bây giờ tôi cũng vậy, cũng được công nhận là thượng tốt. Dưới hội trường, người xem điên cuồng, vỗ tay chói tai, xem Tần Lạc như siêu sao. Ông nội dạy dỗ tôi hai điều, làm người và làm việc nghĩa. Ông ấy thường nói một câu ở cửa miệng, xứng đáng với trời đất, không hổ thẹn với bản thân, trong lòng sẽ không khổ tâm. Đây là những chuẩn tắc cơ bản để làm người, nhưng muốn được tôn trọng, phải học được cách tự trọng trước. Các bạn có thể tới tham gia hội thảo của tôi, điều đó có nghĩa rằng tôi được các bạn tôn trọng. Cho nên gián tiếp mà nói tôi có thể dạy dỗ các bạn, tôi có thể một giáo viên tốt. Dưới đài vỗ tay như sấm, còn không ít sinh viên ồn ào quát to. Bởi vì âm thanh quá mức hỗn độn, Tần Lạc ngược lại không nghe rõ ràng lắm bọn họ rốt cuộc nói cái quát gì. Bác sĩ là một nghề đặc biệt, có quan hệ đến sinh tử của người bệnh, nếu một thầy thuốc có phẩm hạnh không tốt, hắn sẽ coi thường sinh mạng của người khác. Như vậy không phải bác sĩ tốt, người dạy dỗ bác sĩ này cũng không phải giáo viên tốt. Tần Lạc nhìn thấy các sinh viên dưới khán đài nói, tôi muốn chính mình dạy dỗ các sinh viên những điều này, cũng không hy vọng các bạn trở thành người bác sĩ tôi. Như vậy tôi sẽ không thừa nhận loại bác sĩ đó là sinh viên của tôi. Nếu, trên đường chúng ta gặp lại nhau, một ai đó không chào hỏi tôi thì chẳng khác nào tôi không dạy nổi người này. Chương 331, thích.
ông nội tôi đã dạy tôi điều thứ hai là làm việc nghĩa. Làm việc nghĩa chính là trị bệnh cứu người, đó là nhân phẩm rất quan trọng của một con người. Năng lực con người cũng rất quan trọng, nếu chỉ có nhân phẩm, chứ không có khả năng, thì người đó cũng rất vô dụng, chỉ là một kẻ tầm thường. Mà nhiều người nếu có khả năng, không có nhân phẩm tốt thì hắn chính là một tên cặn bã hại nước, hại dân. Xã hội lúc nào cũng khiếm khuyết, cho nên rất nhiều người cũng nhất trí với quan điểm này phải có cả hai đức tính, nhân cách và tài năng. Tôi hy vọng các bạn là những người có đủ cả hai yếu tố trên. Tần Lạc hướng về phía dưới hội trường, nhìn thoáng qua Lệ Vĩnh Cương ngồi ở hàng ghế thứ nhất hàng ghế lãnh đạo, cười nói, cảm ơn viện trưởng Lệ Vĩnh Cương, bởi vì báo cáo đột xuất quá cho nên tôi không có gì chuẩn bị. Đương nhiên, không phải không có sự chuẩn bị, tôi cũng đã chuẩn bị qua, tôi cũng suy nghĩ nửa ngày, cũng thật sự không biết nên đề cập đến vấn đề gì với mọi người. Tôi liền chuẩn bị vài câu chuyện này, nhưng đều bị Hùng chủ nhiệm giành trước. Tôi lại không có tài ăn nói, khả năng văn chương của tôi cũng không tốt, may mắn thay tôi đã không lặp lại là tốt rồi. Cho nên chúng ta sẽ tọa đàm theo cách sau đây, tất cả các bạn nếu có bất kỳ câu hỏi nào đều có thể giơ tay lên, các nhân viên sẽ trao micro để các bạn phát biểu, tôi nghĩ rằng mọi người không có ý kiến, phải không? Không có, dưới hội trường, hàng trăm cái miệng sinh viên cùng nói một tiếng. Tôi đã nói, bản thân tôi không giống với bất kỳ ai khác. Ha ha, đó không phải là báo cáo hội nghị à, là giải trí vấn đáp trong hội trường. Hôm nay quả thực tới đây không vô ích, vừa lúc nãy tôi có rất nhiều vấn đề cần hỏi hắn. Và bây giờ thì đã có cơ hội. Không ai muốn nghe một người tự biên tự diễn, nếu có thể tự mình tham dự trong đó, thì hội nghị sẽ càng thêm náo nhiệt hơn. Anh không thấy có rất nhiều ca sĩ, nhạc sĩ, bắt đầu biểu diễn khai mạc hội nghị à? Các nghệ sĩ trên khán đài hô to chúng ta có thể cùng nhau hát không? Khán giả dưới hội trường hô, sẽ hát. Nghệ sĩ nói chúng ta cùng nhau hát lên nhé. Dưới hội trường người hâm mộ lại hô to đáp lại, được. Vì thế, buổi hòa nhạc cùng lắng xuống, ca sĩ không chỉ hát một vài bài mà tất cả xuống dưới hát cùng khán giả. Người hâm mộ bỏ tiền mua vé, cũng chính là muốn có cơ hội để được hét to ở chốn đông đảo như thế này. Ngôi sao giản dị, người hâm mộ kêu la cổ vũ, cả hai tình huống trên, mọi người cảm thấy không khí thoải mái, dễ chịu và hòa đồng với nhau hơn. Họ đã sắp xếp lối đi cho sinh viên, tất cả các lối đi đều có người cầm sẵn micro đáp ứng, khi một sinh viên nào đó được chọn, họ đã có thể đưa micro ngay cho người đó. Câu hỏi đầu tiên, chúng ta sẽ trao cho một nữ sinh. Tần Lạc cười nói. Hãy cho em chứ. Em muốn hỏi, thầy Tần, em muốn hỏi thầy. Để em thổ lộ, đem micro cho em. Tần Lạc nhìn qua một vòng. Chỉ vào góc khuất bên trái, một nữ sinh có mái tóc ngắn cười nói. Đưa cho cô ấy đi. Rất nhanh chóng, một cán bộ trẻ đem micro tới đưa cho cô gái tóc ngắn. Thầy Tần, em muốn hỏi, thầy có xem nữ sinh siêu cấp hay không? Thầy có thích Lý Vũ Xuân hay không? Tần Lạc cười nói, tôi không xem nữ sinh siêu cấp, thậm chí cũng rất ít xem TV, nhưng mà tôi biết Lý Vũ Xuân. Tôi không thích cô ấy, cũng không chán ghét cô ta. Tôi bảo vệ nhân quyền. Quyền tự do của cô ấy, ở đây cô ấy cần phải có nhân quyền, tôi nghĩ rằng vì một hoặc một số người không thích thì cô ấy hẳn không hiện diện trên thế giới này. Cảm ơn thầy Tần, cô gái tóc ngắn cười vui vẻ, em còn một vấn đề muốn hỏi thầy. Em đừng hỏi, em hỏi lại, chúng ta sẽ không có cơ hội nói chuyện. Chính là, đó là, em còn muốn thổ lộ chút nữa. Lấy micro, mau lấy lại cái micro của nàng. Cô gái đã gây nên một làn sóng ồn ào. Náo động bất mãn, vì thế cô ta đang cầm micro đã bị các cán bộ lấy lại. Người thứ hai được đặt vấn đề chính là một vị nam sinh, cậu ta còn có chút ái ngại, giọng nói có vẻ khẩn trương. Thầy Tần, tại sao thầy thích mặc áo trường bào? Tôi không thích, Tần Lạc thẳng thắn nói. Có đôi khi, tôi cũng cảm thấy áo trường bào thật sự phiền phức, nhưng mà do công việc tôi vẫn phải mặc nói trên người hàng ngày. Sở dĩ tôi mặc như vậy, bởi vì tôi phải tỏ rõ phong cách của tôi. Đối với văn hóa người Trung Hoa từ xưa đã mấy nghìn năm nay, dân tộc ta vẫn duy trì. Từ trước đến giờ cũng không có đại biểu nào nói đó là lạc hậu cả. Tôi mặc áo trường bào, chính là muốn nhắc nhở chúng ta nên nhớ những đồ vật này, không vì những cái mới, hiện đại mà vứt bỏ nó đi. Thầy Tần, vậy thầy có mặc áo trường bào cả đời không? Vị nữ sinh thứ ba tò mò hỏi. Sẽ không, Tần Lạc lắc lắc đầu, tất nhiên là không. Khi đại bộ phận mọi người mặc trường bào đa số là để duy trì văn hóa người Trung Hoa,
vào một lúc nào đó tôi sẽ mặc com lê. Vì cái gì? Bởi vì tôi phải nhắc nhở các bạn, chúng ta phải duy trì nền kinh tế mở, tiếp đón thương giới nước ngoài, nhiều cái mới. Nền kinh tế đóng tất nhiên sẽ làm cho đất nước bị lạc hậu. Điều này làm tăng thêm phong cách của Tần Lạc một lần nữa, bây giờ các hãng thông tấn truyền thông đang tuyên dương trước khi hắn thuyết giảng. Lần này anh vẫn mệt mỏi hỗ trợ các sinh viên của mình mạnh dạn nói ra. Hắn không có biện pháp tác động đến mọi người, lần đầu tiên hắn phải làm những việc cho mọi người xung quanh họ. Lại một lần nữa, những tiếng vỗ tay như muốn làm rung chuyển cả nóc nhà. Tần Lạc, anh có nghĩ rằng Trung Y sẽ được cứu không? Lần này, người đưa ra vấn đề là một giáo viên trong học viện. Các bạn sinh viên đã hưởng ứng rất nhiệt tình, một số giáo viên khác cũng bắt đầu đặt vấn đề. Trung Y là một thế mạnh của dân tộc Trung Quốc, là nền văn hóa, là sống lưng của Trung Quốc. Đáng tiếc là, sống lưng đã bị bệnh nguy kịch, Tần Lạc cười nói, nhưng là, không phải vì thế mà chúng ta đầu hàng. Ngạn ngữ Trung Quốc có câu như sau, mất nhân tính khi cưỡi ngựa xem hoa. Có nghĩa là làm qua loa, hắn hoàn toàn tự tin giải thích và có con đường đi thích hợp với chính mình. Trung Y có được cứu vớt hay không chính là nhờ vào các bạn sinh viên đây. Con đường để đi tới y học chỉ theo Tây Y, còn để y học Trung Hoa cổ truyền Trung Quốc không phát triển mà bỏ qua nghiên cứu thì đó là vấn đề không nhỏ. Cần phải đồng nhất, có đầy đủ lý thuyết để giải quyết một vấn đề đó, Trung Y và Tây Y hoàn toàn không đồng nhất. Nhưng điều cốt lõi ở đây, vẫn có cái chính đáng, chúng ta cần phải tham khảo, nếu không muốn y học dị lập và phát triển tốt hơn trong tương lai. Trẻ con hư, nhưng vẫn là con của chúng ta. Điều chúng ta cần làm là làm sao để đứa trẻ đó không đi sai đường, không trái với luân thường đạo lý để kéo nói trở về. Đó là chúng ta phải làm, và các bạn sinh viên đây sẽ là người thực hiện nó trong tương lai. Nhìn xuống khán đài, Tần Lạc hỏi các bạn sinh viên, các bạn có thể tin vào điều đó không? Có, dưới hội trường, các bạn sinh viên cùng la lớn nói. Bọn họ còn tin tưởng, cho nên Trung Y vẫn còn được cô ứu. Tần Lạc cười nói. Tới đây, không khí đã bắt đầu náo nhiệt hơn. Kể từ đầu, đây là một báo cáo thú vị nhất của một giáo viên xuất sắc nhất, mọi người đều xúc động đến cực điểm. Cuối cùng, ngay cả Lệ Vĩnh Cương cũng không chịu nổi cảnh yên tĩnh, hắn tiếp nhận micro để đặt ra một câu hỏi, Tần Lạc, nếu cậu không làm giáo viên thì cậu sẽ chọn chức nghiệp gì? Thông tin về giảng dạy, về Trung Y, về cuộc đời và lý tưởng hay đó là về tình yêu tình bạn. Nhưng có một vấn đề khó khăn ở sinh viên so với một câu hỏi khó, vẫn có thể trả lời. Tuy nhiên, Tần Lạc đang làm theo cách riêng của chính mình, trả lời từng người một và thậm chí rất nhiều cô gái đã lựa chọn, thông qua micro để bày tỏ cảm xúc đã hét lên, thầy Tần ơi, em yêu thầy. Cách đó luôn là những cái thể hiện cảm xúc, nhạc đệm đi kèm là những tiếng huýt sáo các sinh viên, sự dũng cảm của những nữ sinh này họ bày tỏ sự ủng hộ, đoàn kết của họ. Thầy Tần, em nhìn thấy bài viết chiến địa nguy tình trên tờ Nhật Báo Hoa Hạ. Em rất tò mò, em muốn biết, trong sâu thẳm nội tâm thầy. Rốt cuộc thầy có thích Vương Cửu Cửu hay không? Một cô nữ xinh tay cầm micro vẻ mặt tươi cười nói. Tần Lạc ngẩn người ra, tất cả mọi người cũng vậy. Trước kia, đây cũng là yêu cầu về chủ đề tình yêu của Tần Lạc, nhưng chủ yếu là họ yêu cầu các cô gái làm thế nào để theo đuổi yêu thích, hoặc chọn bạn gái tốt nhất mà ba mẹ có chút mến mộ, đại loại mọi vấn đề liên quan đến tình yêu. Hắn như để khán giả giải quyết những nghi ngờ của người khác, tình yêu đối với hắn thiết nghĩ cũng không quan trọng. Đây là lần đầu tiên mà các sinh viên trong trường hỏi hắn vấn đề tình yêu, hỏi hắn câu hỏi đó ở phía trước mặt rất nhiều người, hắn phải đối mặt với lãnh đạo nhà trường, giáo viên và sinh viên. Lúc này đây, hắn là nhân vật chính phải trả lời câu hỏi vừa rồi. Toàn trường không khí bỗng trùng xuống. Tất cả mọi người dường như ngừng thở, sợ chính âm thanh kia phá vỡ hội trường, phá vỡ cái giờ phút đó. Tất cả mọi người mở to mắt nhìn Tần Lạc, như muốn dò xét sợ hắn biểu tình. Tất cả mọi người, họ đang chờ đợi câu trả lời của Tần Lạc. Thích hay không thích? Sự khác biệt giữa một từ, nó sẽ quyết định số phận của một cô gái. Tiểu Hoa hai tay siết lại, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn xung quanh tìm Vương Cửu Cửu. Ánh mắt Vương Cửu Cửu nhìn thẳng lên sân khấu, bởi vì quá xa, cô ấy không thể nhìn thấy khuôn mặt của Tiểu Hoa. Tuy nhiên, cô ấy dường như biết rõ mình trong hội trường. Sắc mặt của cô bình tĩnh, thân hình nhỏ bé trở nên run rẩy. Cái tai phone đã tháo ra từ lâu vì dùng sức siết vào cái điện thoại quá mạnh, cầm chiếc điện thoại hứng hờ trên tay. Cô cũng đang đợi chờ đáp án kia. Tần Lạc trầm ngâm, mỉm cười do dự một cách từ tốn.
hắn không biết Phương Cửu Cửu ngồi ở đâu, nhưng anh biết rằng chắc chắn cô ấy nhất định ngồi dưới và đang nhìn hắn. Thích không? Điều này là chắc chắn hắn không có biện pháp chấp nhận nàng. Nhưng hắn cũng không thể phủ nhận, hắn biết trái tim hắn sẽ dũng cảm chấp nhận, dám yêu dám nhận. Hắn nở nụ cười, khóe miệng hơi nâng lên, giống như một đứa trẻ tinh nghịch. Hắn cầm micro, nói với âm thanh rõ ràng, trong trẻo. Thích. Dưới hội trường xôn xao. Toàn trường như điên loạn. Tiếng hét, tiếng vỗ tay, tiếng kéo lấy ghế của giọng nói, miệng huýt sáo, dường như còn có cả tiếng nữ sinh cảm động đang khóc. Đây không phải là một báo cáo, không giống hội đồng mà giống như một lễ Giáng sinh. Tất cả mọi người đều bị kích động hứng thú cùng niềm sướng của trái tim. Ở chính giữa đám đông hỗn loạn, có một nữ sinh vẫn ngồi im lặng. Cô ấy mỉm cười rồi lại khóc, nước mắt chảy dài ướt đẫm khuôn mặt. Chương 332, thần tượng của bạn là ai? Từ trước đến giờ chưa từng có, chưa từng có. Lệ Vĩnh Cương cười ha hả nói, Tần Lạc này đúng là thú nhân. Hiệu trưởng, liệu trường mình có bị ảnh hưởng xấu không? Phó hiệu trưởng lo lắng hỏi. Ảnh hưởng gì cơ chứ? Lệ Vĩnh Cương hỏi lại. Thầy giáo ngang nhiên bày tỏ tình cảm với học sinh, có thể ảnh hưởng đến tập tục hay không? Vậy thì sao? Chúng ta không phản đối, pháp luật nước ta đâu quy định thầy giáo và học trò không được yêu nhau. Lệ Vĩnh Cương nghiêm túc nói. Những quy định cứng nhắc của nhà trường đã làm hạn chế nhiều, làm ảnh hưởng nhiều đến học sinh. Càng có nhiều quy định sẽ ảnh hưởng đến khả năng tư duy và sáng tạo của chúng. Chúng ta phải sống thực tế. Những khẩu hiệu của trường có quá đơn giản không? Hàng năm chỉ xuất hiện có vài nhà kinh tế học ưu tú, chính trị gia kiệt xuất, nhiều nhân tài trên phương diện kiến trúc và văn nghệ. Mọi người đều thấy Lệ Vĩnh Cương che chở cho tình cảm của Tần Lạc, không hề có ý kiến nghiêm trị hoặc phản đối. Vì thái độ khoan dung của Lệ Vĩnh Cương nên tin truyền được lan đi rất nhanh. Mọi người trong khoa đều biết chuyện tình của Tần Lạc và nữ học trò. Mà Vương Cửu Cửu vốn là cô gái trung y, ở học viện nàng có chút tên tuổi, trở thành ngôi sao của trường. Bất kể đi đến đâu đều có thể nghe đầy đủ những lời bàn tán về nàng. Có người hâm mộ, có người đố kỵ, nữ học trò thương tâm chưa có dịp thổ lộ với Tần Lạc. Trái lại, các nam sinh lại vui vẻ tiếp nhận sự thật này, hơn nữa họ lại cảm thấy Tần Lạc thật sự là một người đàn ông. Vốn thầy và trò yêu nhau là điều cấm kỵ, tất cả mọi người đều biết nhưng hắn vẫn làm. Là người lãnh đạo nhà trường với hàng ngàn học sinh hắn thừa nhận tình cảm chân thực của mình. Chuyện này quả thật khiến xôn xao trong nội bộ nhà trường, mặt khác cũng làm xã hội cũng phải quan tâm. Sáng hôm nay, tất cả người dân đều thấy bài báo, ai là thần tượng của cô? Trên tờ Nhật báo Hoa Hạ. Trong lòng cô có thần tượng không? Tôi có. Lúc 3 tuổi, thần tượng của tôi là áo biệt mạn. Vì tôi nghĩ không gì là không làm được. Khi bị té ngã thì bền gan vững chí cố đứng dậy, chỉ cần có chút ánh sáng hắn lại tự cứu mình và cứu vớt cả nhân loại. Khi 12 tuổi, thần tượng của tôi là thánh đấu sĩ tinh thỉ. Họ trung thành, dũng cảm, tràn đầy hy vọng và sức sống. Hơn nữa mỗi người đều anh tuấn xuất khí. Có cô gái nào có thể cự tuyệt khỏi sự hấp dẫn đó chứ? 16 tuổi tôi thích Tam Mao, thích họ Mộ Dung, Quỳnh Giao, thích Lý Bích Hoa tinh tế, khéo léo. Bằng bút pháp sắc bén, mượt mà các nàng đã khơi dậy trái tim tôi. Họ làm tôi khóc, tôi liền khóc, làm tôi cười, tôi liền cười. Tôi còn thích Lưu Đức Hoa, Phùng Tiểu, Lý Liên Kiệt, mỗi người có một tính cách riêng biệt. Khi 26 tuổi, tôi lại có thần tượng mới. Đúng vậy, tôi chỉ có 26 tuổi. Tôi có thân thể khỏe mạnh, không bệnh, không tai ương, có gia đình hạnh phúc, công việc như ý. Đây là giai đoạn đẹp nhất đời tôi. Tôi đang chờ đợi mối tình đẹp sẽ đến, tôi sẽ đón nhận những gì đẹp nhất bằng cả trái tim nhiệt huyết. Nếu như không có lần này, đến giờ tôi cũng sẽ không nghĩ tới. Như vậy tôi sẽ đến gần cái chết. Bệnh siêu virus mosquito, một loại dị chủng sát thủ đoạt mệnh. Vào thời điểm đó nó đại diện cho cái chết vì không có kháng sinh và vaccine phòng bệnh. Thật không may, tôi từng mắc phải bệnh mosquito. Tại nơi một khắc, đầu óc của tôi trống rỗng. Tôi chỉ biết tôi muốn chết. Tôi muốn chết. Mấy ngày này tôi suy nghĩ lại, nếu gặp lại tình huống như thế tôi sẽ hành động thế nào? Cứu, không có thuốc nào cứu chữa. Không còn cách nào, nếu mà cứu chữa thất bại, lần này sẽ gánh vác trách nhiệm. Khi ấy sinh mạng cùng danh dự sẽ rơi vào địa ngục. Không cứu, suy cho cùng đó là một mạng sống. Nàng có cha mẹ, người thân, bạn bè. Với lại nàng không muốn chết, nàng muốn sống. Trong đầu xuất hiện ý niệm liên quan đến sinh tử của một người.
Khi danh dự cá nhân cùng sinh mệnh người khác đặt trên cùng một hoàn cảnh, bạn sẽ chọn lựa như thế nào? Trong thời khắc quan trọng hắn đã không màng tới danh dự của mình cứu tôi. Hắn cũng không tin phương pháp điều trị đó đã cứu được tôi. Đối với những người khác tôi chỉ là người bình thường, lời văn không hoa mỹ, hành động chưa cao siêu, nên tôi vẫn chưa làm cảm động được lòng người như phim ảnh từng làm, lại càng không có nhiều tiền để giúp đỡ nhiều người. Thế nhưng, đối với cha mẹ, tôi là tất cả của họ. Trong lòng họ, tôi còn quan trọng hơn so với những người họ sùng bái. Tôi cảm kích khi tôi còn tiếp tục sống, có thể nhìn thấy khuôn mặt vui vẻ của cha mẹ tôi. Tôi cảm kích khi được uống canh gà do chính tay cha nấu, tôi có thể làm việc, theo bạn bè đi dạo phố, thậm chí tôi còn định nói một hồi cũng chẳng oanh liệt, lại sưởi ấm tâm hồn luyến ái. Tôi cảm kích Tần Lạc, hắn cho tôi mọi thứ. Tôi cảm kích Tần Lạc, hắn khiến tôi tìm được thần tượng mới. Tác giả ký tên trên tác phẩm này vốn là người phi thường nhưng tên gọi rất bình thường, Lưu Ngọc. Thế nhưng bên cạnh chữ ký còn có một hàng chữ nhỏ làm mọi người chú ý, Phó Vân Điền thành viên đội chữa bệnh người do mắc phải siêu virus Mosquito. Nếu không phải Lưu Ngọc tiết lộ, không ai sẽ nghĩ đến giữa đường như vậy lại xảy ra chuyện như thế. Mọi người lại càng không nghĩ tới trên đường mà có người bị bệnh do muỗi cắn. Khi tính mạng và danh dự cùng xuất hiện, bạn sẽ chọn lựa như thế nào? Ở đây không chỉ Lưu Ngọc tự hỏi chính mình mà hỏi cả mọi người. Nếu là bạn, bạn phải làm như vậy. Bài báo này một khi được phát hành ra lập tức gợi ra nhiều tranh luận liên quan đến đạo đức và trách nhiệm. Có vô số người ca ngợi Tần Lạc, ủng hộ Tần Lạc bằng cách gửi thư cảm ơn, hoặc gửi thư yêu cầu đến ban biên tập Nhật báo Hoa Hạ. Đầu tiên là người trong tập thể, tiếp đó là hàng vạn người trên thế giới, trong một đêm đã hơn 10 vạn người hâm mộ. Danh tiếng của Tần Lạc vì bài báo này một lần nữa được đẩy lên cao. Hôm nay ở Y Hoạn vô cùng khẩn trương, hắn xuất hiện như ánh bình minh rực rỡ khiến người ta thấy được niềm hy vọng. Lần này, cửu lão gia có thể dùng một viên tiên đan trị liệu tăng trưởng nguyên khí. Tần Lạc từ trong phòng đi tới, đầu đầy mồ hôi. Cửu Yên Mị đi tới lấy khăn lau mồ hôi trên trán Tần Lạc. Tần Lạc lui từng bước về sau cười nói, tôi tự mình đến đây không biết ngượng cảm phiền chị Cửu. Cậu chê tôi hoa tàn ít bướm à? Cửu Yên Mị cười quyến rũ nói, thế nào tình hình ông tôi hiện giờ tốt hơn nhiều chưa? Không tệ, thời gian phát bệnh lần này quá ngắn, với lại không có những phản ứng dữ dội như vài lần trước. Tình hình đang có chiều hướng tốt, loại này chỉ cần tinh thần có dấu hiệu chuyển biến tốt là vẫn còn hy vọng. Tần Lạc gật đầu nói, cụ có nói qua không? Nói qua, Trần A Phúc là người hầu của cụ. Khi tôi hỏi người này, vẻ mặt cụ có chút phân nộ. Cửu Yên Mị đáp, chị có cách gì? Tần Lạc hỏi Cửu Yên Mị. Cửu Yên Mị xoay qua bác sĩ David cười cười, nhỏ giọng nói, tôi nghi hắn chết có vấn đề. Tần Lạc gật đầu nói, tốt nhất chị trực tiếp hỏi lại một lần nữa. Nói như vậy cho rõ chuyện có thể biết được cụ e ngại cái gì. Tìm được nguyên nhân mới có biện pháp giải quyết sự sợ hãi trong tiềm thức của cụ. Cửu Yên Mị gật đầu nói, được, tôi biết làm như thế nào mà. Nếu không có việc gì nữa, tôi phải đi trước. Tần Lạc nói, suy nghĩ một chút lại căn dặn, tiếp tục theo đơn thuốc, cho cụ uống thuốc bổ. Hiện giờ, cụ một tuần mới phát bệnh một lần, tần suất giảm rõ rệt. Chứng tỏ thuốc bổ vẫn còn có tác dụng, vài ngày sắp tới, tôi không lại đây được, có thể phải đi xa nhà một chuyến. Cửu Yên Mị cười duyên nói, cậu sẽ không vì phiền toái mà tránh né chứ. Thế nào, cảm giác làm người nổi tiếng cũng không tệ chứ, hiện tại mọi người sùng bái cậu như thần tượng. Tần Lạc cười nói, người khác không muốn làm như tôi cho nên họ nghĩ tôi là thần tượng. Nếu người khác cũng đều sẵn lòng làm như vậy, mọi người liền cảm thấy bình thường, cũng sẽ không phải xem tôi là thần tượng. Cửu Yên Mị gật đầu nói, Tần Lạc, cậu là một quái nhân. Đôi khi, tôi nghĩ làm sao để có một người như cậu. Tôi thật may mắn có một người bạn như vậy. Thấy Tần Lạc cười, Cửu Yên Mị giả vờ tức giận nói, cậu. Đó là thái độ gì? Tôi thừa nhận ở vị trí của tôi. Mỗi ngày phải nói rất nhiều nghĩ một đằng nói một nẻo. Nhưng tôi thực lòng nói. Tôi thực may mắn có người bạn như vậy. Tôi cũng vậy, Tần Lạc cười nói. Cửu Yên Mị tiễn hắn ra cổng, chiếc xe màu bạc chậm rãi tiến đến. Cửu Trọng Mưu ấn xuống xong xe, quay qua Tần Lạc gật gật đầu. Đây là Tần Lạc đầu một hồi ở Yến Kinh đụng tới Cửu Trọng Mưu, vài lần trước lại đây chữa bệnh cho cửu lão gia, từ đó đến giờ không thấy hắn nữa. Xem ra vết thương ở chân cũng đã khỏi. Hơn nữa cũng trở nên thông minh hơn. Tần Lạc gật đầu với hắn, sau đó xoay người hướng đi đến tiểu khu.
cảm thấy hắn rất có sức hấp dẫn. Cửu Trọng Mưu đem xe đứng ở cổng cùng Cửu Yên Mị nhìn bóng Tần Lạc đi xa. Bất kể thực lực và trí lực anh cũng không thể bằng như cậu ta. Cửu Yên Mị có phần không tốt nói. Tiếp theo, nàng đột nhiên xoay người nhìn chằm chằm Cửu Trọng Mưu nói, đừng tưởng tôi không biết chuyện mờ ám của anh. Tôi cảnh cáo anh không được chạm đến cậu ta. Chương 333, bọn họ diễn không tốt như tôi. Trên đường về nhà, Tần Lạc nhận được điện thoại của Tần Lam. Hắn đi ngay vào giờ cao điểm, xe cộ đông như kiến xếp thành hàng dài. Sao cô lại gọi con vào giờ này? Chắc giờ bên đó cũng tối rồi đúng không? Tần Lạc hỏi. Đúng vậy, vừa làm xong công việc, uống cà phê nên không ngủ được, gọi điện tâm sự với con. Tiếng Tần Lam hơi yếu, không biết vì do khoảng cách quá xa hay do hệ thống có vấn đề, hay vì nàng quá mệt mỏi. Phải chú ý nghỉ ngơi chứ. Không cần phải gắng sức vậy đâu. Nếu thấy mệt thì trở về đi. Tần Lạc an ủi. Không sao, Tần Lam nói, cô không nghĩ sẽ quay về. Dù sao vẫn không thể trốn bên ngoài cả đời. Tần Lạc nói, sự việc đã qua, những người bệnh sũng đã được an bài ổn thỏa. Cô không cần tự trách mình nữa. Tần Lam nói, Tần Lạc, con chưa hiểu được. Sự kia, cô nghĩ còn ngây thơ, đã lừa phương thuốc trong tay ông nội con. Cô không phải là người tốt lại càng không xứng đáng làm cô của con gạch dưới cô không dám trở về. Cô sợ đối mặt với mọi người càng tốt với cô lại càng áy náy. Con biết, ông nội cũng biết, Tần Lạc nói, không ai trách cô cả. Người sống ai lại không phạm sai lầm đâu chứ. Hơn nữa, mọi thứ đều không có phát sinh. Tần Lạc, con không cần khuyên cô. Tần Lam cười khổ nói, nơi đó, có nhiều chuyện thương tâm khiến cô ở không yên. Tuy có mệt chút nhưng trong lòng cũng tốt hơn phần nào. Nhưng bối bối. Nhắc tới con gái mình, tiếng Tần Lam có phần không kiềm chế được. Bối bối rất ngoan, bây giờ đã bắt đầu đi học. Lâm lão gia cùng Hoán Khê đều rất mến nó. Tần Lạc phần nào hiểu được tâm trạng của cô. Làm mẹ không muốn mẹ con phải xa nhau. Nếu cô muốn gặp nó, cô có thể gọi điện thoại về. Ừ, Tần Lam đáp, Tần Lạc cảm ơn con đã giúp cô nhiều như vậy. Cảm ơn gì ạ? Chúng ta là người một nhà mà. Bác sĩ Rách, bạn thời đại học của con đã giới thiệu cho cô nhiều công ty và bệnh viện. Bây giờ, thị trường phát triển nhanh quá. Tần Lam cười nói, Rách còn nói rất mong được gặp lại con. Xem ra, hắn rất quý con. Tần Lạc cười, lúc trước khi đoàn đại biểu đến khảo sát thực tế ở trường đại học y khoa, hắn và phó đoàn trưởng đã xảy ra mâu thuẫn. Cuối cùng thì bác sĩ Rách và phó đoàn trưởng lại là bạn tốt của nhau. Vậy coi như là đánh nhau xong mới thành bằng hữu. Năm sau, khi biết Tần Lam muốn đi Mỹ, Tần Lạc liền cho nàng số điện thoại của Rách, căn dặn nàng, nếu có chuyện gì thì nhờ Rách giúp đỡ. Không nghĩ rằng Rách đúng là bạn rất thân, lại giới thiệu cho Tần Lam nhóm mấy nhà hợp tác. Nói như vậy, Tần Lam sẽ không nhờ vào người quen mà cố gắng tìm kiếm. Con sẽ gọi điện cảm ơn Rách, Tần Lạc cười nói, nghĩ thầm, nếu gọi nói những chuyện đã qua có lẽ phải tìm người phiên dịch. Ừ, cô sẽ nói Tần Lạc, con là niềm tự hào của chúng ta. Tần Lam nhỏ nhẹ nói, con từ nhỏ đã yếu hơn những đứa trẻ khác, bé đã bệnh. Cô thấy con lớn lên, trưởng thành hơn, cô rất vui mừng, cô biết sau này con nhất định sẽ thành công. Nhưng cô không nghĩ rằng con có thể đi từng bước một tiến nhanh như vậy. Ông nội con trên mặt lạnh lùng, nhưng trong lòng cảm thấy tự hào về con. Chẳng qua chỉ là mới bắt đầu mà, Tần Lạc cười nói, cô luôn quan tâm đến chuyện trong nước à. Ừ, mọi người đều ở trong nước, làm sao có thể không quan tâm được chứ? Mấy ngày nay, luôn thấy tin tức của con trên báo chí hôm nay xem đệ ục thần tượng của bạn là ai. Xem xong, trong lòng cô có chút xao động, Tần Lam nói. Báo chí viết có chút khoa trương. Không có, Tần Lam lập tức bác bỏ giải thích, chỉ cần con tiếp xúc với người của bọn họ cuối cùng con cũng bị ảnh hưởng. Bác sĩ Rách là như thế, sự việc ấy và những người bệnh bị trúng siêu virus cũng là do Lưu Ngọc làm tác giả. Bác sĩ Rách nói con và đồng sự hắn đánh cược với nhau. Con muốn trong vòng 3 năm sẽ làm cho Trung Y phát triển thịnh hành Mỹ. Tần Lạc nói. Khẩu khí thật không nhỏ. Tần Lam cười khẽ, con không có tới nước Mỹ, con không biết Trung Y ở nước Mỹ rất khó phát triển. Song, cô vẫn tin tưởng con sẽ thành công. Tần Lạc khẳng định, con sẽ. Vừa tắt điện thoại của Tần Lam, di động của Tần Lạc lại vang lên. Hiện lên số của Vương Cửu Cửu. Tần Lạc chần chừ nhưng vẫn nghe tiếp. Cửu Cửu. Tôi là mẹ Cửu Cửu. Tần Lạc nói bị giọng nữ yểu điệu ngắt lời. Cậu là Tần Lạc phải không? Là con, Tần Lạc cười khổ nói.
hắn không ngờ gọi cho hắn là mẹ Vương Cửu Cửu. Ừ, là cậu thì tốt rồi, Trương Nghi Y nói, Cửu Cửu đi vệ sinh, tôi lén lấy điện thoại của nó gọi cho cậu. Cậu cũng không nên nói cho nó biết. Con biết, Tần Lạc đáp, nghĩ thầm chẳng lẽ Vương Cửu Cửu sẽ không tra lại số điện thoại sao? Vậy là tốt rồi, Tần Lạc, tôi hỏi cậu, cậu có nói rõ với con gái tôi chưa? Thế nào, mắc cỡ, kha kha, sợ cái gì? Dù sao mọi người rất nhanh cũng là người một nhà. Tôi rất thích cậu, cũng rất ủng hộ cậu vào nhà họ Vương chúng tôi. Chấm, Tần Lạc dở khóc dở cười. Hắn không nghĩ rằng phải tới ở rể. Sao không nói lời nào? Rốt cuộc vẫn là không phải hả? Chuyện các anh các chị tôi đã nghe nói. Cậu làm trò số hơn ngàn người biểu lộ đâu, tiểu tử không tồi, tôi thực thích cậu. Trượng phu mà, dám yêu dám nhận. Bác gái, bác gọi cho con có chuyện gì khác không? Không có việc gì, chính là muốn hỏi cậu, khi nào thì đến nhà tôi dùng cơm. Tôi vừa học món mới. Tần Lạc có chút xúc động bỏ điện thoại xuống. Trương Nghi Y, mẹ tự ý lấy di động của con gọi cho ai đấy? Tiếng Vương Cửu Cửu vọng đến. À, điện tín của công ty, mẹ giúp con hỏi thử xem trước là cái gì. Nói đóng 300 đồng tiền sẽ đưa một thùng dầu An Kim Long Ngư. Lên bao nhiêu? Lên 5 đồng. Tôi đây giao 600 khối có thể tặng 3 bình không? Không được, không được, quên đi. Bye bye. Tần Lạc nghe cuộc độc thoại trong loa phát ra, thật sự là khóc không ra nước mắt. Lại bắt đầu thấy có chút rối rắm dâng lên trong lòng. Chuyện này Trương Nghi Y đã biết, lúc ấy chắc chắn bạn bè thân thích của Vương gia đều biết hết. Nói ra sau này sẽ rất phiền phức, mình sẽ ăn nói thế nào với người nhà Vương Cửu Cửu. Lên xe đi, Tần Lạc trở lại biệt thự Lâm gia. Lúc ấy đã 7 giờ tối. Lúc này, quang cảnh bị bóng đêm phủ mờ, rực rỡ lên đèn. Tần Lạc thấy cổng biệt thự vẫn còn mở, mấy chiếc xe nhìn biển số không quen, hình như trong nhà có khách. Mở cửa sắt ra, vừa đi vào phòng khách, mấy người nam nữ trung niên liền tới vui vẻ bắt tay với Tần Lạc. Thầy Tần Lạc, tôi là Sở Nam Hoa, tôi đến đây muốn bàn với thầy một chút về chuyện hợp tác giữa điện ảnh và truyền hình. Thầy Tần, tôi là Ngô Việt ở công ty xuất bản Yến Kinh. Nếu thuận tiện, tôi muốn cùng thầy nói chuyện trên phương diện hợp tác xuất bản sách. Chào thầy Tần Lạc, tôi là người phụ trách chuyên mục dưỡng sinh của tờ Yến Kinh Đô Thị Báo. Tôi muốn mời thầy giúp chúng tôi mở một chuyên mục dưỡng sinh đặc biệt, mang những phương pháp quen thuộc của mình giúp chúng tôi giới thiệu đến người đọc. Tần Lạc bắt tay cùng đám bọn họ, đầu có chút quay lại nhưng lại vòng ra sau. Làm sao tìm được nhiều người tài giỏi khắp nơi về đến đây? Ông Lâm vui vẻ. Chính cháu mình đạt được những thành tựu như vậy cũng làm cho bậc cha chú vui theo. Tần Lạc, những người này đến đây tìm con để bàn công việc. Ban nãy còn một nhóm đã trở về. Con nói chuyện với họ. Vừa rồi ông nói chuyện với họ, cảm nhận được thành ý của họ. Lâm Thanh Nguyên hớn hở nói. Tốt, Tần Lạc gật đầu nói. Sau đó quay sang ba người nam và hai người nữ nói, mời anh chị ngồi. Vừa rồi Tần Lạc vẫn còn hơi bất ngờ, xin anh chị giới thiệu lại một chút. Những người này mang theo mục đích mà đến, đều muốn cùng Tần Lạc hợp tác điện ảnh và truyền hình, lấy việc hắn giải quyết trị siêu virus Moritz Kito sửa chữa tình tiết của bản gốc tác phẩm, để chuyên tâm làm ra phiên bản mới. Nhà xuất bản Ma Thiết muốn cùng Tần Lạc nói về sách báo bao gồm cả tác phẩm cá nhân về dưỡng sinh, cả về phương diện sách chuyên môn, còn mấy phóng viên là muốn mời Tần Lạc đồng ý phỏng vấn để viết lên chuyên mục dưỡng sinh. Khứu giác thương nhân rất nhạy bén, họ thấy Tần Lạc trở thành nhân vật có sức ảnh hưởng trong xã hội. Người đàm phán hòa bình, liền phía sau đề tài nhạy cảm, từ đó phát hiện cơ hội đến rồi. Thế là một đám liền tìm tới cửa. Anh Tần, xin hãy hiểu thành ý của chúng tôi. Chúng tôi sẽ cho một giá hợp lý hơn nữa hình tượng thầy Tần Lạc không tồi. Nếu người đồng ý, chúng tôi có thể mời người giữ vai nam diễn viên chính bộ phim nhựa này. Phó Tổng Giám đốc Đài truyền hình điện ảnh Hoa Đô cười nói. Tôi không đóng kịch, Tần Lạc lắc đầu. Việc này không thành vấn đề. Chúng tôi có thể tìm nam diễn viên trong nước có thực lực nhất đảm nhận vai diễn này. Sở Nam cam đoan nói, nếu anh không tham gia diễn xuất nói, chúng tôi có thể tìm thần tượng khác đến thử sức vai diễn này. Hắn diễn không như tôi. Ha ha, không sao, còn có người khác có thể chọn. Thực lực diễn viên Lạc Kiệt Bân trên giới ảnh đế Kim Vũ cũng không tệ. Tôi sẽ thương lượng với họ, chỉ cần có cơ hội, chắc chắn họ sẽ không từ chối. Không nghĩ tới nữa, Tần Lạc cũng từ chối. Chương 334, người chủ địa phương. Như mặc cho bóng đêm phủ lên, trời chiều,
tà dương sớm đã tan hết, gió lạnh từng cơn thổi tới đập vào như muốn phá tan cửa sổ kính lớn, để đem cái rét đến mỗi cái góc xó này. Bên trong thì ấm áp tĩnh lặng, bên ngoài đèn đuốc sáng trưng, trên đường, người qua lại nói cười ồn ào, huyền náo, đây là hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Văn nhân Mục Nguyệt lại thích thưởng thức cảnh vật ngoài cửa sổ khi hoàng hôn buông xuống. Đứng ở trong nhìn qua cửa sổ, quang cảnh cả vũ trụ này như đều thu tầm mắt. Nàng như nữ thần thống trị cả thế giới, nàng cúi xuống nhìn các con dân của mình. Nhìn thấy bọn họ khóc, họ cười, nhu mì mật ngọt hay đứt hơi khản tiếng. Nhưng nàng vẫn duy trì bình tĩnh. Thương vụ cao ốc vốn đã hoàn tất vào tháng trước, do bên bất động sản Hoa Thành phụ trách toàn bộ việc cho thuê. Việc Thụy Sĩ muốn mua khu mỏ thiếc này bước đầu rõ ràng đi đến thỏa thuận, Tổng Giám đốc chi nhánh công ty năng lượng của Thụy Sĩ mời tiểu thư tham gia lễ ký kết, chính phủ Thụy Sĩ cũng bày tỏ mong muốn đạt được nguyện vọng này. Chúng ta hợp tác với tập đoàn Hong Kong ngày một gần nhau hơn như tình thân ái, nay chủ tịch tập đoàn định sẽ đến Yến Kinh viếng thăm tiểu thư. Chủ tịch là cấp trên, tôi sẽ đi Hong Kong viếng thăm ngài. Văn nhân Mục Nguyệt vẫn đứng ở cửa sổ đột nhiên ngắt lời lên tiếng nói. Tiểu thư, tôi lập tức liên lạc với văn phòng tập đoàn để chuyển ý của tiểu thư. Mã Duyệt cầm bút ghi lại trên văn kiện. Còn chuyện gì khác nữa không? Văn nhân Mục Nguyệt hỏi. Còn có việc liên quan đến anh Tần. Bởi vì chuyên mục văn vẻ thần tượng của ngươi là ai, hiện tại Tần Lạc rất có uy tín trong nhân dân. Mã Duyệt nói. Tần Lạc và Mã Duyệt cùng làm việc trên một lĩnh vực, giữa họ có một cái riêng. Đối với Tần Lạc, Mã Duyệt không thể hiểu hết, cũng không thể không coi trọng. Cho nên, nhiều lúc Mã Duyệt không biết phải bẩm báo thế nào với văn nhân Mục Nguyệt. Tôi biết rồi, Mục Nguyệt nói, nghĩ một chút nói, phải chăng hắn có mối liên hệ rất mật thiết với nhân dân. Thương nhân trục lợi, hiện nay đã có hơn 10 công ty tiếp cận hắn, Mã Duyệt nói. Văn nhân Mục Nguyệt cười cười. Trong phút chốc, ánh trăng non như xuyên thủng tầng mây đen u ám, phảng phất đâu đây hương thơm hoa quỳnh vừa nở rộ, giống như Tào Thực lần đầu diện kiến Lạc Thần, dường như trên thế giới này mọi thứ đều rất đẹp. Ánh mắt sáng ngời, cánh mũi thẳng đáng yêu, khóe miệng hơi nhếch lên cười không ồn ào nhưng lại thấm vào lòng người. Phong thái nhẹ nhàng thanh thản, ý tứ sắc bén pha chút niềm kiêu hãnh. Mã Duyệt sửng sốt, như được thức tỉnh. Bọn họ làm sao biết hắn muốn cái gì? Văn nhân Mục Nguyệt nói. Tiếp lời, nàng như một nữ vương kiên định nói, tôi biết. Ý tiểu thư là, Mã Duyệt nhanh chóng trấn tĩnh lại, ra tiếng hỏi. Liên lạc với hắn, chúng ta phải giao ước với hắn. Mục Nguyệt nói. Phải, tiểu thư, Mã Nguyệt trả lời sau đó bước nhanh ra ngoài. Văn nhân Mục Nguyệt lại xoay người đứng bên cửa sổ, bộ đồ màu trắng tinh tế bao vây lấy nàng, khêu gợi đường cong duyên dáng. Bên trong chưa bật đèn, phòng làm việc gần 200 mét vuông có vẻ trống vắng. Nàng khoanh hai tay trước ngực đứng trong bóng tối, bóng nàng như bị kéo dài vô tận tựa hồ một đứa trẻ cô đơn. Sở Nam rất muốn lớn tiếng mắng một câu, tôi dựa vào. Những người nào đều là hắn đề cử hả? Những minh tinh đều nằm trong vòng luẩn quẩn này. Thần tượng sẽ mang đến lợi nhuận cao cho phòng vé. Đi đến đâu cũng có thể khiến cho người khác sầm xì, thét lên người ngạo mạn. Người ta có thể diễn tốt những vai như Tào Tháo, Lưu Bị, rồi là Khang Hy, Từ Chí Ma, thích diễn những anh hùng cổ trang, thổ phỉ, lưu manh, thi nhân, luật sư. Sao lại cố tình diễn vai không tốt như Tần Lạc chứ? Anh xem anh là ai? Anh xem anh là ai? Anh Tần, cũng không nên nói như thế. Hành động của bọn họ đã rõ ràng. Nếu anh hiểu được việc này, hẳn phải biết bọn họ nghĩ gì và những dư luận trong công chúng. Trong lòng Sở Nam như nghẹn lại một cỗ khí tức, nên khi nói chuyện khó tránh khỏi có chút mạnh mẽ. Không phải tôi không tin bọn họ diễn. Tần Lạc cười nói, hắn biết chính lời nói của hắn đã làm tổn thương đến người khác. Quả thật, trong lòng hắn suy nghĩ rất nhiều. Bọn họ đã nghe tên tuổi của tôi, thậm chí còn xem qua một ít tác phẩm của tôi nhưng tôi vẫn không yên tâm. Tôi cũng là con người bình thường. Tôi có ưu điểm nhưng cũng nhiều khuyết điểm, tôi sợ các ông làm cho tôi quá hoàn mỹ, như vậy, không phải là tôi. Tần Lạc giải thích. Một nhân vật anh hùng thập toàn thập mỹ như vậy không phải là bản chất của Tần Lạc. Hắn là người đơn giản, hiền lành, hăng hái, mang trong lòng ước muốn cứu vãn trung y. Thế nhưng hắn có tham vọng cá nhân, thích xem ảnh người đẹp. Nếu giữa tác phẩm điện ảnh và truyền hình, Xoa Xoa ngôi sao đóng vai Tần Lạc với vẻ mặt đứng đắn, ánh mắt kiên nghị. Xoa Xoa nói, thần tượng của tôi là Bạch Cầu Ân, bản thân tôi hy vọng có thể trở thành như ông ta, một thầy thuốc vĩ đại, chính nghĩa vốn có tình cảm sâu đậm. Khi ở tiểu học,
thầy dạy chúng tôi, bạn bè cùng lớp phải giúp đỡ lẫn nhau. Một hàng rào có cái cọc, là người hào hiệp phải giúp đỡ nhiều người khác. Những lời này, tôi đã sao chép lại vào trong bản ghi nhớ, và cũng giữ trong đầu. Hiện tại, tôi còn khả năng, tôi làm những việc trong khả năng cho phép của đất nước và đồng bào tôi. Liệu có bị ác tâm lấn át không? Còn có người sợ bản thân bị người khác làm cho hoàn mỹ. Sở triều đại Nam Minh có vẻ khó hiểu về Tần Lạc. Anh Tần, hãy hiểu lòng thành của chúng tôi. Sau khi viết xong kịch bản, chúng tôi sẽ mang đến đây trước cho anh chỉnh sửa. Đảm bảo tình tiết câu chuyện là hoàn dựa vào nguyên tác của người soạn lại hơn nữa, nếu anh không yên tâm người khác diễn. Anh có thể đảm nhận vai nam diễn viên chính này. Tôi không diễn đâu, Tần Lạc cười lắc đầu. Đúng lúc này, di động trong túi Tần Lạc vang lên. Tần Lạc cười nói, xin lỗi các vị, tôi nghe điện thoại một chút. Nói xong, hắn đứng dậy đi đến song cửa, nghe điện thoại. Khi trở lại lúc này, Tần Lạc áy náy nói, tôi nghĩ, tôi không thể hợp tác cùng các vị rồi. Máy bay ở Hong Kong vừa đáp xuống sân bay quốc tế Đảo Viên, bên ngoài thời tiết rất đẹp. Tần Lạc mang theo Âu Dương hướng đến sân bay. Anh Tần, anh lần đầu đến Hong Kong sao? Lô Vĩ cười hỏi, mặc đồ ngành màu đen, bên trong áo không bâu màu trắng, tóc bung lên đỉnh đầu lộ ra cổ thon dài như cổ thiên Nga. Trong tay mang cái bao tay, vẻ mặt hiền lành cười. Lệ Khuynh Thành phải ở lại Yến Kinh phụ trách việc mở rộng thị trường, nên không cùng đến Hong Kong. Lần đầu tiên đến Hong Kong, Tần Lạc sợ nơi đất khách quê người, nên đã phái người đi cùng đi trước. Đúng lúc, Lô Vĩ muốn tới Hong Kong bàn việc làm ăn, vì thế liền bị Lệ Khuynh Thành lại làm trợ thủ cho Tần Lạc. Về phần Âu Dương Lâm, là do Tần Lạc chủ động mang theo. Hắn ở lại Vương Dưỡng Tâm, nơi nào, cái gì cũng không biết, còn không bằng tự mình đến đây gặp cảnh đời. Hơn nữa Tần Lạc tin tưởng vào truyền nhân quỷ y phái, y thuật đương nhiên sẽ không kém. Hắn có thể giúp mình không ít, trong nhà có bảo vật mà không cần, đó là việc cực kỳ ngu xuẩn. Đúng vậy, Tần Lạc cười gật gật đầu. Tôi trước đã tới đây 2 lần, đều là do Lệ Tổng phái tới quan sát thị trường thẩm mỹ bên này. Lệ Tổng luôn là người rất có ý tưởng, cô ấy chưa bao giờ bủn xỉn với công nhân, Lô Vĩ ngợi khen nói. Cô ấy là người rất có năng lực. Tần Lạc gật đầu tán thành, điểm này của cô ấy, Tần Lạc chưa bao giờ nghi ngờ. Nếu không, ông ấy cũng không dám giao công ty cho cô ta quản lý. Khách quý đi ra, Tần Lạc liếc mắt dễ dàng nhận ra Trần Tư Tuyền trong đám người. Nàng vốn thân cao, chân dài, lại mang đôi giày cao gót chừng 6-7 phân, đứng trong đám người có cảm giác như hạc trong bầy gà. Còn không ít người chụp ảnh cặp đùi đẹp của nàng bằng máy camera, các loại di động. Nàng mặc váy dài màu xám chấm bi trắng có chút giống Vân Báo. Loại màu này cực kỳ kén người. Nếu không biết mặc thì thoạt nhìn sẽ giống một con báo, nếu như có vải lót bên trong, thì nhìn rất gợi cảm. Tần Lạc, Trần Tư Tuyền thấy hắn liền vẫy vẫy tay. Tần Lạc cười, bước nhanh tới chỗ nàng. Còn chưa đến gần, Trần Tư Tuyền bỗng nhiên nhảy đến, lập tức ôm Tần Lạc vào lòng. Ông chủ, người xem, một người khéo mặc đồ tây, thắt cà vạt, xem cũng hào hoa phong nhã. Hai người khẽ ôm nhau thắm thiết, Tần Lạc cùng Trần Tư Tuyền nói, vẻ mặt nghiêm lại, cười lạnh. À, có phải cô là Trần Tư Tuyền không? Người đàn ông trung niên bước đến trước mặt hắn, ra tiếng hỏi. Đúng vậy, còn đó chính là người đàn ông chúng ta gặp ở Yến Kinh lần trước. Lúc ấy, chính là anh yêu cầu Trần Tư Tuyền từ chối mời chúng ta. Người thanh niên nói. À, như vậy hả? Người đàn ông nghĩ nói, người khác ở xa tới là khách, chúng tôi cũng phải hướng dẫn tận tình. Như vậy mới phải đạo chứ. Ở sân bay anh đã gọi điện nói với họ chưa? Tiếng người đàn ông ngày càng nhỏ, cuối cùng biến thành rỉ tai. Đại sảnh ở sân bay ồn ào, chỉ có người trợ thủ đứng bên cạnh hắn mới nghe được. Ông chủ, ngài yên tâm đi, tôi biết làm thế nào mà. Người thanh niên gật đầu nói. Trông mãi, cuối cùng sếp cũng đến đây. Trần Tư Tuyền hạnh phúc nói. Liên tục bề bộn nhiều việc, Tần Lạc cười nói, với lại, thật lòng mà nói cô làm tốt lắm. Tôi có tới đây hay không cũng không quan trọng. Sản phẩm của chúng ta tốt, Trần Tư Tuyền cười nói. Nếu không làm ra sản phẩm tốt vậy chẳng phải là vô dụng sao? Tần Lạc giới thiệu cho Trần Tư Tuyền và Âu Dương Lâm cùng biết nhau. Lô Vĩ lúc trước là trợ lý của Lệ Khuynh Thành, nàng lại thường xuyên đến Yến Kinh thăm hỏi Lệ Khuynh Thành nên hai người đã quá biết nhau. Đi thôi, xe ở bên ngoài, Trần Tư Tuyền kéo tay Tần Lạc cười nói. Đoàn người vừa ra đến đại sảnh sân bay. Khi ấy đột nhiên xuất hiện đám nhân viên an ninh của sân bay xông đến bao vây lấy Tần Lạc và đoàn người.
Chương 335, cô bị hôi nách. Những người này đều mặc đồng phục an ninh sân bay, có người mang theo dùi cui, có người mang theo súng trên thắt lưng, bọn họ đều có thể rút súng ra bất cứ lúc nào. Tất cả nhìn chằm chằm vào đám người Tần Lạc, giống như trên người họ đang mang trên người vài cây di thuốc nổ vậy. Một cô gái mặc áo sơ mi trắng, quần đen mang thẻ ngành đặc vụ trên cổ áo, vẻ mặt nghiêm trọng, lời nói có vẻ khiêm nhường. Nàng đi đến trước mặt Tần Lạc và Trần Tư Tuyền nói, chào các anh chị, chúng tôi là nhân viên an ninh sân bay. Chúng tôi nhận được thông tin có người báo các anh chị có khả nghi dính líu đến việc tàng trữ thuốc độc. Xin theo chúng tôi để kiểm tra. Tàng trữ thuốc độc. Tần Lạc và Trần Tư Tuyền nhìn nhau không biết tại sao lại có chuyện như vậy. Trần Tư Tuyền là người bản xứ, xảy ra chuyện như vậy đương nhiên nàng phải ra tay giải quyết. Nàng buông tay Tần Lạc, chuẩn bị kéo bao tay ra, thì nhóm cảnh sát này khẩn trương, quát lớn, không được nhúc nhích, nếu không chúng tôi sẽ nổ súng. Nổ súng, ngươi nổ súng thử xem. Trần Tư Tuyền có vẻ phẫn nộ nói. Bị vu cáo là tàng trữ thuốc độc là chuyện cực kỳ mất thể diện, tôi nhất định sẽ kiện. Hơn nữa, Tần Lạc vừa hạ cánh thì bị sỉ nhục, bản thân làm việc thất trách như vậy hắn không chán ghét mình sao? Tiểu thư, xin hợp tác với chúng tôi. Cô gái kia nghiêm nghị nói. Tôi chỉ lấy danh thiếp mà thôi. Chẳng lẽ coi là phạm pháp sao? Các người tốt nhất nên cất súng vào đi, đừng làm bạn tôi sợ. Trần Tư Tuyền nói, khi ấy vẫn mở bao lấy danh thiếp ra đưa trước mặt cô gái kia. Cô gái nhận danh thiếp, sau đó cười nói, Trần Tiểu Thư, thật có lỗi. Chúng tôi, cũng là nhận được tin báo, cũng vì an toàn của hành khách. Đó là chức trách chúng tôi, xin Tiểu Thư thông cảm. Cứ để họ kiểm tra. Tần Lạc cười nói, nhìn xung quanh thấy càng có nhiều người đến đây, có người cầm máy ảnh chụp hình, sờ tay vào ngực lấy kinh dâm mang lên. Toàn thân áo dài đen, mang kính đen xem ra có chút giống nam diễn viên chính trong phim The Matrix. Tần Lạc lên tiếng, Trần Tư Tuyền cũng không rằng co nữa. Sau đó, đoàn người được giám sát chặt chẽ trở lại phòng kiểm tra lần nữa. Bộ phận an ninh cầm dụng cụ quét tới lui trên người Tần Lạc và Âu Dương Lâm, ngay cả Trần Tư Tuyền, ngay cả Lô Vĩ cũng không tha. Lô Vĩ mang theo túi văn kiện cũng bị nhân viên mở ra kiểm tra cẩn thận. Kiểm tra mãi cũng không có kết quả gì. Thế nào, không có gì chứ? Trần Tư Tuyền cười lạnh hỏi. Trên người các anh chỉ có thuốc không? Cô gái hỏi. Tôi có, Tần Lạc nói. Tôi cũng có, Lô Vĩ cũng nói, dạ dày của nàng không tốt, phải uống thuốc bất cứ khi nào. Xin lấy thuốc ra nữa. Sắc mặt cô gái không ngại ngùng nói. Tần Lạc lấy trong ngực ra cái bình nhỏ, đều là do hắn mang theo bên mình một ít thuốc đông y bằng bột và chất lỏng, Lô Vĩ cũng lấy ra cái bình màu trắng nhỏ. Một chuyên gia mở nắp bình của Tần Lạc ra, ngửi có một mùi khai thối, nhíu mày hỏi, đây là thứ gì? Đây là thuốc phiện sao? Tần Lạc hỏi. Không phải. Nếu không phải thuốc phiện, nó là cái gì, anh có gì chứng minh? Cái bình nhỏ này của Tần Lạc tốt, dù sau khi kiểm tra thì là thuốc bột đông y, những thứ đều là màu đen hoặc màu xanh, thì không thể nào pha thuốc phiện vào được. Thuốc phiện của Lô Vi cũng bị họ phân biệt thận trọng, bọn họ nghĩ Tần Lạc giấu độc bên trong. Vài năm gần đây, phát hiện nhiều trường mang theo thuốc phiện nhập cảnh, cách hay nhất là giấu trong người, hay trộn lẫn một ít vào thuốc thường dùng, vàng thau lẫn lộn. Không có, nhân viên kiểm soát sau khi kiểm tra đứng dậy nói. Cô gái có vẻ hơi do dự, sau đó xin lỗi với Trần Tư Tuyền, Trần Tiểu Thư, thực có lỗi. Qua kiểm tra chúng tôi không phát hiện mọi người giấu độc. Mang phiền phức đến cho mọi người, xin hiểu và bỏ qua cho. Chúng tôi có thể đi rồi chứ? Trần Tư Tuyền hỏi, chẳng biết tại sao bị kéo đến nơi này, trong lòng nàng có phần tức giận. Mặt lạnh lùng, ngữ khí có chút bực tức. Có thể, cô gái gật đầu. Chúng ta đi thôi, Trần Tư Tuyền nói với Tần Lạc. Tần Lạc gật đầu, liền đi ra ngoài. Trần Tư Tuyền bỗng dừng lại, xoay người hỏi mấy nhân viên an ninh, có thể nói cho tôi biết, là ai đã báo chúng tôi tàng trữ thuốc độc không? Không thể, người phụ nữ cười nói, chúng tôi phải bảo vệ người báo. Nếu bọn họ có dụng ý xấu thì sao? Trần Tư Tuyền hỏi. Sau này sẽ không có chuyện như vậy nữa xảy ra, cô gái nói. Nếu tôi ghét một người, tôi bảo hắn giấu độc, các người không phải sẽ mang hắn lại đây kiểm tra sao? Sau này sẽ không xảy ra tình huống này nữa, cô gái cười ngượng. Hơn nữa, nếu chúng tôi điều tra người báo tin giả, chúng tôi sẽ tiến hành xử lý nghiêm. Vậy các người sẽ xử phạt người báo chúng tôi chứ? Trần Tư Tuyền nói, đây là vu cáo. Chúng tôi sẽ điều tra rõ ràng, người nữ nhân viên cười nói.
Trần Tư Tuyền gật đầu, kéo Tần Lạc đi ra ngoài. Không ngờ vừa được bước ra từ cửa phòng kiểm soát, chỉ nghe tiếng đóng cửa răng rắc, thì hoa cả mắt. Trần Tiểu Thư, nghe nói có người báo cô giấu độc, sự thật là sao vậy? Trần Tư Tuyền Tiểu Thư, bây giờ cô muốn nói gì với mọi người? Trần Tư Tuyền Tiểu Thư, cô có biết là ai báo tin không? Gần đây cô có kết oán với ai không? Trần Tư Tuyền Tiểu Thư, người này là bạn trai của cô sao? Lúc này, Tần Tư Tuyền mới biết mình vẫn còn ôm cánh tay Tần Lạc, vội buông hắn ra. Nhưng đã muộn, ảnh thân mật của họ đã bị những phóng viên này chụp được rồi. Tôi bị oan, Trần Tư Tuyền nói, tôi nghĩ, có người hãm hại tôi. Chính xác là ai tôi sẽ khiếu nại lên cục cảnh sát. Tôi nghĩ, họ sẽ trả lại sự trong sạch cho tôi. Trần Tiểu Thư, xin hỏi người đàn ông bên cạnh có phải là bạn trai của cô không? Bạn trai, Trần Tư Tuyền cười nói. Tại sao hai người ôm nhau thắm thiết vậy? Là bạn trai tốt của chúng tôi. Vì anh ấy từ trong nước qua đây, tôi rất vui nên kéo tay anh ta. Thật có lỗi, bạn tôi ngồi máy bay tới đây rất mệt. Chúng tôi có việc phải đi trước. Sự việc cụ thể, các người có thể tìm hiểu phía bên sân bay. Trần Tư Tuyền nói xong, kéo tay Tần Lạc xông ra ngoài. Âu Dương Lâm và Lô Vĩ theo sát phía sau từ chối phỏng vấn. Trần Tư Tuyền tự mình lái một chiếc chạy băng băng trên đường. Trong xe, vài người nữa ngồi vào vẫn còn rộng rãi. Tuy nàng là người có học, nhưng nàng không biết hết về đường xá Hong Kong, vì thế, nàng tìm người làm tài xế riêng. Chẳng qua Tần Lạc cũng thấy ngượng khi ngồi phía sau, mà ngồi phía trước, như vậy hai người dễ dàng nói chuyện hơn. Những phóng viên này làm sao tới nhanh vậy? Lô Vĩ hỏi. Có người cố ý muốn hãm hại tôi. Trần Tư Tuyền cười khổ nói. Giới giải trí có rất nhiều điều rắc rối. Có nhiều người chống chọi nên cũng làm mất lòng nhiều người. Xảy ra chuyện như vậy cũng không phải kỳ lạ. Có chuyện còn kinh khủng hơn chị em Mạc Nhu vì chút tai tiếng về tình dục mà mất hết danh tiếng không sao thoát khỏi vòng luẩn quẩn. Chỉ như vậy cũng coi là giúp cô sao? Tần Lạc cười nói. Anh bị quấy rầy cũng không tức giận sao? Trần Tư Tuyền liếc mắt sang hỏi Tần Lạc. Cách nghĩ của anh luôn làm người khác bất ngờ. Giận chứ, Tần Lạc nói. Nhưng tạm thời chúng ta chưa tìm ra thủ phạm. Nên tự an ủi vậy thôi. Bọn họ làm vậy cũng chỉ muốn thử xem chúng ta thế nào. Loại thủ đoạn thấp kém này không thể làm hại chúng ta được nhưng họ sẽ không bỏ cuộc đâu. Đúng vậy, sự việc sẽ không đơn giản vậy đâu. Trần Tư Tuyền gật đầu nói. Sau đó, kẽ cười nói, ngày mai, ảnh chúng ta sẽ được đăng lên báo. Anh phải tin khả năng làm việc của phóng viên Hong Kong. Không biết họ sẽ đặt tôi vào thân phận gì đây? Tần Lạc nói đùa, đối với chuyện như vậy. Hắn không quan tâm đến. Ngồi máy bay lâu vậy, chắc cũng đói bụng. Chúng ta đi ăn cơm trước. Sau đó, tôi sắp xếp khách sạn nếu không thì ở lại nhà tôi. Tần Lạc lắc đầu cười, nói, như vậy không tiện đâu. Tôi với Âu Dương Lâm sẽ ở khách sạn. Đầu năm không nên ở nhà phụ nữ có phần dễ thất bát. Không cẩn thận, quyền hành liền vào tay các nàng. Xe đi vào một khu phố toàn những tòa nhà được xây dựng theo kiến trúc châu Âu xưa. Sau đó dừng lại trước cổng biệt thự của ngài sơ. Trần Tư Tuyền gửi xe vào bãi đậu xe, giữ lấy chìa khóa, sau đó cùng Tần Lạc, Âu Dương Lâm đi đến cửa nhà hàng. Thức ăn ở nhà hàng này cũng không tệ lắm. Ông chủ đây trước kia là người rất có danh tiếng, cho nên không ít người thích đến đây dùng cơm. Tôi đã sớm đặt được chỗ tốt, Trần Tư Tuyền cười giới thiệu. Tôi cũng trở thành một minh tinh, Tần Lạc cười nói. Trần Tư Tuyền liếc nhìn sang Tần Lạc nói. Anh chỉ nổi tiếng trong nước thôi. Tôi đi vệ sinh một lát, Tần Lạc nói. Ở bên kia, Trần Tư Tuyền chỉ qua góc nói. Tần Lạc gật gật đầu, đi vào toilet. Một cô gái xinh đẹp tên Ngưu Tử, mặc quần lửng, thắt lưng hoa văn rất đẹp đi vào, đeo hoa tai bằng vàng có đính hột xoàn. Những bím tóc trên đầu cũng như nhảy múa cùng khi cô đi. Dù nàng không đứng cạnh, nhưng hương thơm tràn qua. Nhưng trên gương mặt nàng lại rất lạnh lùng, vẻ ngoài có chút kiêu ngạo. Xem ra rất khó làm quen. Thấy Tần Lạc nhìn mình chằm chằm, cô gái trừng mắt hỏi, nhìn cái gì? Có đẹp đẽ gì à? Coi chừng tôi móc mắt anh xuống đó. Cô bị hôi nách, Tần Lạc cười nói. Chương 336, không coi trưởng thôn làm cán bộ. Mễ Tử An thất thần trong nháy mắt, cô ta chỉ quen bản thân mình lên tiếng công kích, chứ chưa từng nghĩ tới người khác lại phản bác hoặc là đánh trả mình. Nhưng, cô ta không ngờ rằng, phương thức công kích của nam nhân này lại sắc bén như vậy, hoàn toàn khác biệt với người bình thường, một chiêu là thấy máu, khiến người ta sống không bằng chết, mà chết rồi còn muốn chết tiếp như vậy.
Đúng vậy, cô ta bị hôi nách. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này mà cô ta dùng nước hoa mang theo mùi lạ cực nồng để át đi. Cũng chính là nguyên nhân này khiến cô ta rất ghét bị người khác nhìn chằm chằm. Vào những lúc đó, cô ta đều có một loại cảm giác khẩn trương như bị người ta nhìn thấu. Giống như là người khác đã phát hiện ra bí mật mà cô ta che giấu bao nhiêu năm nay vậy. Cho nên, để giải trừ sự khẩn trương ở trong lòng, cô ta đều lên tiếng công kích người khác trước, từ đó chuyển rời sự chú ý của người khác hoặc là bản thân mình. Đối với một nữ nhân mà nói, còn có chuyện gì mất mặt hơn là bị hôi nách trường kỳ chứ? Loại chuyện này nếu như bị giới truyền thông đưa ra ngoài ánh sáng, cô ta sau này còn dám ra ngoài gặp người ta nữa ư? Cô ta còn có thể đứng trên sân khấu tự nhiên thoải mái biểu diễn cho khán giả xem nữa ư? Cô ta không thể. Thế nên, cô ta một mực bảo mật rất tốt, thậm chí ngay cả chị em thân nhất của cô ta cũng bị nước hoa quái dị và trang phục chói mắt trên người cô ta lừa gạt. Vì sao nam nhân này chỉ nhìn một cái là có thể lập tức nói ra ẩn tật của mình? Sắc mặt của Mễ Tử An tái xanh, rồi lại trắng bệch, tiếp theo chính là phẫn nộ. Không biết cơn phẫn nộ này là bởi vì bí mật của cô ta bị Tần Lạc nhìn xuyên hay là bởi vì cô ta cảm thấy mình phải bảo trì tư thái này thì mới có thể phủ định suy đoán của Tần Lạc. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô ta lạnh như băng, quát, anh là ai? Có mũi cho à, tôi cảnh cáo anh, đừng tùy tiện nói xấu người khác. Nếu không, sẽ tự tìm phiền phức đấy. Với tính cách của cô ta vốn có thể mắng những lời khó nghe hơn. Cô ta là fan cuồng nhiệt của nhạc rap, lại là thiên hậu R&B của Đài Loan, mắng người bằng những lời lẽ thô tục đối với cô ta mà nói thì là một chuyện hết sức bình thường. Nhưng, không biết vì sao, trong lòng cô ta lại có chút sợ hãi cậu bé trai trông thì thanh tú, trên mặt lại mang theo nụ cười xấu hổ này. Đúng vậy, anh ta thật sự giống một cậu bé trai. Mặt anh ta thanh tú như vậy, nụ cười của anh ta ngây thơ như thế, những lão nam nhân lăn lộn trong xã hội nhiều năm, bọn họ sao có thể có được nụ cười đáng yêu như thế này? Tiểu thư, tôi cảm thấy cô tốt nhất là nên khách khí với tôi một chút. Tần Lạc cười nói, nhìn trang phục của cô nhất định là một minh tinh đúng không? Mễ Tử An có một loại xung động muốn xông lên chém người. Nam nhân này là từ sao hỏa tới à? Không ngờ lại không biết mình là ai? Phải thì sao mà không phải thì sao? Mễ Tử An cứng rắn nói. Nếu như cô là minh tinh, vậy nhất định sẽ không hy vọng khuyết điểm này bị fan của mình biết, đúng không? Nói linh tinh, anh mới bị hôi nách ý. Không ngửi thấy mùi của nước hoa à? Đồ nhà quê, Mễ Tử An mắng, sau đó quay người định bỏ đi. Ngoài ra, nếu cô tôn trọng đối với tôi một chút, có lẽ tôi bằng lòng ra tay giúp cô giải quyết vấn đề này. Tần Lạc cười ha ha, nói. Anh, Mễ Tử An vốn muốn há miệng chửi to, thằng ôn này có tinh hoàn hay không vậy? Người ta đã nói không phải là hôi nách, sao hắn lại cứ ôm mãi vấn đề này không chịu thôi? Nhưng, nghe xong câu sau của hắn, cô ta cố nén giận, cười lạnh, nói, anh coi anh là thần y à? Nói trị được là có thể trị sao? Câu nói này, kỳ thực đã lột trần vấn đề của cô ta. Nhưng cô ta cải trang đi khắp nơi tìm bác sĩ. Không ngờ lại một mực không có ai có thể giúp cô ta trị khỏi cái bệnh quái dị này. Chuyện này trước sau vẫn là một khúc mắc của cô ta. Có lúc, nằm mơ cũng mơ thấy bí mật của mình đột nhiên bị tất cả mọi người biết, cô ta đều từ trong mộng giật mình tỉnh dậy. Làm một minh tinh được người ta chú ý, áp lực cuộc sống cũng lớn hơn người bình thường rất nhiều. Nếu như cô tin tưởng thì đợi ở cửa đi, nếu cô không tin thì hiện tại có thể bỏ đi. Tần Lạc cười cười với cô ta, nói, yên tâm. Tôi sẽ không đem chuyện của cô ra để yêu sách với ký giả đâu. Nói xong, Tần Lạc tiến vào toilet. Mễ Tử An muốn quay người bỏ đi, nhưng sau khi đi được hai bước cô ta lại mặt mày hung ác quay đầu lại. Đứng ở đó dậm chân, cảm thấy mình vẫn nên đi. Trong lòng nghĩ vậy, nhưng chân lại như chôn chặt xuống đất. Có lẽ, anh ta thực sự có thể trị khỏi cho mình. Mễ Tử An nghĩ, thằng ôn này rốt cuộc là ai vậy? Mễ Tử An nhìn chằm chằm vào hành lang thông tới nhà vệ sinh, trong lòng hồ tư loạn tưởng. Khi Tần Lạc từ trong toilet bước ra, thấy Mễ Tử An đang đợi ngoài cửa, cười nói, đi nào. Đi đâu? Mễ Tử An thở phì phì, hỏi. Cô ta là một đại minh tinh cơ mà, sao có thể bị một nam sinh không quen hét đi hét lại như vậy? Nhưng, khi cô ta thấy nam sinh đó cũng không để ý, đi thẳng về phía trước thì vẫn không nhịn được mà tức giận bừng bừng bước theo sau. Trần Tư Tuyền đang nói chuyện với Lô Vĩ, Âu Dương Lâm thì cầm một cốc nước chanh ngồi trong góc không nói gì, giống như là người tàng hình vậy.
Khi hắn thấy Tần Lạc trở về, đang định chào hỏi hắn thì lại thấy một cô gái đi theo sau hắn. Sau khi Tần Lạc ngồi xuống, cô gái đầu đầy bím tóc đó cũng dừng lại trước bàn của bọn họ, cũng không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn vào mặt Tần Lạc. Mễ tiểu thư, Trần Tư Tuyền đứng bật dậy, mặt mày kinh ngạc nhìn Mễ Tử An, thốt lên. Thiên hậu của Đài Loan, Mễ Tử An, đối tượng mà tất cả ký giả của giới giải trí đều điên cuồng theo đuổi, cô ta chạy tới đây làm gì? Trần Tư Tuyền, Mễ Tử An hình như lúc này mới nhìn thấy Trần Tư Tuyền, chỉ vào Tần Lạc, hỏi, hắn là bạn của cô à? Ừ, tôi là bạn của Tần Lạc, Trần Tư Tuyền vội vàng giới thiệu thay hai người, trong lòng lại vừa kinh ngạc lại vừa bực bội. Nam nhân này, sao trong lúc đi toilet lại kéo được thiên hậu châu Á về vậy? Tần Lạc, Mễ Tử An nhíu mày nhắc lại một lần tên của Tần Lạc, sau đó ngồi xuống cái ghế chống cạnh hắn, hỏi, những gì anh nói là thật à? Là thật, Tần Lạc gật đầu. Anh xác định. Xác định. Anh ra giá đi, Mễ Tử An từ trong túi móc ra một tấm chi phiếu. Tần Lạc nghĩ một lát rồi nói, cô chỉ cần giúp tôi một việc là được. Việc gì? Mễ Tử An cảnh giác hỏi, những chuyện vi phạm hiệp ước với công ty thì tôi không làm đâu. Yên tâm, sẽ không làm khó cô đâu. Chuyện phạm pháp tôi cũng không làm. Tần Lạc cầm cốc nước chanh lên nhấp một ngụm, nói, nếu cô còn nhắc tới nhiều yêu cầu như vậy, thì coi như lúc trước tôi chưa nói gì. Thế là, Mễ Tử An đành ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Trần Tư Tuyền thấy cảnh này, mặt mày ngạc nhiên, cảm thấy đầu mình như to ra. Hắn lăn lộn nhiều năm trong giới giải trí, sớm đã nghe nói về sự bưu hãn của Mễ Tử An, một câu của Tần Lạc không ngờ lại khiến cô ta phải ngoan ngoãn ngậm miệng lại, giống như là một hoàng hoa tiểu sử nữ, đây rốt cuộc là chuyện gì vậy? Tần Lạc, các người đây là... Trần Tư Tuyền không tiện hỏi Mễ Tử An, chỉ đành tìm manh mối trên người Tần Lạc. Không cho phép nói, Mễ Tử An trừng mắt lườm Tần Lạc, cô ta lo lắng Tần Lạc sẽ không kín miệng, ngay trước mặt mọi người nói ra bí mật của cô ta. Danh khí của Trần Tư Tuyền cô ta cũng có nghe nói, nghệ nhân như bọn họ, phải đề phòng nhất chính là những người bạn tốt. Tần Lạc liếc cô ta một cái, nói, thân thể cô ta có chút không khỏe, tôi giúp cô ta khám bệnh. Ồ, thì ra là vậy, Trần Tư Tuyền mỉm cười gật đầu, đối với y thuật của Tần Lạc, hắn vẫn rất có lòng tin. Mễ Tử An lại trừng mắt lườm Tần Lạc, cuối cùng cũng không nói gì. Dẫu sao thì Tần Lạc cũng vẫn cho cô ta giữ lại được mặt mũi. Mễ tiểu thư, cô yên tâm đi, y thuật của Tần Lạc vô cùng cao minh, tôi không biết thân thể của cô có chỗ nào không khỏe, nhưng, tôi tin Tần Lạc có thể giải quyết vấn đề của cô. Trần Tư Tuyền an ủi. Hắn thực sự là bác sĩ ư? Mễ Tử An nhìn Trần Tư Tuyền, hỏi với vẻ không dám không xác định. Đúng vậy, hắn quả thực là bác sĩ, hơn nữa còn là một bác sĩ rất nổi tiếng, cô có thể tìm tư liệu của hắn ở trên mạng, sẽ có rất nhiều tin tức mới đấy. Trần Tư Tuyền giới thiệu với vẻ mặt đầy kiêu ngạo, Tần Lạc ưu tú như vậy, cô ta cũng được thơm lây. Không giống, Mễ Tử An nhìn mặt Tần Lạc rồi thật thà nói. Trong hiểu biết của cô ta, một bác sĩ có danh tiếng bình thường đều là một lão già 6-70 tuổi, ít nhất thì cũng phải trên 30 mới tính là bình thường, còn hắn đã được 20 chưa? Có điều, quần áo mặc trên người trông cũng ra dáng lắm. Không tìm cô đòi tiền, chị khỏi rồi cô giúp tôi làm một việc. Chị không khỏi thì cô coi như là chúng ta chưa quen nhau. Tần Lạc cười cười. Mễ Tử An nghĩ thấy cũng đúng, liền kiên nhẫn chờ đợi. Rất nhanh, đồ ăn mà bọn họ gọi được mang tới, mấy người bắt đầu ăn uống. Mễ Tử An vừa ăn xong, bụng còn no. Trần Tư Huyền khuyên cô ta hai lần, cô ta vẫn không chịu đụng đũa, từ trong túi lấy ra tai nghe đút vào tai, nhắm mắt dưỡng thần, bước vào thế giới độc lập của mình. Sau khi ăn xong, Trần Tư Tuyền đưa Tần Lạc và Âu Dương Lâm tới khách sạn. Lô Vĩ tới Đài Loan còn có nghiệp vụ cần nói bàn bạc, cho nên tạm thời chia tay với Tần Lạc ở Đài Bắc. Mễ Tử An cũng một mực đi sau Tần Lạc, không chịu rời hắn. Sợ mình bị người ta nhận ra, lại từ trong túi tùy thân lấy ra một cái kính râm, che kín cả mặt. Lại dùng một cái mũ vải đội lên đầu để che bím tóc, dịch dung rất nhanh chóng mà hữu hiệu. Như vậy thì không dễ dàng bị người ta phát hiện. Tần Lạc lấy thẻ phòng rồi tiến vào phòng. Mễ Tử An cũng theo vào phòng. Trần Tư Tuyền nhìn hai người, nói, các người có chuyện thì làm trước đi. Tôi còn có việc, đi trước nhé. Tần Lạc, buổi chiều anh nghỉ ngơi cho tốt đi nhé. Tôi buổi tối sẽ tới đón anh đi ăn cơm. Được, Tần Lạc gật đầu. Trần Tư Tuyền tạm biệt Mễ Tử An xong mới mang theo bộ mặt quái dị rời đi.
vốn là chuyện mà mình nên làm, sao lại bị người ta nhanh chân cướp trước nhỉ? Đợi sau khi Trần Tư Huyền đóng cửa đi hỏi, Mễ Tử An bỏ kính và mũ xuống, nhìn chằm chằm vào Tần Lạc, nói, hiện tại đã có thể bắt đầu chưa? Không thể, Tần Lạc lắc đầu. Vì sao? Ngồi máy bay lâu quá, trên người hơi bẩn, tôi đi tắm cái đã, Tần Lạc nói. Mễ Tử An có một loại xung động muốn phát điên, thằng ôn này, quá không coi trưởng thôn là cán bộ rồi. Chương 337, không phải tôi mặc. Nhân quả tuần hoàn, báo ứng khó chịu, thân là thiên hậu R và B của Đài Loan, là đề tài mà giới truyền thông luôn nhắc đến. Trước đây, là cô ta để người khác đợi, có lúc nào cô ta phải đợi người khác đâu. Nhưng, hôm nay cô ta lại phải liên tục 3 lần đợi một nam nhân xa lạ. Chờ hắn đi toilet, chờ hắn ăn, lại chờ hắn tắm. Còn phải chờ bao lâu nữa đây? Mễ Tử An cảm thấy mình trải qua một ngày dài như một năm. Tần Lạc tắm nước nóng xong, đổi một bộ trường bào màu xanh, lại dùng máy sấy để sấy tóc xong thì đi dép lê của khách sạn bước ra ngoài. Cô cũng đi tắm đi. Tần Lạc liếc mắt nhìn Mễ Tử An đang bực bội ngồi ở đó, nói. Cái gì? Mễ Tử An trợn mắt lên, nộ khí trong lòng suýt chút nữa thì bạo phát. Cô ta từ trên ghế nhảy xuống, cái đầu đầy bím tóc phung vẩy, chỉ vào Tần Lạc, nói, tôi xin anh đó, anh làm rõ chuyện ra có được không? Tôi là tới để anh trị bệnh, không phải là tới cùng anh lên giường. Anh có lầm không vậy? Muốn giải quyết vấn đề ở thân dưới thì đi tìm ca ve đi. Anh tìm tôi làm cái gì? Có bệnh à? Tôi đã nói rồi, cô phải tôn trọng tôi. Nếu không, giao dịch của chúng ta sẽ thủ tiêu. Tần Lạc nói, thân là một minh tinh, cô khẳng định là không thiếu tiền phải không? Cho tới hiện tại còn chưa có ai có thể giải quyết vấn đề của cô, chắc rằng bệnh này có chút gai góc đúng không nào? Tần Lạc quan sát từ trên xuống dưới, khuôn mặt tinh trí đáng yêu, da thịt trắng nõn và đôi môi hồng hồng, lông mi dài, bôi son hồng, ngực nhô co, chỉ là thân hình. Hai cái chân hơi ngắn một chút. Cô ta chỉ cao khoảng 1m62, so với những nữ nhân cao hơn 1m7 của Bắc Kinh thì thực sự là hơi thấp. Cô nghĩ xa thế, tôi không có hứng thú đối với cô. Tần Lạc nói, những người mà hắn tiếp xúc đều là dạng cực phẩm nữ nhân, như Lâm Hoán Khê, Lệ Khuynh Thành, Vương Cửu Cửu, Văn Nhân Mục Nguyệt, Ly, thậm chí ngay cả Tô Tử ngồi xe lăn ai ai cũng đều có phong tình riêng. Cho nên, sức dụ hoặc ít ỏi của cô gái nhỏ này đối với hắn mà nói thì không đáng là gì. Câu này rất đả thương người khác, cũng càng kích thích thần kinh mẫn cảm của Mễ Tử An. Cô ta tức giận nói, anh tưởng anh là ai? Tôi không có hứng thú với anh mới đúng. Anh có trần truồng nằm trên giường thì tôi ngay cả nhìn một cái cũng không có hứng thú. Điểm này tôi và cô khác nhau. Tần Lạc nói, người ta trần truồng nằm trên giường cô cũng không nhìn, thế chẳng phải là kỳ thị người ta sao? Sao lại có người ích kỷ như cô nhỉ? Ý của tôi là nói cô hiểu lầm ý tôi bảo cô đi tắm rồi. Cô có biết hôi nách là từ đâu mà ra không? Hỏi thừa, không phải chính là mồ hôi từ bên trong cơ thể sinh ra sao? Mễ Tử An tức giận nói. Sau khi cô ta mắc bệnh này, đã vô số lần tìm đáp án của vấn đề ở trên mạng. Đã dùng qua rất nhiều các phương thuốc bí truyền, chỉ là không có trị được tận gốc mà thôi. Không sai, nguyên nhân nách người ta bị hôi giống như thông thị chi khí giả, diệt ngôn như hồ ly khí giả, cố vị chi hổ xú. Tần Lạc thuật lại những ghi chép có liên quan đến loại bệnh này trên ngoại đài bí yêu. Hắn đọc các loại y thư, có một số nội dung thậm chí có thể thuộc nằm lòng. Anh không thể nói dễ nghe một chút à? Mễ Tử An bảo, những lời này tôi nghe không hiểu. Chính là tuyến mồ hôi ở những bộ vị như dưới nách, hội âm, trên lưng tiết ra một loại mùi đặc biệt khó ngửi. Tần Lạc dùng tiếng Trung đơn giản rõ ràng giải thích lại một lượt. Cái này thì tôi tất nhiên biết rồi. Mễ Tử An nói, tôi là tới hỏi anh chị như thế nào. Mỗi người đều tiết ra mồ hôi. Mồ hôi của người khác không có mùi lạ, vì sao cô lại có? Cô biết vì sao lại xuất hiện loại tình huống này không? Tần Lạc cười hỏi. Hắn bước tới trà kỷ rồi ngồi xuống, mở hai chai nước khoáng rồi đổ vào trong ấm điện, sau đó ấn nút chạy, chuẩn bị pha trà. Không biết, Mễ Tử An lắc đầu. Thấy Tần Lạc nói rất chuyên nghiệp, thật sự có một chút khí thế của danh y, cô ta cũng yên tâm hơn. Sự kiêu ngạo của cô ta nói với cô ta rằng nên lập tức bỏ đi, nhưng trong lòng cô ta lại thực sự hy vọng có thể trị được quái tật này. Hơn nữa, Trần Tư Tuyền đề cử hắn như vậy, chắc hắn cũng phải có chút năng lực chứ. Huyết khí không điều hòa, tích tụ lại, đâm ra có mùi hôi. Tần Lạc nói, có rất nhiều người trị bệnh hôi nách chỉ đơn thuần là bôi thuốc ở bên ngoài.
như vậy không chữa được. Huyết khí không điều hòa, tuyến mồ hồ bị tắc là vấn đề mất cân bằng bên trong cơ thể, chỉ dụng công ở bên ngoài thì không giải quyết được vấn đề then chốt, không có tác dụng. Vậy anh muốn trị thế nào? Mễ Tử An Dã hoàn toàn bị Tần Lạc dụ dỗ rồi. Có lẽ, cô ta đã bất giác tin tưởng rằng vị bác sĩ này có thể trị khỏi cho mình. Chia làm ba bước, xoa bóp, châm cứu, sau đó dùng thuốc, Tần Lạc nói. Vậy anh vì sao lại muốn tôi đi tắm? Trên người cô có mùi, lúc xoa bóp không tiện lắm. Tần Lạc nói. Mễ Tử An hận không được xông lên đập chết nam nhân này. Quá đáng hận, cô ta lớn như vậy rồi mà vẫn chưa từng gặp một nam nhân nào vì trên người mình có mùi mà không chịu tiếp xúc với mình cả. Tôi không có quần áo để thay, Mễ Tử An nói. Trong khách sạn có áo ngủ. Không được, tôi không mặc đồ mà người khác từng mặc. Nên đi tắm đi, Tần Lạc nói. Nếu không tắm, anh giúp tôi đi mua quần áo có được không? Khuôn mặt lạnh lùng của Mễ Tử An đột nhiên thay đổi, nhanh đến mức Tần Lạc có chút khó tiếp nhận được. Cô ta cười hi hi nhìn Tần Lạc, nói, không phải đi xa quá đâu. Dưới khách sạn có cửa hàng tự chọn đấy. Tôi không biết mua quần áo loại nào cả. Tần Lạc cự tuyệt, cô không phải là bạn gái của tôi không đi mua cho cô đâu. Giúp đi mà, anh biết đó, tôi mà ra ngoài rất có khả năng bị ký giả phát hiện. Nếu bọn họ thấy tôi ở đây, nhất định sẽ vây lấy chỗ này không chịu đi. Tới lúc đó, anh ra ngoài không phải là quá không tiện ư? Mễ Tử An nhìn Tần Lạc, năn nỉ. Tần Lạc nghĩ một chút, cảm thấy cũng có lý. Người nổi tiếng luôn có chỗ này chỗ kia không tiện. Nếu thực sự để những ký giả đó biết cô gái này ở trong khách sạn này, nói không chừng sẽ cả ngày đứng trông chừng ở bên ngoài mất. Tới lúc đó mình cũng rất phiền phức. Được, muốn mua gì? Tần Lạc hỏi. Mễ Tử An cười nói, một cái quần bò, áo sơ mi hoặc là áo phông. Quần lót và áo lót, vân vân, tôi viết cỡ ra cho anh nhé, để tránh anh mua đồ không vừa. Chẳng lẽ tôi còn phải mua đồ lót cho cô nữa à? Tần Lạc trừng mắt lên, hắn đã bao giờ làm những chuyện như thế này đâu. Thế thì sao, anh sờ cũng sờ rồi, cởi cũng cởi rồi, mua quần áo thì có gì mà ngại. Mễ Tử An khinh thường nói, từ trong túi tùy thân rút ra một cái bút rồi viết các loại cỡ của vật phẩm. Tôi cởi đồ của Lâm Hoán Khê chứ có cởi đồ của cô bao giờ đâu. Vì sao phải đi mua cho cô những thứ đó? Mễ Tử An nhét giấy ghi chú vào trong tay Tần Lạc, cười nói, mau đi đi, nhìn cách ăn mặc của anh, tôi cũng không quá hy vọng những quần áo mà anh mua có thể hợp gu của tôi. Tùy tiện mặc một lần là được rồi, đằng nào thì cũng phải vứt đi mà. Mễ Tử An đứng dậy duỗi lưng, cái chuông nhỏ màu vàng trên cái rốn tròn trịa vang lên keng keng, Tần Lạc nhìn thấy mà thầm nuốt nước bọt mấy lần. Thầm nghĩ, nếu Lâm Hoán Khê cũng đeo thứ đó trên rốn, nhất định là dễ nhìn hơn cô ta. Tôi đi tắm đây, Mễ Tử An liếc Tần Lạc rồi bước vào nhà tắm. Chờ một chút, Tần Lạc gọi. Gì vậy, Mễ Tử An quay đầu lại hỏi. Tiền. O không ô. Dưới khách sạn quả nhiên có một cửa hàng tự chọn, bên trong đầy đủ vật phẩm, có đồ ăn, quần áo cùng các loại xa xỉ phẩm, đủ để thỏa mãn yêu cầu của khách hàng. Tần Lạc trước tiên bước vào khu quần áo phụ nữ. Các mỹ nữ phục vụ mặc đồng phục kẻ caro lập tức chạy lại chào Tần Lạc rồi ân cần hỏi có cần họ giúp đỡ hay không. Tôi muốn mua một cái quần, Tần Lạc nói, rồi đưa cỡ quần cho nhân viên phục vụ xem. Tiên sinh, ngài muốn kiểu nào? Tần Lạc nghĩ một chút, nói, thế nào cũng được. Ngài muốn loại mốt hay là loại bình thường? Thế nào cũng được. Nhân viên phục vụ có chút khó xử, nói, tiên sinh, có kiểu dáng nào mà ngài thấy vừa mắt không? Tần Lạc liếc một vòng, sau đó tiện tay chỉ vào một cái quần bút chì, nói, cái đó đi. Hắn từng thấy Lệ Khuynh Thành mặc loại quần này, cho nên lựa chọn đầu tiên chính là nó. Tần Lạc lại chọn một cái áo sơ mi màu trắng, sau đó thì nhìn khu nội y đến phát ngốc. Lúc này, trong đầu hắn đột nhiên dâng lên vô số sự tích anh dũng của các bậc tiên liệt. Đồng Tồn Thụy vào thời khắc cuối cùng liều mình cho nổ công sự, Khâu Thiếu Vân để tránh bạo lộ, thân thể tùy ý thiêu trong lửa. Giới nữ lưu của Giang Tả đối mặt với địch nhân liều chết chứ không hàng. Mình đi mua đồ lót cho con gái thì có gì ghê gớm lắm đâu. Tần Lạc bước tới trước quầy đồ lót, nói với một nữ phục vụ thân hình cao cao, khí chất xuất chúng, tiểu thư, cho tôi đồ lót cỡ C, màu đen nhé. Tiểu thư bán hàng trừng mắt nhìn Tần Lạc, hỏi, tiên sinh, anh chắc là muốn cỡ C chứ? Chắc, Tần Lạc gật đầu, trên tờ giấy viết rõ là C mà. Hắn không hiểu anh văn. Nhưng chữ C của ABC thì hắn nhận ra. Được, xin đợi một chút,
Tiểu thư bán hàng nhìn Tần Lạc với ánh mắt quái dị, bước nhanh tới quầy hàng. Cô ta sao lại nhìn mình như vậy nhỉ? Tần Lạc nghĩ, chẳng lẽ trước đây không có nam nhân tới mua đồ lót nữ à? Đợi khi nghĩ lại một lượt những lời nói của mình, mới phát hiện ra vấn đề. Khi trả tiền, hắn giả vờ vô ý nói với tiểu thư bán hàng, kỳ thực tôi mua cho bạn, không phải tôi mặc. Tiên sinh, không sao đâu, kỳ thực hiện tại rất nhiều nam sinh thích mặc cái này, đây là một loại thời thượng mà. Ở khu thực phẩm cách đó không xa, hai nam nữ trẻ tuổi giả vờ mua hàng đang liếc trộm về phía Tần Lạc. Mà bên trong xe mua hàng cỡ nhỏ của họ, một cái máy chụp ảnh đang chĩa về phía Tần Lạc mà chụp. Chương 338, phụ tai tiếng tình dục bạn trai mua đồ lót. Tần Lạc xách túi lớn túi nhỏ về phòng khách sạn, cửa phòng tắm vẫn đóng, bên trong vang lên tiếng nước chảy róc rách. Tắm xong chưa? Tần Lạc hỏi. Xong rồi, khi Mễ Tử An nói thì tiếng két vang lên, cửa phòng được mở ra, cô ta thò cánh tay trắng nõn ra, ngón tay móc móc, nói, đưa quần áo đây. Tần Lạc có chút kinh ngạc vì sự lớn gan của cô gái này. Đây mới là lần đầu tiên gặp mặt, cô ta sao lại không có một chút lòng phòng bị nào nhỉ? Chẳng lẽ cô ta không sợ mình làm gì cô ta sao? Có điều, nhìn bộ dạng thật thà trung hậu của mình trong gương, thầm nghĩ, cho dù mình là con gái thì cũng sẽ không để phòng nam nhân có gương mặt như thế này. Mua áo ngủ cho cô này, cô tốt nhất là mặc áo ngủ ra nhé. Tần Lạc nói, đưa cái túi lớn túi nhỏ trong tay ra, sau đó ngồi lên salon uống trà xem tivi. Một lát sau, cửa nhà tắm lại bị người ta kéo ra. Mễ Tử An mặc áo ngủ màu tơ lụa màu tím bước ra. Môi hồng ang trắng, má đỏ hây hây, da trắng nõn, thân hình đầy đặn. Bím tóc trên đầu cũng được tháo ra, tóc dài xõa trên vai. Áo ngủ mỏng manh trùm lên thân thể lồi lõm cân đối, cặp núi đôi trước ngực càng nhô cao. Cô gái này tẩy đi lớp trang điểm, không ngờ lại tạo cho người ta một loại cảm giác thân thiết tự nhiên như cô em gái nhà hàng xóm vậy. Anh đúng là biết mua quần áo đó. Mễ Tử An hung hăng trừng mắt lườm Tần Lạc, trách tên sắc lang này không ngờ lại mua cho mình một bộ quần áo hở hang như thế này. Tần Lạc giả vờ như không nghe thấy. Hắn chỉ chiếu theo loại áo ngủ mà Lệ Khuyên Thành mặc để mua, căn bản không nghĩ rằng vấn đề phức tạp như vậy. Tần Lạc đặt chén trà xuống, nói với Mễ Tử An, nằm lên giường đi. Nằm. Đúng, Tần Lạc gật đầu. Mễ Tử An chằm chú nhìn vào mắt Tần Lạc. Thấy bên trong không hề có vẻ bị ổi hèn mọn dâm dật như cô ta nghĩ thì mới vén áo ngủ ngồi lên giường, sau đó hai chân khép chặt, hai tay nắm thành quyền, bộ dạng cảnh giác đề phòng. Tần Lạc xoa xoa tay, sau đó ngồi xuống mép giường, đưa tay ra sờ vào lưng Mễ Tử An. Đột nhiên, Mễ Tử An tung một cú đá hậu, cái chân trần khả ái đó biến thành một thanh trường mâu đá vào cằm Tần Lạc. Sau đó lật người, né tránh sự phản kích mà Tần Lạc có khả năng làm ra. Cô bé sắc mặt trắng bệch, quát, anh muốn làm gì? Anh nếu dám làm loạn, tôi sẽ không khách khí với anh đâu. Động tác của cô ta trong nháy mắt đã hoàn thành, nhanh đến bất ngờ. Nếu như không phải là Tần Lạc đã học qua bác đấu cận thân với Ly, tốc độ phản ứng và sự linh mẫn đều vượt quá người thường, thì căn bản là không né kịp một cước mà cô ta đột nhiên tung ra. Tần Lạc hiện tại đã hiểu vì sao cô ta dám không chút e dè mở cửa để mình đưa quần áo vào. Chắc là cô ta cho rằng mình căn bản không phải là đối thủ của cô ta. Nếu như mình thực sự nổi máu dê, nói không chừng hiện tại đã bị cô ta đánh cho u đầu rồi. Cô nghĩ cái gì vậy? Tần Lạc cũng có chút phẫn nộ. Cô gái này sao lại phá quấy như vậy nhỉ? Anh đưa tay ra sờ cái gì đấy? Xoa bóp, không dùng tay chẳng lẽ dùng chân? Tần Lạc nói, tôi không phải đã nói rồi sao? Xoa bóp, châm cứu, điều trị bằng dược vật. Cần tiến hành đồng thời ba bước này thì mới được. Xoa bóp ở đâu? Lưng, nách, Tần Lạc nói, đây đều là những bộ vị dễ toát mồ hôi. Mễ Tử An cắn môi suy nghĩ một lát, rồi lại hỏi, thực sự có thể trị được ư? Cô ta nghĩ, nếu như một lần mà có thể trị khỏi thì để cho anh sờ mó cũng không sao. Nhưng, nếu như để anh sờ rồi mà không trị khỏi thì anh coi bà đây là đồ ngu chắc. Chắc là có thể, Tần Lạc gật đầu. Nếu như cô không tin thì tôi cũng đành chịu. Anh tốt nhất là đừng có lừa tôi. Mễ Tử An nói, sau đó lại nằm xuống giường, hoàn toàn giao phần lưng cho Tần Lạc. Tần Lạc cười cười, hai tay lại một nửa trà sát với nhau, cho tới khi nóng lên thì nhẹ nhàng sờ lên lưng Mễ Tử An. Khi tay của Tần Lạc tiếp xúc với thân thể của cô ta rõ ràng có chút khẩn trương. Hai tay lại nắm lại thành quyền, cơ nhục trên người căng cứng,
giống như là một hoàng hoa khuê nữ chưa lấy chồng vậy. Đừng khẩn trương, thả lỏng đi, Tần Lạc nói, sau đó cách một lớp áo ngủ mỏng, bắt đầu xoa bóp lưng cho cô ta. Hôi nách căn cứ vào múi vị nồng hay nhạt mà chia nặng nhẹ, người nhẹ nếu như không tiếp xúc với thân thể thì rất khó ngửi thấy. Người bệnh cỡ trung thì cởi quần áo ra mới có thể ngửi thấy. Người bị nặng thì vào nhà một lát là có thể làm ô nhiễm cả bầu không khí trong nhà, người chưa tới gần đã ngửi thấy mùi hôi ùa vào mặt. Mễ Tử An thuộc loại người bị nặng, nếu không, cô ta cũng không cần dùng nước hoa có mùi quái dị như vậy để át đi. Hơn nữa, cô ta thuộc tổng hợp chứng tuyến mồ hôi bị tắc. Nếu như chỉ xoa thuốc ở bên ngoài và uống thuốc thôi thì không được. Hắn muốn trước tiên làm thông tuyến mồ hôi của cô ta, để máu và khí trong thân thể giữ được sự cân bằng. Như vậy, mồ hôi có thể chảy ra như bình thường. Hơn nữa cũng sẽ không lên men rồi phát ra mùi lạ ở trong cơ thể. Huyệt vị xoa bóng chính là dùng lực nặng hoặc lực nhẹ để kích thích huyệt vị, có tác dụng giãn gân giãn cốt, có thể nhanh chóng khiến những vật chất có dầu trong cơ thể tiết ra ngoài. Tần Lạc bảo Mễ Tử An trước tiên đi tắm, một mặt cũng quả thực là muốn để cô ta rửa đi hết mùi nước hoa điếc mũi còn sót lại trên người, thứ hai cũng là bởi vì để lỗ chân lông của cô ta mở rộng ra và thân thể được thả lỏng, làm tốt công tác chuẩn bị hỗ trợ cho xoa bóp. Quả nhiên, dưới sự xoa bóp mạnh mẽ của Tần Lạc, trán Mễ Tử An bắt đầu toát mồ hôi. Tiếp theo, trên lưng xuất hiện những vết ẩm ướt. Tiếp theo mồ hôi tràn ra, cùng với mùi hôi khiến người ta ngửi thấy mà buồn nôn. Mễ Tử An cũng ngửi thấy mùi này, xấu hổ đến chết đi sống lại. Trừ người nhà của mình ra, cô ta chưa bao giờ để lộ bệnh của mình trước mặt người ngoài. Cô ta lo lắng Tần Lạc thầm cười nhạo mình, lén lút nghiêng mặt liếc hắn. Thấy mặt hắn rất nghiêm túc, trên mặt không hề có chút hèn mọn hoặc là vẻ mặt khinh bỉ, trong lòng càng có chút cảm động. Bộ dạng của nam nhân khi chăm chú làm việc, quả thật là rất đẹp trai, hắn trông cũng không xấu lắm, cho dù là mặc quần áo hơi quê mùa một chút. Tần Lạc quả thực không hề nghĩ nhiều, một khi tiến vào trạng thái làm việc, vậy thì, hắn chính là bác sĩ, Mễ Tử An thì là người bệnh. Bác sĩ nếu như cười người bệnh thì bác sĩ này không phải là một bác sĩ hợp cách. Tâm lý của bệnh nhân vốn cực kỳ yếu đuối, nếu như anh còn cười nhạo đả kích họ, có khả năng sẽ làm bệnh tình của họ nặng thêm, thậm chí khiến bọn họ bị ám ảnh. Động tác của Tần Lạc càng lúc càng nhanh, cũng càng lúc càng nặng. Tuy cách một lớp áo nên không thể nhìn thấy tình huống cụ thể. Nhưng có thể khẳng định, cái lưng đầy đã của Mễ Tử An chắc chắn là đã tím đỏ cả một mảng. Mễ Tử An ban đầu cắn răng nhịn đau, sau cùng cảm thấy lưng càng lúc càng đau, bàn tay đang nắm chặt cũng bắt đầu run rẩy, cô ta không nhịn được mà rên khẽ. Có thể kêu lên đấy, Tần Lạc nói. Tôi còn lâu mới kêu, Mễ Tử An nói, nam nhân này không phải là thích nghe nữ nhân kêu sao. Không thể cho hắn được toại nguyện. Tùy cô, Tần Lạc nói. Vân bảo chỉ tiết tấu của mình, án chiếu theo trình tự phải có mà trị liệu cho cô ta. Cũng không hề có tâm tư xấu mà cố ý tăng thêm lực lượng. Nếu như hắn thích, chỉ cần ấn nhẹ vào huyệt ở gáy là cô ta chỉ có thể ngoan ngoãn mà kêu lên. Hơn nữa kêu càng lớn thì càng có cảm giác sung sướng. Nếu cố nhịn thì thậm chí có khả năng là khiến một số cơ quan bị nội thượng. Sự kỳ diệu của huyệt vị, không phải là thứ mà người ngoài có thể lý giải. Những người muốn dùng phương pháp khoa học để chứng minh công hiệu của huyệt vị, thuần túy là đầu bị cánh cửa kẹp vào. Hơn nữa còn liên tục bị kẹp mấy lần. Khi Mễ Tử An nằm sụi lơ trên giường, thân thể vã mồ hôi như tắm, cả người giống như là vừa trong nước chui ra, trán Tần Lạc cũng bắt đầu lấm tấm mồ hôi. Hắn dừng động tác trong tay lại, cầm chăn lên che lưng của cô ta, nói, cô nghỉ một lát đi đã. Chốc nữa chúng ta sẽ châm cứu. Châm cứu có đau không? Mễ Tử An hỏi với giọng yếu ớt, cô ta giờ có muốn cũng không kêu lên được, khí lực của cơ thể hết sạch rồi. Không đau, Tần Lạc dùng khăn sạch lau mồ hôi trên đầu, nói. Vậy thì tùy anh giày vò, tôi kiệt sức rồi. Mễ Tử An nhắm mắt lại, nói. Tùy tiện giày vò, cô coi tôi là loại người nào chứ? Trần Tư Tuyền tại sân bay giấu chất độc, bị đưa vào phòng cách ly để kiểm tra. Sân bay vốn là sợ bóng sợ gió thôi, Trần Tư Tuyền bị người ta hãm hại. Bạn trai thần bí của Trần Tư Tuyền lộ mặt, hai người ân ái với nhau tại sân bay. Bạn trai của Trần Tư Tuyền vào sống ở khách sạn Phổ La, chuyện một mình xuống lầu mua đồ lót cho bạn gái đã trải qua sự điều tra của ký giả. Nam tử mình mặc áo dài màu đen tổng cộng mua cho bạn gái Trần Tư Tuyền một cái áo sơ mi, một bộ áo ngủ, một chiếc quần bò, bao gồm cả áo lót và quần lót. Tổng cộng 10.800.000 tân đài tệ, giá cả không rẻ.
có thể tưởng tượng, hai người chiến đấu ở trong phòng máu lửa tới cỡ nào. Có điều, khiến cho ký giả nghi hoặc là, kích thước eo hông của Trần Tư Tuyển ít nhất là số 28, vì sao hắn lại mua quần cỡ 26? Mà áo lót cũng nhỏ hơn một số. Căn cứ vào số liệu thì ngực của Mễ Tử An phải là cỡ P, mà vị bạn trai thần bí đó lại mua cỡ nhỏ hơn. Vị bạn trai này quá hờ hững rồi. Ánh nắng rực rỡ, tâm tình thư sướng, bánh bột lọc tinh trí và trà thơm phức, khiến người ăn rất vui vẻ. Ẩm thực của Đài Loan quả thực có chỗ đáng để khen ngợi. Trần Tư Tuyền đá một cái lên chân Tần Lạc, ánh mắt ám muội nói với hắn, bạn trai à, áo lót và áo ngủ mà anh mua cho tôi đâu rồi? Chẳng lẽ anh chuẩn bị tạo một bất ngờ cho tôi ư? Tần Lạc xấu hổ, cúi đầu ăn bánh đậu xanh trên bàn, nói, đó là cho Mễ tiểu thư. Mễ Tử An, Trần Tư Tuyền cười hỏi, hai người rốt cuộc là có quan hệ gì vậy? Sao vừa tới Đài Loan đã quyến rũ nhau rồi? Lệ Yêu Tinh gọi điện cho tôi, bảo rằng phải trông chừng anh chặt một chút, nói là anh rất thích cưa gái. Nhưng tôi còn chưa có phản ứng gì thì anh đã dùng thế sét đánh không kịp bưng tai cướp thiên hậu R và B của Đài Loan vào tay rồi. Chương 339, Hoàng Kim Dạ Yến nhóm dịch, Ngạo Thiên Môn. Tần Lạc cười khổ, nói, sao lại dùng từ như vậy? Chẳng lẽ không đúng à? Trần Tư Tuyền có chút chua xót, nói, tôi vừa nhận được điện thoại của Lệ Yêu Tinh, còn chưa kịp chuẩn bị thì anh và Mễ Tử An đã quen nhau rồi. Anh ra ngoài xem đi, hôm nay báo chí, TV, ngành giải trí của Đài Loan náo nhiệt như thế nào? Toàn bộ đều là về vụ tai tiếng của chúng ta đấy. Trần Tư Tuyền càng cảm thấy ủy khuất hơn, nói, nếu thực sự là tôi thì cũng được, dẫu sao thì tôi cũng không chuẩn bị làm người mẫu nữa, cũng muốn dần dần thoát khỏi cái nghề này. Nhưng tôi lại phải chịu trận thay người ta. Dù thế nào thì mớ đồ lót trị giá hơn 10 vạn 8 ngàn đồng tân đài tệ mà anh mua đâu có liên quan gì tới tôi. Tôi là vì yêu cầu của công việc thôi mà. Tần Lạc cũng cảm thấy mình rất ủy khuất. Hắn đã vô cùng cẩn thận, còn đặc biệt chú ý xem cạnh mình có ai giơ máy ảnh lên chụp không. Nhưng, đâu có phát hiện ra dị dạng gì. Cô ta bị bệnh, tôi trị bệnh cho cô ta. Tần Lạc giải thích. Trị bệnh mà phải mua đồ lót à? Cái này. Tần Lạc cảm thấy vấn đề này đúng là khó giải thích. Hắn lại không muốn nói ra bệnh hôi nách của Mễ Tử An, điều này ảnh hưởng quá xấu đến thanh danh của một cô gái. Tôi cần phải xoa bóp cục bộ cho cô ta, mà xoa bóp thì rất dễ ra mồ hôi. Cô ta lại có chút ưa sạch sẽ thái quá, không chịu mặc áo ngủ trong khách sạn. Cô ta là minh tinh, đi mua đồ rất không tiện, cho nên nhờ tôi giúp. Xoa bóp cục bộ à? Ánh mắt của Trần Tư Tuyền biến thành nghiền ngẫm. Xoa bóp lưng. Tần Lạc vội vàng đính chính. Cô ta bảo anh mua thì anh mua à? Tôi nhờ anh mua thì anh có mua không? Trần Tư Tuyền cười hi hi hỏi, nói với ngữ điệu trêu đùa. Cái thông minh vặt của con gái không chỗ nào là không thể hiện ra, rất tùy ý, hơn nữa sẽ không khiến người ta phản cảm. Mua, Tần Lạc bất lực đáp. Anh xem, nữ nhân là hay ở điểm này đấy, dễ lừa. Tuy nhìn ra câu trả lời của Tần Lạc có chút miễn cưỡng, Trần Tư Tuyền vẫn hài lòng. Cô ta cười ha ha, nói, anh nói đó nha. Tôi nhớ kỹ rồi, còn nữa, chuyện này khẳng định sẽ truyền tới Yến Kinh, anh mau mau nghĩ cách mà giải thích cho Lệ Yêu Tinh đi. Tần Lạc cười nói, cô ta sẽ không hỏi tôi chuyện này đâu. Ai, cũng đúng, Trần Tư Tuyền gật đầu, không biết con yêu tinh này cả ngày nghĩ cái gì. Anh nói xem cô ta đã yêu ai bao giờ chưa? Tần Lạc nghĩ một chút rồi nói, chắc là đã từng yêu rồi. Chúng tôi là bạn bè nhiều năm. Vậy mà tôi vẫn chưa hiểu được cô ấy. Trần Tư Tuyền nói, nhưng, cô ta lại quá thông minh, không suy nghĩ nào có thể gạt được cô ta. Tần Lạc nghĩ, nếu là như vậy, chuyện Lệ Khuynh Thành nói Trần Tư Tuyền thích mình chẳng lẽ là thật à? Cô nói phải mở mấy cuộc hoạt động quảng cáo cho phấn dưỡng da Kim Dũng. Chúng ta phải làm những hoạt động gì? Tôi phải phối hợp với cô như thế nào? Tần Lạc hỏi, hắn lần này tới đây là để công tác, không phải ra ngoài du sơn ngoạn thủy. Công tác tiền kỳ chúng tôi đều chuẩn bị gần xong rồi. Trần Tư Tuyền cười nói, tối hôm nay, chúng ta sẽ có một vãn yến tiệc tối xa xỉ phẩm. Lúc đó, một số bạn tốt của tôi trong giới người mẫu, còn có một số minh tinh ca sĩ và ký giả truyền thông có quan hệ khá thân thiết sẽ tới cổ vũ. Vãn yến xa xỉ phẩm ư, Tần Lạc có chút không hiểu. Chứ sao, giá của sản phẩm của chúng ta bán ra là 19.999 đồng. Chẳng lẽ còn không tính là xa xỉ phẩm à? Hơn nữa, tên của vạn yến tối này là Hoàng Kim Vạn Yến. Đối với nữ nhân mà nói,
nước dưỡng da kim dũng chính là chất lỏng quý báu. Chúng ta trước tiên phải chứng tỏ được giá trị của sản phẩm. Trần Tư Tuyền nói với vẻ mặt rất tự tin. Tôi phải làm những gì? Tần Lạc hỏi. Uống rượu, hàn huyên. Đơn giản như thế thôi à? Đơn giản thế thôi. Tần Lạc cười khổ, nói, nếu vậy thì tôi cũng không cần phải đi xa như vậy làm gì. Anh là nhân vật chính của cả đời vẽ lông mày cho nàng, lại là người sáng tạo ra phấn dưỡng da kim dũng, đương nhiên là phải tới tham dự chứ. Trần Tư Tuyền nói với vẻ đó là đương nhiên. Sau khi Hoàng Kim Dạ Yến tối nay kết thúc, ngày mai sẽ có một hoạt động nghĩa trần. Địa điểm hoạt động chúng tôi đã chọn xong rồi, chính là cửa hàng thử nghiệm sản phẩm của chúng ta ở Đài Bắc. Được, do cô an bài, tôi ra sức phối hợp là được rồi. Tần Lạc gật đầu, nói. Trưa nay không có việc gì, tôi phái người dẫn anh và bạn anh ra ngoài chơi nhé. Khó lắm mới được tới Đài Loan một chuyến, phải thể hội cảnh đẹp của hòn đảo ngọc này chứ. Cũng được, Tần Lạc gật đầu, đọc vạn quyển sách cũng không bằng đi ngàn dặm đường, hắn cũng qua thật là cũng muốn đi đây đi đó, lý giải phong thổ các nơi. Như vậy thì sẽ có giúp ích rất lớn đối với tâm tình và y thuật của mình. Đeo kim dâm nhé, nếu không anh sẽ bị người ta nhận ra đấy. Trần Tư Tuyền nhắc nhở, anh phải biết rằng tất cả báo chí về giải trí hôm nay đều cho chúng ta lên trang bìa đấy. O không ô, phấn dưỡng da kim dũng năm ngoái đã tiến vào thị trường Đài Loan. Dưới ảnh hưởng của Trần Tư Tuyền, trước tiên là thịnh hành trong giới người mẫu. Là một người mẫu, mỗi một vết thương dù là nhỏ nhất trên người họ thì cũng đều rất bị chú ý. Cho nên, loại dược phẩm có thể hoàn toàn loại bỏ được vết thương trên cơ thể người mà không để lại sẹo này rất được bọn họ yêu thích. Danh tiếng vừa nổi lên, người sử dụng sản phẩm càng lúc càng nhiều. Chỉ trong thời gian hơn một tháng, số lượng tiêu thụ phấn dưỡng da kim dũng tại thị trường Đài Loan đã đạt tới 6.000 vạn tân đài tệ. Lúc đó, Trần Tư Tuyền còn chưa thực sự bắt đầu tuyên truyền phấn dưỡng da kim dũng. Hoàn toàn là dựa vào sức ảnh hưởng của cá nhân cô ta mà tiêu thụ. Điểm tiêu thụ bạo phát đầu tiên là ở quảng cáo cả đời vẽ lông mày cho nàng mà các đài truyền hình lớn của Đài Loan hay chiếu. Quảng cáo rất có mỹ cảm lại rất có sáng ý này khiến mọi người đều chú ý, phấn dưỡng da kim dũng đột nhiên được tất cả mọi người biết đến. Thế là, không chỉ giới người mẫu sử dụng sản phẩm thần kỳ này, một số cán bộ cao cấp và phu nhân giàu có cũng bắt đầu dùng thử. Số lượng tiêu thụ của phấn dưỡng da kim dung tăng như giếng phun. Số lượng tiêu thụ trong một tháng tiếp theo đạt tới 1.6 ức vạn, lượng tiêu thụ tăng thêm đúng 1 ức. Lúc ban đầu làm loại sản phẩm này, Trần Tư Tuyền còn lo lắng mình làm không được, sẽ khiến Tần Lạc và cô bạn tốt Lệ Khuynh Thành thất vọng. Cho tới lúc này, cô ta mới chân chính có lòng tin thắng lợi. Cửa hàng thể nghiệm sản phẩm đầu tiên khai trương tại trung tâm Thế Mậu của Đài Bắc, mỗi ngày du khách như nước thủy triều, người tiêu tiền tới cửa hàng thể nghiệm càng lúc càng nhiều, mỗi ngày đều tăng gấp mấy lần. Ai mà không nguyện ý để nam nhân của mình vẽ lông mày cho mình chứ? Ai mà không nguyện ý để nữ nhân của mình hiểu rõ rằng mình kỳ thực là nguyện ý vẽ lông mày cho nàng ta? Hiện tại, Trần Tư Tuyền bắt đầu chuẩn bị khai trương cửa hàng thứ hai. Cũng chính là đang ở giai đoạn phát triển cao tốc. Cô gọi điện thoại mời Tần Lạc tới, là muốn dùng y thuật cao minh của hắn để lại một lần nữa chứng tỏ chỗ thần kỳ của sản phẩm này cho dân chúng của hòn đảo Ngọc. Hoàng Kim Dạ Yến bắt đầu vào 9 giờ tối nay, địa điểm yến hội là ở phòng tiệc của khách sạn Hương Nại Nhĩ nổi tiếng nhất Đài Loan. Trần Tư Tuyền đã đến hội trường từ sớm, Tần Lạc và Âu Dương Lâm thì được trợ thủ của Trần Tư Tuyền, một cô gái tên là Lady dẫn tới. Khi bọn họ tới, đã là 8 giờ 30 phút. Vừa tới phòng tiệc của khách sạn, Trần Tư Tuyền mặc váy dạ hội màu tím, cổ đeo một cái vòng chói mắt, tóc quấn ở đỉnh đầu bước ra nghênh đón. Thân hình của cô ta cực cao, khi đi lộ ra vẻ uyển chuyển, đôi chân thon dài vô địch đó có thể tiêu diệt đôi mắt của nam nhân trong chớp mắt. Sao tới sớm vậy? Trần Tư Tuyền cười hỏi. Hoạt động của nhà mình, luôn có chút không an ti em. Tần Lạc cười nói. Đi thôi, tôi dẫn anh vào xem. Trần Tư Tuyền bước lên ôm tay Tần Lạc, kéo tay hắn vào trong hội trường. Âu Dương Lâm rất biết điều, một mình chạy tới một góc ở bên trong để uống rượu. Nam nhân này hiện tại càng lúc càng trầm mặc, giống như là có thứ gì đó đang lên men ở trong lòng, tùy thời đều có thể bạo phát ra vậy. Hội trường bố trí đơn giản mà xa hoa, còn có mấy quầy pha lê chuyên để trưng bày sản phẩm phấn dưỡng da kim dũng. Loại dịch thể màu vàng kim đó ở trong bình trong suốt, đúng là giống như dịch thể hoàng kim vậy. Có nhân viên công tác đang chuẩn bị thực phẩm và đồ uống. Những chén rượu đỏ được lau đến bóng loáng chất cao cao đầy bàn. Còn có vô số các loại rượu,
có thể chiếu cố khẩu vị của mỗi một vị khách. Còn chưa có khách tới à? Tần Lạc hỏi. Trần Tư Tuyền cúi đầu nhìn máy điện thoại đang cầm trong tay, nói, chắc là sắp tới rồi. Bọn họ rất bận, bình thường sẽ tới đúng giờ. Tần Lạc gật đầu, không nghĩ nhiều nữa. Có bạn bè ký giả của giới truyền thông đến, Trần Tư Tuyền và Tần Lạc sau khi chào hỏi thì liền tới chiêu đãi bọn họ. Tần Lạc cầm một cốc nước khoáng, sau đó bưng tới ngồi trước mặt Âu Dương Lâm. Nếu anh muốn lấy lại thứ gì thuộc về mình thì tôi có thể giúp anh. Tần Lạc nói. Âu Dương Lâm ngẩng đầu lên nhìn Tần Lạc, gật đầu. Sau đó hai người không nói gì nữa, một người uống rượu, một người uống nước, nghe tiếng hát du dương trong hội trường. Khi vô tình ngẩng đầu lên, Tần Lạc nhìn thấy Trần Tư Tuyền đang gọi điện thoại, vẻ mặt trông có chút kích động. Tần Lạc trong lòng có dự cảm không tốt, chẳng lẽ xảy ra chuyện gì đó ư? Tần Lạc quét mắt nhìn xung quanh, lúc này mới phát hiện vạn yến sắp bắt đầu rồi mà cho tới giờ vẫn chưa có ai tới. Trong hội trường lưa thưa lác đác người, trông vô cùng thê lương. Trần Tư Tuyền phẫn nộ gác điện thoại, sau đó bước tới cạnh Tần Lạc, sắc mặt khó coi, nói, có người muốn hãm hại chúng ta, muốn chúng ta xấu mặt. Là sao? Tần Lạc hỏi. Tối nay sẽ không có ai tới ủng hộ chúng ta. Trần Tư Tuyền cắn chặt răng, trong lòng cảm thấy vô cùng ủy khuất, vành mắt đỏ lên, rồi nước mắt ứa ra. Chương 340, quỷ đòi nợ. Chuyện là như vậy. Trần Tư Tuyền để làm tốt hoàng kim dạ yến này, đã lưu lại tiếng tăm khá tốt ở xã hội thượng lưu và công chúng, không chỉ mời một số ký giả giới truyền thông, còn tự mình gọi điện thoại mời rất nhiều bạn bè trong giới người mẫu, mời bọn họ tối nay tới ủng hộ. Những người khách mà cô ta mời, đại bộ phận đều là người từng làm cùng công ty với cô ta, cũng có một số bạn bè trong giới người mẫu của công ty khác. Hơn nữa nhân viên gọi tới cũng rất nhiều, lúc trước căn bản là không lo lắng tới tình huống không có ai tới ủng hộ. Nhưng, khi vạn yến sắp bắt đầu mà không có khách tới thì cô ta mới cảm thấy có chút kỳ quặc. Vội vàng gọi điện cho bạn bè thì biết được, tối nay bọn họ bị an bài đi làm hoạt động cho một trường thương nghiệp, đối phương ra giá rất cao, mà công ty quản lý không cho phép bất kỳ một ai trong số bọn họ được vắng mặt. Cho tới giờ vẫn không có cách nào thoát thân để tới dự tiệc. Trần Tư Tuyền gọi điện cho công ty quản lý, hỏi có thể mời mấy người bạn tới dự tiệc một lát không, thậm chí còn có thể chi tiền thù lao nhất định cho công ty. Không ngờ công ty quản lý dứt khoát cự tuyệt, còn nói là đã ký hợp đồng diễn xuất với thương gia rồi, nếu như hủy hợp đồng thì sẽ phải bồi thường một số tiền lớn cho người ta. Những người khác cũng gọi điện thoại tới dùng các loại cớ để cự tuyệt lời mời của Trần Tư Tuyền, tối nay, bọn họ thả bồ câu tập thể Trần Tư Tuyền. Là công tê của các cô à? Tần Lạc đứng dậy lau khóe mắt ươn ướt của Trần Tư Tuyền, híp mắt lại hỏi. Nếu như một công ty quản lý có thực lực muốn ước thúc nghệ sĩ dưới trướng mình thì những nghệ sĩ này quả thực không có biện pháp phản kháng. Chắc là không phải, Trần Tư Tuyền lắc đầu. Tôi bởi vì muốn ra khỏi giới người mẫu để làm việc của mình, cho nên có chút xung đột với một vị quản lý cao cấp. Tuy ông ta có thành kiến với tôi, nhưng chắc sẽ không làm như vậy với tôi đâu. Làm nghề này, vẫn cần có mặt mũi. Nếu không sẽ mất lòng người, sau này khó mà lôi kéo được những người mẫu khác. Vậy thì có thể là ai? Tần Lạc gật đầu, hỏi. Tạm thời vẫn chưa rõ. Trần Tư Tuyền nói, đoạn thời gian gần đây, luôn có cảm giác rằng có người ở sau lưng ra sức bôi nhọ tôi. Nhưng những chuyện này rất thường thấy trong giới, lại không thể xác định là tôi xui xẻo bị ai hãm hại. Tần Lạc nhướng đôi mày thanh tú, hỏi, có phải là công ty mà những người mẫu đó tới biểu diễn không? Trần Tư Tuyền nghĩ một lát, nói, có khả năng. Tôi gọi điện thoại hỏi là thương gia nhà nào mời họ tới. Vừa nói Trần Tư Tuyền vừa ấn số. Rất nhanh, cô ta mặt mày phẫn nộ gác điện thoại. Là tập đoàn Thanh Ninh. Trần Tư Tuyền mặt mày âm trầm, nghiến răng nghiến lợi, nói. Tập đoàn Thanh Ninh, Tần Lạc không phải là người Đài Loan, rõ ràng là không quá hiểu về công ty này. Lần trước tại Yến Kinh Anh đã chạm mặt với bọn họ. Bọn họ mời tôi tới tiếp rượu bị tôi cự tuyệt, Lệ Yêu Tình còn đánh người của bọn họ nữa. Trần Tư Tuyền nhắc, thì ra là bọn họ, Tần Lạc cười nói, nếu như vậy thì oan có đầu, nợ có chủ rồi. Kẻ địch ẩn tàng ở sau lưng là đáng sợ nhất, bởi vì bọn họ có thể tùy thời xuất chiêu, mà anh thì chỉ có thể thấy chiêu phá chiêu. Hiện tại thân phận của họ đã lộ rồi, báo thù cũng không sợ tìm sai người. Bối cảnh thực lực của công ty này rất mạnh, chắc chắn là những người đó không nguyện ý đắc tội với họ. Mọi người đều muốn kiếm cơm ăn bằng nghề này. Đắc tội với dạng công ty này thì sau này sẽ rất khó làm ăn. Tôi hiểu bọn họ, Trần Tư Tuyền cười khổ.
không mời minh tinh thì không được à? Tần Lạc hỏi. Nếu như không mời ký giả thì tùy tiện thế nào cũng được. Nhưng hiện tại ký giả đã tới rồi mà nếu không có bạn bè tới ủng hộ, chúng ta ngày mai sẽ thành trò cười của Đài Loan. Trần Tư Tuyền nói, nếu là như vậy, sau này những người có thân phận sẽ không chọn dùng sản phẩm của chúng ta nữa. Bởi vì bọn họ cảm thấy quá mất thân phận, mục đích của bọn họ cũng chính là như vậy mà. Tần Lạc nghĩ một chút, nói, tôi nghĩ ra biện pháp. Anh có biện pháp gì? Trần Tư Tuyền bất lực nói. Đột nhiên, mắt cô ta sáng lên, nói, anh có phải là chuẩn bị mời cô ta đến không? Nếu cô ta thực sự bằng lòng tới ủng hộ, sản phẩm của chúng ta có thể nổi đình nổi đám. Ảnh hưởng của cô ta không chỉ ở Đài Loan mà còn ở cả châu Á nữa. Để xem cô ta có bằng lòng hay không đã. Tần Lạc cười nói, hình như cô ta còn thiếu mình một món nhân tình, cứ dùng trước đi đã. Mễ Tử An mặc váy ngủ lụa mày đen soi đi soi lại trước gương, thỉnh thoảng còn nhấc tay lên ngửi ngửi nách. Mẫu thân Giang Ánh Nguyệt của cô ta là một nữ nhân mặt mày đoan trang, lúc này đang cầm khay hoa quả tới, thấy động tác quái dị của con gái mình, trong lòng không khỏi có chút chua xót. An An, ăn hoa quả đi con. Giang Ánh Nguyệt bước tới phòng của con gái, đặt hoa quả lên bàn, cười nói. Đợi tí nữa, Mễ Tử An nói, mẹ tới ngửi đi. Ngửi cái gì? Giang Ánh Nguyệt cười hỏi, nhưng vẫn rất phối hợp bước tới sau người con gái. Người khác có thể ghét bỏ con gái của bà ta, nhưng bản thân bà ta thì lại tuyệt không ghét bỏ được. Trong lòng bà ta, con gái của mình chính là bảo bối hoàn mỹ nhất trên thế giới. Ngửi xem trên người con còn có mùi thơm hay không? Con hoài nghi mũi con có phải là điếc rồi không? Sao không ngửi thấy gì? Mễ Tử An giơ cánh tay của mình ra dưới mũi mẹ, bảo bà ta giúp mình ngửi. Giang Ánh Nguyệt dùng sức hít hít, thực sự là không còn ngửi thấy cái mùi hôi nồng nặc đó nữa. Kỳ lạ, mẹ cũng không ngửi thấy. Còn có một chút mùi, nhưng không còn nghiêm trọng như trước kia, chẳng lẽ mẹ cũng bị ốm rồi? Giang Ánh Nguyệt mê mang không hiểu, hỏi. Không thể có chuyện cả hai người cùng đồng thời ốm được. Mễ Tử An cười hi hi nói. Nếu như mẹ cũng không ngửi thấy thì chứng tỏ là quả thật là thằng Ôn đó rất lợi hại. Thằng Ôn nào, mà thằng Ôn đấy là ai? Giang Ánh Nguyệt hỏi. Là một tên quỷ đáng ghét. Mẹ đừng hỏi. Mẹ chỉ cần biết rằng, cái bệnh quả quái của con gái mẹ sắp được trị khỏi là được rồi. Mễ Tử An ôm cánh tay của mẹ mình, nói với vẻ vô cùng kích động. Hả, thật vậy ư? Còn gặp được danh y rồi à? Giang Ánh Nguyệt mặt mày kinh ngạc, thốt lên. Vâng, có lẽ là hắn chỉ biết trị hôi nách thôi. Mễ Tử An chần chờ nói. Nếu không, hắn sao thoáng cái đã ngửi được quái bệnh mà mình che giấu bằng nước hoa được. Hơn nữa, hắn còn trẻ như vậy, không thể cái gì cũng biết được. Hắn biết thân phận của con không? Sẽ không lừa bịp tống tiền con chứ? Con phải cẩn thận một chút. Giang Ánh Nguyệt lại bắt đầu lo lắng tới vấn đề này. Yên tâm đi. Hắn sẽ không như vậy đâu. Mễ Tử An khẳng định xem ra hắn không phải là loại người đó. Chi nhân chi diện bất chi tâm. Con còn nhỏ, sự hiểm ác ở bên ngoài con còn chưa có cơ hội thể hội. Có điều, nếu hắn thực sự là một người tốt, chúng ta cũng phải cảm tạ hắn thật tốt. Bởi vì căn bệnh này mà con đã phải chịu biết bao ủy khuất. Giang Ánh Nguyệt nói xong, vành mắt bắt đầu ươn ướt. Khi 12 tuổi, Mễ Tử An bị bác sĩ chẩn đoán ra quái bệnh này. Để không bị bạn học chê cười, mỗi lần trước khi cô ta đi học đều phải phun nước hoa thật nặng mùi lên người. Có một ngày vừa ngủ dậy, vội vàng chạy đi học. Kết quả hôm đó lại vừa hay có tiết thể dục, quần áo của cô ta bị mồ hôi thấm đẫm, sau đó bị bạn gái cùng bàn ngửi thấy mùi hôi. Bạn gái đó bình thường đã khó chịu Mễ Tử An, cảm thấy cô ta quá xinh đẹp, tính tình lại thanh cao, không thích nói chuyện với người khác, khi thi còn cố ý dùng tay che bài. Bạn gái đó giống như là nhìn thấy rắn trên bàn, thốt lên, ôi trời ơi, Lục Phú Thần, sao người cậu thối thế, có phải lại ỉa đùn không đó? Lúc ấy, tên của Mễ Tử An là Lục Phú Thần. Lúc đó, cô ta vẫn không sống ở Đài Bắc, lo lắng bị bạn học phát hiện chân tướng, Mễ Tử An lập tức vội vàng chạy ra khỏi phòng học, sau đó không xuất hiện nữa. Từ đó về sau, quái tật này chính là tâm bệnh lớn nhất của cô ta. Lo lắng bị người ta nhìn ra, sự cô độc, kiên ngạo, ngược lại đã hình thành nên phong cách đặc biệt của riêng mình. Cũng trở thành thiên hậu R và B của châu Á. Tuy cô ta bởi vì duyên cố của thân phận này mà không có được bao nhiêu bạn bè, nhưng cô ta vẫn vô cùng cẩn thận, không dám tiếp xúc quá nhiều với bọn họ. Bởi vì một khi bị bọn họ phát hiện ra bí mật này thì có thể bị truyền ra rồi ai ai cũng biết.
một thiên hậu bị hôi nách, liệu còn có ai thích cô nữa không? Cho dù là thích thì thiên hậu sau này còn có dũng khí mà đứng trên sân khấu không? Khi vô số nhiếp ảnh ra chĩa máy vào cô, hàng đống cái miệng ở trước mặt hỏi, Mễ tiểu thư, cô có phải là bị hôi nách thật không? Mễ tiểu thư, bệnh hôi nách của cô không thể trị dứt được ư? Mễ tiểu thư, cô có thử đi quảng cáo cho sản phẩm thuốc trị hôi nách không? Phải có nội tâm cường đại và thần kinh thép như thế nào thì mới có thể đối diện với cuộc sống như vậy? Thậm chí, bởi vì quái bệnh này mà cô ta ngay cả bạn trai cũng không có, cũng từng bị một số người trong giới truyền thông chỉ trích cô ta bị lê. Nhớ tới trạng thái sinh hoạt chua xót và thấp thỏm không yên mấy năm nay, Mễ Tử An cũng cảm thấy khó chịu đựng nổi sự ủy khuất trong lòng. Cô ta kéo tay mẫu thân, vành mắt đỏ ửng, nói, mẹ, sau này thì tốt rồi. Sau này còn không cần phải dùng loại nước hoa khó ngửi đó nữa. Cũng không sợ bị người khác ngửi thấy quái vị trên người, chúng ta có thể sinh hoạt bình thường rồi. Khi hai mẹ con nắm tay nhau tâm sự thì điện thoại đặt trên bàn của Mễ Tử An đột nhiên reo chuông. Giang Ánh Nguyệt bước tới lấy điện thoại cho con gái, thấy trên màn hình hiện lên cái tên gã đầu heo, còn có một đầu một con heo lớn đeo hoa hồng đang nháy mắt đưa tình, hỏi, An An, gã đầu heo này là ai vậy? Là một con quỷ đòi nợ, Mễ Tử An hung hăng nói. Sau đó nhận điện thoại từ tay mẫu thân. Vừa rồi còn nói nhắc với mẹ về tên này, hiện tại hắn đã tìm tới cửa rồi. Chương 341, tinh quang lấp lánh thượng. Hội sở tư nhân Ngả Bỉ Luân là nơi riêng tư mà tập đoàn Thanh Định dùng đã chiêu đãi khách. Ngọn đèn tăm tối, nhịp trống táo bạo, một cô gái thân hình cao gầy gợi cảm đang ngẩng đầu ưỡn ngực lúc lắc cặp eo thon, trên người bọn họ có lẽ chỉ có bikini hai mảnh, hoặc là một tấm lụa đen mỏng che những điểm kích tình của thân thể. Xa hoa trụy lạc, quả thực là chuyện vui lớn của đời người. Trong một bao xương nhỏ đối diện với sân khấu hình chữ T, một nam nhân trung niên hơn 30 tuổi, trên trán có một nốt ruồi nhấc chén rượu trong tay lên. Nói, các vị, cạn chén vì các mỹ nữ có mặt tối nay. Cạn chén, 5 người khác trong bao xương đồng thời hét lên, nhao nhao giơ chén rượu màu trong tay lên. Nam tử trung niên một hơi uống hết chén rượu trong tay, sau đó tất nhiên là có gái ở bên cạnh rót rượu cho họ. Hắn ôm cô gái vào lòng, đưa tay ra vuốt ve mông cô ta rồi nói với một nam nhân mặt ngựa ngồi ở bên cạnh, Cao Tổng, lần này phải cảm ơn anh tới ủng hộ. Nếu như không có sự giúp đỡ của anh thì cuộc trình diễn nội y cũng không thực hiện được. Ngôn Thừa Hoan tôi thực sự là không biết lấy gì ra để chiêu đãi bạn bè. Nam nhân mặt ngựa cười bỉ ổi, nói, Ngôn Tổng, anh sao lại khách sáo như vậy? Mọi người đều là bạn bè nhiều năm, chuyện của anh chẳng lẽ không phải là chuyện của tôi? Trước đây anh cũng không ít lần chiếu cố sinh ý của công ty chúng tôi, những việc đó chúng tôi đều nhớ ở trong lòng. Tối hôm nay Triệu Tổng của chúng tôi không tới, nhưng... ông ta vẫn muốn để tôi chạy tới uống cùng với Ngôn Tổng. Ngôn Thừa Hoan gật đầu, nói, an bài thời gian hơi gấp một chút, khiến các anh khó xử rồi. Thế này thì có gì mà khó xử chứ? Trần Tư Tuyền là dùng quan hệ cá nhân mời bọn họ tới ủng hộ. Nhưng, chúng tôi dẫu sao cũng là nghệ sĩ của công ty. Công ty có hoạt động thì bọn họ bắt buộc phải tham gia. Làm người thì không thể không phân công tư, đúng không? Trần Tư Tuyền sẽ không ghi hận Cao Tổng chứ? Tôi có coi cô ta vào đâu đâu. Lúc trước khi cô ta còn làm ở công ty, có danh tiếng có thân phận, có thể mang lại lợi ích cho công ty, chúng tôi nể cô ta. Hiện tại cô ta đã không phải là người của công ty chúng tôi nữa rồi, để ý đến cô ta làm gì. Tên mặt ngựa khinh thường nói. Ngôn Thừa Hoan cười cười, bảo, nữ nhân này, tôi trước đây rất hân thường. Hiện tại ư, cô ta không nể mặt tôi cũng không nể mặt cô ta. Cao Tổng, ông nói xem có đúng không? Đúng, cứ phải như thế. Có một số nữ nhân phải chịu giáo huấn thì mới thông minh lên được. Ngôn Tổng à, nói thực nhé, tôi và cô ta cũng có chút mâu thuẫn nhỏ. Lúc trước cô ta giả vờ là thánh nữ, tôi giúp cô ta bao nhiêu. Kết quả cô ta nói đi là đi, một chút tình cảm thể diện cũng không nói. Loại nữ nhân này, có chơi đùa cũng không thú vị. Không thú vị ư, đôi chân dài đó đã kẹp lên lưng anh bao giờ chưa, cảm giác có sướng không? Ngôn Thừa Hoan cười nói. Những nam nhân ở bên cạnh cũng cười theo. Ngay cả cô gái tiếp rượu cũng là hạng bán thân cũng cười run cả người, chui tọt vào lòng nam nhân, giống như là muốn chui vào trong thân thể của nam nhân vậy. Ngôn Tổng, hôm nay tôi nói cho ông một bí mật nhé. Tên mặt ngựa dựa sát vào Ngôn Thừa Hoan, ghé vào tai hắn, nói khẽ, người mẫu khác của công ty tôi đều chơi cả rồi. Chỉ có Trần Tư Tuyền đó, hắc hắc, là chưa đắc thủ.
tôi cũng chưa hề nghe nói cô ta có nam nhân nào. Nói không chừng vẫn là gái tơ đấy. Tối nay cô ta gặp đả kích, chắc sẽ biến thành thông minh hơn. Tới lúc đó, cô ta tất nhiên sẽ cúi đầu trước Ngôn tổng rồi. Thật ư, mắt Ngôn Thừa Hoan sáng lên, nói, tôi có nên tăng thêm một chút áp lực cho cô ta không? Nếu như Ngôn tổng tìm thêm mấy ký giả tới, hiệu quả chắc sẽ tốt hơn. Tên mặt ngựa lập tức ra chủ ý, ký giả tới càng nhiều, chuyện xấu này càng oanh động. Áp lực mà cô ta phải đối diện càng lớn hơn, muốn khai triển sự nghiệp tại Đài Loan, có một số người, cô ta không đắc tội được. Ngôn Thừa Hoan gật đầu, vẫy tay với trợ thủ ngồi ở ngoài, một nam nhân mặt mày cũng coi là đẹp trai vội vàng cúi người chạy tới. Ngôn Thừa Hoan ghé vào tai hắn nói mấy câu, hắn gật đầu rời đi. Nào, vì mỹ nữ chân dài của chúng ta, cạn chén. Ngôn Thừa Hoan lại nâng chén lên. Cạn, mọi người hét. O không ô. Trần Tiểu Thư, 9 giờ 5 phút rồi. Vãn yến này của các cô vẫn chưa bắt đầu ư. Sao vậy, Trần Tiểu Thư, vì sao tới giờ vẫn chưa có minh tinh đến? Có phải là bọn họ tối nay đều không đến không? Trần Tiểu Thư, chẳng lẽ bọn họ thả bồ câu tập thể cô à? Hay là giữa các cô đã xảy ra chuyện gì? Trần Tiểu Thư. Tư duy của những ký giả này đều vô cùng mẫn cảm. Lúc bọn họ đợi tới 9 giờ mà vẫn chưa thấy khách khứa đến, còn người phụ trách là Trần Tư Tuyền thì một mực thấp giọng thì thầm với một nam nhân ở trong góc, bọn họ liền đoán rằng Vãn Yến có thể phát sinh biến cố gì đó. Nếu như các minh tinh toàn bộ có mặt, bọn họ sẽ viết chuyện này thành tin tức thì có thể được tiền. Nếu như những minh tinh đó toàn bộ không đến, cái này chính là một tin giật gân. Tới lúc đó, còn tăng thêm lượng tiêu thụ của báo chí. Cho nên, trong ý thức của bọn họ vẫn hy vọng những minh tinh đó tốt nhất là đừng đến. Trần Tư Tuyền trải qua sự kinh hoàng lúc ban đầu, hiện tại đã khôi phục lại bộ dạng trấn định tự nhiên. Trên mặt cô ta mang theo nụ cười thân thiện, nói, các vị bằng hữu, xin đợi một lát. Vị khách thần bí mà chúng tôi mời sắp đến rồi. Vị khách thần bí, là ai, là bằng hữu trong giới người mẫu của cô ư? Có ký giả lập tức nắm lấy mồi câu mà Trần Tư Tuyền cố ý mang ra dụ, vội vàng truy hỏi. Là một trong những nghệ sĩ nổi danh nhất Đài Loan. Lúc trước tôi rất thích ca khúc của cô ấy, không ngờ cô ta cũng là người sử dụng phấn dưỡng da kim dũng của chúng tôi, hơn nữa còn bằng lòng tới tham gia Hoàng Kim Vãn Yến của chúng tôi nữa. Trần Tư Tuyền nói một cách mập mờ. Cái mà cô ta muốn làm chính là câu dẫn những ký giả này, nhưng lại không thể nói cho bọn họ biết người tới rốt cuộc là ai. Đáp án giống như là áo lót trên người nữ nhân, một khi vạch ra, có thể sẽ khiến người ta mất đi cảm giác chờ mong. Ứng phó qua loa mấy câu với ký giả, Trần Tư Tuyền lại bước tới trước mặt Tần Lạc, nói, Mễ Tử An có thật là đã đồng ý tới không? Nếu như không tới thì Vãn Yến của chúng ta sẽ phải đập bể đấy. Sẽ đến, Tần Lạc khẳng định, Mễ Tử An đã trải qua sự trị liệu của mình, mùi hôi nách chắc chắn đã giảm đi nhiều. Cho dù là vì báo ân thì cô ta cũng sẽ đáp ứng lời mời của mình. Hơn nữa, bệnh trạng mới chỉ giảm bớt, nhưng lại chưa trị khỏi tận gốc. Nếu như không trị tận gốc, vấn đề này sẽ tùy thời mà tái phát nặng hơn. Mễ Tử An là người thông minh, cô ta chắc biết hiện tại mình nên làm gì. Hơn nữa, từ lúc đầu Tần Lạc đã nói, mình có thể trị khỏi bệnh cho cô ta phải đáp ứng một điều kiện của mình. Cô ta tới tham gia Vãn Yến này chính là điều kiện mà Tần Lạc đề ra với cô ta. Nếu như cô ta thất ước, vậy thì giao dịch không tồn tại. Tuy có át chủ bài tới, nhưng khách khứa vẫn hơi ít. Nếu có thể có thêm mấy minh tinh nữa đến thì hiệu quả sẽ lớn hơn. Trần Tư Tuyền cảm thán. Tôi cũng đề xuất thêm yêu cầu này với cô ta. Tần Lạc nói. Hả? Tôi nói là nếu cô ta có bạn bè trong giới thì mời họ tới ủng hộ. Tần Lạc nói. Cô ta đáp ứng ư. Cô ta nói là, đi chết đi. Trần Tư Tuyền cười khổ, thế chẳng phải là không đáp ứng sao? Tôi nói là cô mang một người bạn tới thì tôi sẽ trị cho cô ta thêm một lần. Tần Lạc híp mắt nói, giống như một con hồ ly giảo hoạt. Thế mà cũng được à? Trần Tư Tuyền há hốc miệng kinh ngạc, thế chẳng phải là xảo trá ư? Đành chịu thôi, tình huống đặc biệt mà. Tần Lạc nói, cùng lắm là sau này cô ta xuất hiện vấn đề khác, tôi sẽ giúp cô ta chữa trị mà không đưa thêm điều kiện. Đột nhiên, một tiếng kinh hô phá vỡ sự yên tĩnh của Vạn Yến. À, mau ra xem kìa, anh Luân tới rồi. Anh Luân kìa. Khi Trần Tư Tuyền còn chưa kịp phản ứng lại thì đám ký giả đã lao lên, vây kín anh chàng đẹp trai mới tiến vào. Máy chụp ảnh và micro trong tay họ cuối cùng cũng có đất dụng võ, tiếng lạch cạch vang lên không ngừng.
Anh Luân là ai? Tần Lạc cười hỏi. Minh tinh phái thần tượng của Đài Loan. Diễn rất nhiều phim thần tượng nổi tiếng, là Bạch Mã Vương Tử trong lòng các cô gái. Anh ta là Mễ Tử An là bạn bè tốt, từng có một thời gian rộ lên lời đồn anh ta và Mễ Tử An có tình cảm với nhau, về sau thì thịt hắn. Anh ta chắc là do Mễ Tử An mời tới hả? Không biết, Tần Lạc lắc đầu, hắn chỉ bảo Mễ Tử An mời người tới, còn Mễ Tử An mời ai thì hắn không biết. Anh cũng không biết à, vãn hội này không chỉ mang lại cho người khác sự kinh hỉ, mà cả tôi cũng kinh hỉ đấy. Trần Tư Tuyền cười khổ. Tôi không tới nhầm chỗ chứ? Một giọng của con gái êm tai truyền tới. Trời ở, Trầm Bích Quân cũng tới rồi. Ca thần ơi, mau tới chụp ảnh đi. Thần tượng của tôi đấy. Đừng chen lấy, đẩy nữa là tôi ngã đấy. Trầm Bích Quân tiểu thư, xin hỏi bà có phải là khách hàng của phấn dưỡng cơ Kim Dũng không? Trầm Bích Quân là tiền bối trên giới ca hát của Đài Loan, chúng tôi là nghe tiếng hát của bà ta mà lớn lên. Mỗi một người Đài Loan trong lịch trình trưởng thành đều có tiếng hát của bà ta bồi bạn. Hơn nữa, bà ta cũng là ân sư của Mễ Tử An. Là cô ta phát hiện ra tài hoa của Mễ Tử An, rồi đưa Mễ Tử An vào giới ca nhạc. Mễ Tử An vừa xuất đạo đã nổi đỉnh nổi đám cũng là nhờ có ảnh hưởng của bà ta. Trần Tư Tuyền sắc mặt kích động, nói, vui quá, bà ta cũng là thần tượng của tôi. Bà ta ẩn cư nhiều năm rồi, rất ít ra mắt tham gia hoạt động. Không được. Tôi tới nghênh tiếp bà ta đã. Không biết còn có quái nhân nào tới nữa không? Tần Lạc cười nói, cô tốt nhất là ra ngoài nghênh đón đi. Nếu không, khách sang lầm hội trường là hỏng bét đấy. Chương 342, tinh quang lấp lánh hạ. Để biểu đạt lòng tôn trọng của mình, Trần Tư Tuyền và Tần Lạc bước tới cửa khách sạn đón khách. Anh Luân và Trầm Bích Quân đã tới, không ít người đều vây ở cửa khách sạn chờ mong xem mình tinh nào khác nữa sẽ bước vào. Ngoại trừ ký giả mà Trần Tư Tuyền mời tới, còn có một số ký giả của giới giải trí cũng nhận được tin tức, nhao nhao lao về phía này. Người xem tụ tập ở cửa càng lúc càng nhiều, khách sạn còn đặc biệt phái thêm bảo vệ tới duy trì hiện trường. Két! Một chiếc xe đua màu đen tối tân nhất đi tới trước cửa khách sạn thì dừng lại, sau đó, một cô gái thân mặc váy dạ hội màu đen, đeo kính râm đẩy cửa xe bước ra. A, à, Lưu Nhược Nhược, đúng là Lưu Nhược Nhược rồi. Tôi sắp ngất rồi. Lưu Nhược Nhược cũng tới. Nữ thần của tôi. Có ký giả xông lên chụp ảnh, có người xem muốn lao lên xin chữ ký, chụp ảnh với minh tinh. May mà bảo vệ của khách sạn kịp thời xuất động, tay nắm tay tạo thành một bức tường người, ngăn cho minh tinh không bị quấn dày. Trần Tư Tuyền bước nhanh tới đón, cười nói, Lưu Tiểu Thư, hoan nghênh quang lâm. Thật sự rất cảm kích. Tư Tuyền, đừng khách khí. Tử An là chị em tốt của tôi mà. Tôi không thể không nể mặt cô ấy được. Ha ha. Tử An đâu? Cô ta còn chưa tới à? Có thể là sắp tới rồi. Được rồi, mời vào. Tôi một lát nữa sẽ vào chiêu đãi cô. Đừng khách khí, cô cứ làm việc của mình đi. Minh Tổ Chân, trời ơi, đúng là Minh Tổ Chân rồi. Đừng kéo, tôi đang nhìn ban nhạc BB. Ôi, năm anh chàng đẹp trai. Da thịt của bọn họ mịn quá, tôi muốn sờ một cái. Đây là một buổi tối mà tinh quang lấp lánh, đây mà một tối có thu hoạch bất ngờ, đây là một tối không ngừng có tiếng vỗ tay và tiếng gào thét chói tai. Các minh tinh lần lượt xuất hiện ở cửa khách sạn, thậm chí còn có một số tiền bối đã ở ẩn nhiều năm cũng tới ủng hộ. Đây là một trường thịnh hội, một trường hoàng kim vạn yến. Két! Khi một chiếc xe Ferrari bóng lộn màu đỏ vẽ một đường cong hoàn mỹ rồi dừng lại ở cửa khách sạn, Mễ Tử An đầu đầy bím tóc xuất hiện. Sự có mặt của cô ta khiến bầu không khí của hiện trường đi tới cao trào. A a a, Mễ Tử An an an. Mễ Tử An, anh yêu em, ha ha ha, đúng là Mễ Tử An rồi. Mễ Tử An không phải là chưa từng tham gia một hoạt động thương nghiệp nào sao? Mễ Tử An đưa chìa khóa xe có một tiểu đệ của bãi đậu xe, mặt mày lạnh lùng bước tới trước mặt Tần Lạc, hỏi, lần này anh đã hài lòng chưa? Không tồi, Tần Lạc gật đầu, đa tạ. Anh còn biết nói cảm ơn à? Tôi không giống như cô, tôi tuy không học cao, nhưng tôi là một người có tố chất. Mễ Tử An hung hăng trợn mắt lườm Tần Lạc, sau đó bước vào trong khách sạn. Còn có ai tới nữa không? Trần Tư Tuyền vừa mỉm cười ứng đối với các phóng viên vừa nhỏ giọng nói với Tần Lạc ở bên cạnh. Không biết. Sao anh không hỏi? Quên. Vậy chúng ta có cần vào không? Tần Lạc nghĩ một lát, nói, vào đi, để trợ thủ của cô tiếp đãi ở đây.
Sự có mặt của những minh tinh này, thoáng chốc đã khiến Tửu Yên vừa rồi còn vắng vẻ trở nên náo nhiệt. Bọn họ mặc hoa phục, thưởng thức rượu ngon, túm năm tụm bảy nói chuyện, thỉnh thoảng lại truyền ra tiếng cười khúc khích như chuông bạc. Ký giả cầm máy ảnh liên tục đi lại trong hội trường, thỉnh thoảng lại bấm máy. Đèn đột nhiên tắt hết, chỉ có trên đài chủ tịch là có chút ánh sáng. Trần Tư Tuyền thân mặc lễ phục, phong tình tiêu sái bước lên sân khấu, trên mặt mang theo nụ cười hài lòng. Cô ta nhìn vào những người khách ở dưới đài, sau đó cười nói, cảm ơn mọi người đã tới tham dự Hoàng Kim Tửu Yến tối nay. Đối với sự có mặt của các vị, tôi vô cùng kinh hỉ và vinh hạnh. Đặc biệt phải cảm ơn sự nhiệt tình của An Tiểu Thư. Là nhờ cô ấy đã giúp chúng tôi qua được cửa khó, khiến chúng tôi tối nay không phải tiếc nuối. Những gì Trần Tư Tuyền nói là sự thực, sự cảm kích của cô ta cũng là phát ra từ nội tâm. Nếu như không có lời mời của Mễ Tử An thì những người khách này sẽ không tới. Nếu như không phải Mễ Tử An tới giúp đỡ, ngày mai, bọn họ sẽ trở thành trò cười của giới truyền thông. Trần Tư Tuyền bị xấu mặt, bị bạn bè trong giới thả bồ câu tập thể. Hoàng Kim Thịnh Yến thành Hoàng Kim Lãnh Yến, phấn dưỡng ra Kim Dũng không có ai tới ủng hộ. Minh tinh vắng mặt tập thể, Trần Tư Tuyền khó chống đỡ được cục diện. Thậm chí, còn có những suy đoán ác liệt hơn. Tới lúc đó, không chỉ danh dự của Trần Tư Tuyền mất hết, ngay cả sức tiêu thụ của phấn dưỡng da Kim Dũng cũng bị ảnh hưởng. Phải biết rằng, phấn dưỡng da Kim Dũng chủ yếu là tiêu thụ ở trong những người giàu có. Nếu như những người này thấy phấn dưỡng da Kim Dũng mà bọn họ ủng hộ không được những minh tinh tới cổ vũ, vậy thì trong lòng bọn họ có dao động không? Còn có thể nói, có phải là loại sản phẩm này có vấn đề về an toàn chất lượng không? Nghe thấy Trần Tư Tuyền cảm tạ mình, Mễ Tử An đang cầm chén rượu cùng ân sư Trần Bích Quân đứng lên nhìn Tần Lạc, trong lòng thầm nghĩ, tôi là bị ép đến, không dẫn theo nhiều bạn bè, hắn không giúp tôi trị bệnh thì biết làm sao đây. Tần Lạc tiếp nhận ánh mắt của cô ta, nhưng lại giả vờ như không thấy. Hiện tại, xin mời Tần Lạc tiên sinh, người nắm bí phương lên đọc diễn văn. Trần Tư Tuyền đưa tay ra mời. Tần Lạc lúc trước không nói là muốn phát biểu, Trần Tư Tuyền đây là lâm thời nghĩ ra. Nhưng, cô ta đã nói ra rồi thì Tần Lạc phải lên sân khấu thôi. Đây là vấn đề tôn trọng người khác. Tần Lạc quần áo màu đen, khí chất nho nhã, khi cười lên còn lộ ra một chút xấu hổ bước lên bục, sau khi ánh mắt của hắn quét qua toàn trường, cao giọng nói, rất vinh hạnh được gặp các vị. Tôi là Tần Lạc, Tần trong Tần Hoàng Hán Vũ, Lạc trong Lạc Thủy. Mọi người có thể nhớ cái tên này của tôi, bởi vì sau này mọi người có thể sẽ nói như thế này, Tần Lạc tiên sinh, rất vinh hạnh được quen anh. Tôi tới Đài Loan không phải là để chào hàng sản phẩm, mà là để giới thiệu sản phẩm cho các vị. Phấn dưỡng da Kim Dũng là thuần phối phương trung dược, có mấy trăm năm lịch sử. Đây là một xa xỉ phẩm cổ đại có lai lịch nhất, mọi người thử qua là biết. Thị tuyến của Tần Lạc rơi lên người Mễ Tử An, nói, Mễ Tử An tiểu thư là một người khách trung thành của phấn dưỡng da Kim Dũng của chúng tôi, đối với sự có mặt của cô ấy, tôi rất lấy làm biết ơn. Hiện giờ, chúng tôi có lời mời Mễ Tử An tiểu thư lên phát biểu. Phát biểu? Mễ Tử An trừng mắt, tôi phát biểu cái gì? Các người có nói là tôi phải phát biểu đâu. Còn có cái phấn dưỡng da Kim Dũng gì đó, tôi đã dùng qua bao giờ đâu. Xin mời Mễ Tử An tiểu thư. Tần Lạc lại mời một lần nữa, còn vỗ tay đầu tiên, thế là tiếng vỗ tay ở dưới đài vang lên như sấm. Đầu óc của Mễ Tử An mông lung, cô ta cảm thấy mình bị tên hỗn đản này lợi dụng rồi. Từ lúc bọn họ lần đầu tiên gặp mặt, mỗi một bước đi của mình đều bị hắn tính kế. Tiếng vỗ tay càng lúc càng nhiệt liệt, thị tuyến của tất cả mọi người đều tập trung lên người cô ta. Cô ta biết mình không lên sân khấu thì không được, hơn nữa, cô ta còn phải hết lời ca ngợi loại sản phẩm mà cô ta chưa bao giờ dùng thử này. Cô ta không biết là mình lên sân khấu như thế nào, muốn cười nhưng lại cười không ra. Ừ, loại sản phẩm này quả thực là không tồi. Tôi đã dùng rất lâu rồi. Hiện tại tôi giới thiệu nó cho mọi người. Hy vọng mọi người cũng thích, cảm ơn. Mễ Tử An nói với vẻ mặt cứng nhắc, sau đó nhanh chóng xuống đài. Cảm ơn sự giới thiệu của Mễ Tử An tiểu thư. Tần Lạc cười nói, chúng tôi đã chuẩn bị đồ dùng thử cho các vị quý khách và bạn bè giới truyền thông. Mọi người có thể tự mình kiểm chứng hiệu quả của nó. Hiện giờ, xin mọi người tận tình sướng ẩm. Tần Lạc từ trên sân khấu bước xuống, Trần Tư Tuyền bước tới, nói, phát biểu hay lắm. Có điều, Mễ Tử An tiểu thư đúng là khách hàng trung thành của chúng ta à? Sau này sẽ là như vậy, Tần Lạc cười nói.
Khi hai người đang nói chuyện thì Mễ Tử An tức giận bừng bừng đi tới. Tôi đáp ứng anh rằng sẽ phát biểu lúc nào hả? Tôi dùng sản phẩm của các người bao giờ? Mễ Tử An nhìn chằm chằm vào Tần Lạc, cô ta cảm thấy, tên đầu sỏ chính là gã nam nhân giảo hoạt này, chứ không liên quan gì đến Trần Tư Tuyền. Chỉ là lời nói dối có thiện ý thôi mà, Tần Lạc cười nói, hơn nữa, sản phẩm của chúng tôi quả thực là không tồi. Cô có thể dùng thử. Lời nói dối có thiện ý, anh đây là bảo tôi đi lừa người tiêu dùng thì có. Mễ Tử An tức giận nói. Có thể hiểu là như thế này không? Nếu tôi không nói ra bí mật của cô thì có phải là lừa những fan ủng hộ cô không? O không ô. Tuy tiết mục trên sân khấu hình chữ T đã biết thành cuộc biểu diễn nhảy nhót, nhưng bầu không khí ở dưới còn náo nhiệt hơn. Còn có một số quan khách trẻ tuổi đứng dậy nhún nhảy theo tiếng nhạc. Hạ Á Vĩ bước nhanh vào trong bao xương, ghé vào tai lão bản Ngôn Thừa Hoan nói mấy câu. Dầm. Ngôn Thừa Hoan đấp vỡ chén rượu trong tay, tức giận hét, bọn họ sao lại tới chứ? Bọn họ tới đó làm gì? Mễ Tử An không phải là trước giờ chưa từng tham gia hoạt động thương nghiệp ư? Vì sao lại chạy tới ủng hộ bọn họ? Cái này thì tôi cũng không hiểu. Hạ Á Vĩ nói với vẻ xấu hổ. Không hiểu ư, không hiểu thì đi tìm đáp án cho tao. Mày ăn mà lớn hả? Còn không mau đi điều tra. Ngôn Thừa Hoan há miệng chửi. Vâng, ông chủ, tôi đi điều tra ngay đây. Hạ Á Vĩ gật đầu nói. Ngôn Tổng, có chuyện gì vậy? Nam nhân mặt kiểm thò đầu ra khỏi ngực nữ nhân, hỏi. Mễ Tử An tới tham gia vãn yến của Trần Tư Tuyền. Ngôn Thừa Hoan nói. Mễ Tử An, nam nhân mặt ngựa hít một hơi lạnh. Cô ta sao lại tới chứ? Cô ta căn bản là không tham gia hoạt động thương nghiệp cơ mà. Có người ra giá 500 vạn tân đài tệ, chỉ là mời cô ta tới hiện trường ra mặt, cô ta còn không đồng ý. Cũng chưa từng nghe thấy là cô ta có quan hệ với Trần Tư Tuyền. Tôi không nuốt trôi được cục tức này. Ngôn Thừa Hoan hung hăng bóp ngực của cô gái ngồi bên cạnh, mặc kệ cô ta kêu lên đau đớn cũng không chịu buông tay ra. Chương 343, xin anh im miệng. Hoàng Kim vãn yến kết thúc tốt đẹp, Trần Tư Tuyền và Tần Lạc đứng ở cửa khách sạn nhiệt tình tiễn khách. Mỗi một vị khách mời và ký giả tham dự đều nhận được bộ dùng thử mà Trần Tư Tuyền đã chuẩn bị từ trước, còn có một phần lễ vật giá trị không nhỏ. Chắc bọn họ sẽ không keo kiệt câu chữ mà ca ngợi bữa tiệc tối nay. Mọi người hài lòng rời đi, chỉ có Mễ Tử An lúc ly khai là sắc mặt có chút bất hảo. Có điều, vẻ mặt này chỉ là nhắm vào Tần Lạc, còn đối với Trần Tư Tuyền thì vô cùng nhiệt tình. Tử An hình như có chút không vui. Trần Tư Tuyền đứng ở bên cạnh Tần Lạc, giống như là một đóa hoa tươi đang nở rộ. Ngủ một giấc là khỏe thôi, ngày mai ngủ dậy là cơn giận sẽ tan hết. Tần Lạc cười nói. Anh không tới an ủi một chút à? Trần Tư Tuyền hỏi thăm dò. Nếu Tần Lạc thật sự tới an ủi, vậy thì chứng là giữa bọn họ có quan hệ. Nếu như Tần Lạc không đi thì chứng tỏ là giữa bọn họ không có quan hệ hoặc là tạm thời chưa có quan hệ. Không cần, Tần Lạc lắc đầu, cô ta cũng mệt rồi, để cô ta nghỉ ngơi cho khỏe đi. Ừ, Trần Tư Tuyền gật đầu, cuộc sống về đêm của Đài Loan vô cùng phong phú, tôi dẫn anh đi tham quan một vòng nhé. Tần Lạc nghĩ một chút rồi nói, thôi, tối nay cô cũng mệt rồi. Hơn nữa. Hắn chỉ vào váy dạ hội gợi cảm trên người Trần Tư Tuyền và đôi giày cao gót có tinh phiến của cô ta, nói, cô chuẩn bị cùng tôi đi dạo phố như thế này à? Trần Tư Tuyền cười cười, nói, tôi cũng chỉ là nói vậy mà thôi. Hôm nay đúng là mệt bã người rồi. Anh không biết, lúc nhận được điện thoại là bọn họ không thể đến, tôi lo lắng muốn chết luôn. Nếu tối nay thực sự không có ai đến, thanh danh của tôi bị hủy thì không nói, nhưng ngay cả sản phẩm của chúng ta cũng gặp xui xẻo theo. Anh và Lệ Yêu Tinh tin tưởng tôi như vậy, lại giao sản phẩm tốt như vậy cho tôi làm, tôi sao có thể để nó bị hủy như vậy được. Không nghiêm trọng như thế đâu, tôi tin vào năng lực của cô, cũng tin vào sản phẩm của chúng tôi. Cho dù lần này thất bại, lần sau vẫn có thể vực dậy mà. Tần Lạc cười an ủi, hơn nữa, hiện tại chẳng phải là không sao cả ư. Đúng là không sao cả, cho nên, tôi rất cảm kích Mễ Tử An. Trần Tư Tuyền nói. Tuy rằng tôi không thích cô ta. Vì sao lại không thích cô ta? Tần Lạc nghi hoặc hỏi. Vừa rồi hai người còn thân thiết như chị em cơ mà. Bởi vì cô ta là tình địch của tôi. Trần Tư Tuyền che miệng cười, đôi mắt đẹp mang đầy thâm tình nhìn chằm chằm vào mặt Tần Lạc. Con gái luôn có bản lĩnh như vậy, cùng một câu, nhưng bọn họ có thể nói ra hai loại hiệu quả. Anh nếu coi lời họ nói là thật, vậy thì chính là thật. Anh nếu như cho rằng những gì cô ta nói là giả.
vậy thì nó là giả. Bọn họ vĩnh viễn sẽ không để mình lâm vào trong hoàn cảnh xấu hổ, vĩnh viễn đều đứng ở thế bất bại. Tần Lạc cười cười, nói, về đi ngủ đi. Ừ, tôi trước tiên sai người đưa anh về khách sạn. Tôi ở lại đây xử lý nỗi mất chuyện. Trần Tư Tuyền nói, sáng ngày mai tôi sẽ cùng anh ăn sáng, sau đó chúng ta vào 9 giờ sẽ tới cửa hàng thể nghiệm sản phẩm. 10 giờ sẽ có bắt đầu hoạt động Nghĩa Trần. Tham gia Son 2 hoạt động này, công tác của anh tại Đài Loan kết thúc toàn bộ. Nếu như không có việc gì thì tôi có thể cùng anh đi tham quan Đài Loan. Tới lúc đó rồi tính, Tần Lạc gật đầu, nói. Hoàng Kim Thịnh Yêu Un sao sáng lấp lánh, dịch thể Hoàng Kim Thịnh hành tại hòn đảo Ngọc. Mễ Tử An với một tạo hình khác lạ tham gia hoạt động, hấp dẫn ánh mắt toàn trường. Phấn dưỡng da Kim Dũng, bí phương làm đẹp đến từ hàng trăm năm trước. Chỉ là quảng cáo hay là hiệu quả rõ ràng, vì sao phấn dưỡng da Kim Dũng hấp dẫn nhiều minh tinh như vậy tới ủng hộ. Trần Tư Tuyền mặc áo vét tay áo 7 phân, áo sơ mi màu bạc, trên cổ tay đeo đồng hồ da, lộ ra vẻ già dặn và thời thượng. Cô ta trong tay cầm một cốc sữa bò, chỉ vào đống báo chất cao như núi, cười nói, Đài Loan vô cùng chú trọng sự phát triển của ngành giải trí, hoạt động có minh tinh tham dự luôn có thể hấp dẫn nhiều ánh mắt, cũng có thể giành được vị trí bắt mắt nhất trên báo chí. Tối qua có nhiều minh tinh như vậy đến dự tiệc, hơn nữa hai nhân vật thuộc hàng đại tướng trong giới giải trí như Mễ Tử An và Trầm Bích Quân đồng thời xuất hiện, khiến hoạt động của chúng ta chiếm được vị trí đầu đề trong các trang báo về giải trí. Tôi có dự cảm, sản phẩm của chúng ta sắp hút khách rồi. Cung ứng sản phẩm vẫn theo kịp chứ? Tần Lạc cắm đầu vào trong chén cháo, hỏi. Nếu chỉ thị trường Đài Loan thì vẫn có thể cung ứng được. Nhưng nếu muốn mở rộng ra Nhật Hàn và các quốc gia Đông Nam Á thì có thể là cung không kịp cầu. Tần Lạc, tôi trước giờ không ngờ rằng, một công ty bán đồ trang điểm và làm đẹp lại có thể làm được tới quy mô và trình độ như thế này. Bảo Khiết so với chúng ta còn cường đại hơn nhiều, Tần Lạc cười nói. Tôi một mực cho rằng, sự thành công của Bảo Khuất rất khó phục chế. Bởi vì bọn họ chiếm cứ một nửa Giang Sơn, các công ty đồ trang điểm khác rất khó chen vào. Nhưng, hiện tại tôi thấy, nếu chúng ta có thể bảo trì thế tăng trưởng như thế này, cũng không phải là không có cơ hội vượt qua. Trần Tư Tuyền nói với vẻ tràn ngập lòng tin. Chúng ta và nó về mặt chức năng sản phẩm vẫn có chút khác biệt. Chúng ta chủ yếu là chiếm mảng thẩm mỹ, mà bọn họ thì chủ yếu là làm vật dụng thường ngày. Tạm thời chưa thể hình thành cạnh tranh. Trần Tư Tuyền cười hi hi nhìn Tần Lạc, nói, anh luôn thích né tránh vấn đề. Cạnh tranh là điều khó tránh, rồi sẽ có một ngày cạnh tranh sẽ đến. Tới rồi hãng nói, Tần Lạc dùng khăn lau miệng, nói, đi thôi, chúng ta đi tới cửa hàng thể nghiệm sản phẩm. Anh chuẩn bị tâm lý thật tốt đi, Trần Tư Tuyền cười giảo hoạt, nói. Khi bọn họ lái xe tới cửa hàng thể nghiệm sản phẩm ở trung tâm Thiên Thành của Đài Bắc, nhìn thấy dòng người chen chúc xếp hàng đợi được tiến vào thể nghiệm, Tần Lạc mới minh bạch vì sao Trần Tư Tuyền lại nói bảo hắn phải chuẩn bị tâm lý thật tốt. Cô đã biết từ trước rồi à? Tần Lạc nhìn đoàn người lố nhố ở trước cửa, cười khổ, nói. Trợ thủ đã gọi điện cho tôi từ trước rồi, lúc 9 giờ, trong cửa hàng đã chật kín người. Chỉ mới qua nửa tiếng mà lại tụ tập thêm nhiều người như vậy. Chúng ta làm thế nào mà vào được đây? Đây là vấn đề của cô, Tần Lạc nói, nhìn Âu Dương Lâm câm như hến đang ngồi ở hàng ghế sau, thầm nghĩ, dẫn tên này tới Đài Loan đúng là không tồi. Hôm nay phỏng chừng hắn có thể giúp đỡ được đấy. Nếu tất cả mọi người đều là do một mình chẩn trị, vậy thì sẽ mệt chết mất. Tần Lạc và Trần Tư Tuyền vừa xuống xe, lập tức bị người tinh mắt xuất hiện. Trần Tư Tuyền tới rồi, còn có cả bạn trai của cô ấy nữa. Ồ, bọn họ chính là nam nữ chính trong cả đời vẽ lông mày cho nàng. Anh chàng đẹp trai vẽ lông mày à? Anh chàng đẹp trai vẽ lông mày ở đâu? Hai người vừa thò đầu ra lại vội vàng chui vào xe. Đóng chặt cửa xe lại. Trần Tư Tuyền trước tiên gọi điện thoại cho trợ thủ ở trong cửa hàng, bảo họ dẫn mấy nhân viên công tác ra đón tiếp. Sau đó, Trần Tư Tuyền mới mở cửa xe ra. Dưới sự vây quanh của bốn cô gái trẻ tuổi mặc đồng phục, mấy người mới giết ra được một con đường, thành công tiến vào cửa hàng. Trong cửa hàng sớm đã chuẩn bị thỏa đáng, bày xong bàn để chuẩn trị. Dưới yêu cầu của Tần Lạc, lại lâm thời tăng thêm một cái bàn nữa. Thế là, Tần Lạc và Âu Dương Lâm mỗi người một bàn, bắt đầu án chiếu theo thứ tự người trước người sau mà mời khách vào chuẩn trị. Tần Lạc tiên sinh, tôi nhìn thấy trên truyền đơn, nói anh là trung y vô cùng lợi hại. Anh có phải là bệnh gì cũng trị được hết phải không? Xếp ở vị trí đầu tiên là một nữ nhân trung niên ăn mặc rất đẹp,
cũng có bệnh không trị được. Tần Lạc cười nói. Bụng tôi không khỏe, mỗi khi kinh nguyệt đều rất đau. Tần Lạc đưa tay ra bắt mạch cho bà ta, lại quan sát biểu chứng của ngũ quan, sau đó cúi đầu viết phương thuốc. Mỗi ngày sắc một thang, sáng tối uống một lần, một tháng là có thể khỏi. Tần Lạc đưa phương thuốc trong tay ra. Thế là được à, nữ nhân có chút không dám tin, hỏi. Thế là được rồi, Tần Lạc gật đầu. Đây không phải là lừa người sao, trị bệnh mà dễ dàng như vậy à. Nữ nhân vẫn không bằng lòng rời đi, mặt mày hoài nghi, nói. Tôi vì sao lại phải lừa bà? Tần Lạc nhìn nữ nhân trung niên, hỏi. Anh căn bản không biết trị bệnh, cho nên mới viết linh tinh. Mấy ngày sau, thân thể của tôi không khỏe thì biết làm sao? Nữ nhân trung niên nói. Chính vì trị bệnh quá nhanh cho nên thành không biết trị bệnh à? Đây là logic kiểu gì vậy? Anh dù sao cũng phải nói cho chúng tôi biết rằng rốt cuộc đã phát sinh chuyện gì, chúng tôi sinh bệnh gì, đâu phải qua loa như thế được. Tần Lạc cười cười, nói, bà mỗi lần tới kỳ kinh có phải là máu ít mà kéo dài không? Đúng vậy, nữ nhân trung niên gật đầu, bị một nam nhân chỉ ra ẩn tật trong thân thể của mình, bà ta vẫn có chút xấu hổ. Có lúc đến sớm, có lúc lại trễ, không có thời gian cố định. Đúng không? Đúng vậy, nữ nhân trung niên bắt đầu có chút kinh ngạc. Cậu bé này chỉ sờ sờ tay của mình, không hỏi vấn đề gì mà sao lại biết vậy. Khi bà con trẻ, từng phá thai một lần, hơn nữa còn là dược lưu, tôi nói có sai không? Không thể nào, hắn ngay cả chuyện này cũng biết sao. Những người vi quan mặt mày đầy vẻ kích động, cảm thấy mình tìm được danh y rồi. Mà có một số nữ nhân thì có rút người lại, có người giả vờ nhận điện thoại, hét alo alo rồi chui ra khỏi dòng người. Trước mặt tên ma quỷ này. Bí mật gì cũng lộ hết, có còn để người ta sống nữa không? Tần Lạc nói với nữ nhân trung niên sắc mặt đang đỏ bừng, bà là máu ứ lúc dược lưu không được bài tiết sạch sẽ. Trung ứ trong cơ thể tạo thành khối sưng, bà có thể ấn vào bụng dưới của mình, có phải là hơi đau không? Nữ nhân án chiếu theo sự phân phó của Tần Lạc, đúng là cảm thấy đau đau. Tần Lạc chỉ vào tờ giấy ở trong tay nữ nhân, nói, phương thuốc này chính là để bài độc tan ứ cho bà. Điều trị một đợt là có thể thuyên giảm. Cảm ơn, nữ nhân trung niên xấu hổ nói, cho vừa cảm kích lại vừa xấu hổ. Tần Lạc nhìn đám người xếp hàng ở phía sau, cười nói, tôi nghĩ, các vị nhất định hy vọng tôi lúc chẩn trị cho các vị sẽ im miệng, không nói gì hết. Đúng không? Chương 344, nụ cười khuynh thành. Lời nói của Tần Lạc dẫn tới một chàng cười đầy thiện ý. Những nữ nhân đó cười khúc khích, nhưng không có ai lên tiếng phản bác. Chứng tỏ bọn họ quả thực là hy vọng Tần Lạc sẽ ngậm miệng lại vào lúc chữa bệnh. Bí mật thân thể nữ nhân thì bản thân biết là được rồi. Nói ra trước mặt mọi người, bọn họ vẫn có chút khó có thể chịu được. Tần Lạc đứng dậy, nói to, bởi vì khách tới thể nghiệm hôm nay quá nhiều. Cho nên, chúng tôi phải tăng nhanh tiến độ mới được. Thứ nhất, tôi dùng nhân cách của mình để đảm bảo, tôi sẽ đối đãi với mỗi vị khách đều cẩn thận. Vấn đề của các vị tôi cũng nhất định sẽ chẩn trị tử tế. Và tìm ra cách giải quyết tốt nhất. Nếu tôi không thể giải quyết thì sẽ lập tức nói cho các vị. Thứ hai, để tôn trọng sự riêng tư của người bệnh, khi tôi chẩn trị sẽ hết sức bảo trì sự trầm mặc. Nếu ai có vấn đề gì muốn hỏi thì có thể đề ra, tôi sẽ giải đáp. Thứ ba, xin tin vào sự chuyên nghiệp của tôi. Tần Lạc nói xong thì lại ngồi xuống. Những người bệnh này bắt đầu lần lượt bước lên cho hắn chẩn đoán. Không cần phải dây dưa giải thích cho bệnh nhân. Tốc độ quả nhiên nhanh hơn rất nhiều. Đội ngũ dài rằng giặc cuối cùng cũng từ từ biến mất. Oa, anh chàng này đẹp trai quá. Bà chủ tìm từ đâu về vậy? Một nhân viên công tác trong cửa hàng thấp giọng hỏi. An, đừng nói linh tinh, đây chính là bạn trai của boss của chúng ta đấy. Chẳng lẽ cô muốn cướp nam nhân với boss à? Hi hi, tôi chỉ là cảm thấy anh ấy quá lợi hại mà thôi. Cô có thấy không, anh ấy dường như là bệnh gì cũng trị được hết vậy. Cô không phải là cảm thấy ngực mình hơi nhỏ sao? Lên hỏi anh ta xem có cách nào để ngực to hơn đi. Nghe nói thuật bơm ngực của trung y rất lợi hại đó. Thật ư, mắt cô bé lập tức sáng lên. Tôi thực sự muốn đi hỏi. Nhưng cô nói xem nếu làm vậy thì boss có tức giận không? Sặc, boss không thèm để con quỷ nhỏ như cô vào mắt đâu. Đáng ghét. Tiểu thư, thân thể của cô tất cả đều bình thường. Tần Lạc nói với cô bé xinh đẹp ngồi đối diện với hắn. Tôi biết, tôi mỗi tháng đều đi kiểm tra thân thể. Cô gái cười hì hì, gật đầu nói. Vậy cô tới đây để làm gì?
Tôi tới là để anh vẽ lông mày cho tôi. Cô gái nói, rồi bắt đầu mở túi sách của mình rồi từ bên trong lấy ra cái loại công cụ như gương, bút kẻ lông mày, vân vân. Tôi rất thích bộ dạng chuyên chú vẽ lông mày của anh ở trong cả đời vẽ lông mày cho nàng. Anh sao lại có thể đẹp trai như vậy được? Nào, vẽ lông mày cho tôi đi. Tiểu thư, tôi hiện tại rất bận. Tôi cũng rất bận, nhưng tôi vẫn chạy đến xếp hàng đấy. Nhanh lên, đừng lãng phí thời gian nữa. Anh xem kìa, ở phía sau còn có rất nhiều người đang đợi đấy. Bọn họ cũng đều bận cả. Cái này thật sự là không được. Tần Lạc cười khổ, nếu tất cả mọi người đều chạy đến bảo hắn vẽ lông mày, vậy thì hoạt động nghĩa trần này sẽ thành cái gì? Tụ họp phe vãn nhau à? Vì sao lại không được? Vẽ lông mày thôi mà, anh sao lại nhỏ nhen như vậy? Tôi không phải là nhỏ nhen. Chẳng lẽ vẽ lông mày thì có thể có thai à? Mặc kệ, cho dù là mang thai thì tôi cũng không bắt anh chịu trách nhiệm đâu. Tôi sẽ một mình nuôi đứa trẻ thành người. Cô gái cười rất ngọt ngào. Tần Lạc toát mồ hôi, thầm nghĩ, sao lại không có ai tới lôi cô ta ra nhỉ? Trần Tư Tuyền bước tới khuyên bảo, khách khứa xếp hàng ở phía sau oán thán rầm rầm, phí không ít công phu mới mời được, fan trung thành, này của Tần Lạc rời xuống. Trước khi đi, ánh mắt ai oán của cô ta đúng là khiến ai thấy cũng phải thương tâm rơi lệ. Tần Lạc lần này coi như là được thực sự kiến thức y thuật của Âu Dương Lâm, quỷ y phái của bọn họ đứng sừng sững cả ngàn năm, tất nhiên là có độc một bí phương của mình. Tốc độ chẩn đoán khám bệnh của Tần Lạc cực nhanh, nhưng hắn so với Tần Lạc còn nhanh hơn hai phần. Có bệnh nhân hắn cần khám mạch, nhưng có người thậm chí chỉ cần nhìn mấy cái là có thể biết được thân thể của bệnh nhân đó xuất hiện vấn đề gì. Hắn không nói câu nào, chẩn đoán, kê đơn, xem ra rất là lạnh lùng. Cũng hấp dẫn không ít nữ nhân thành thục. Có lúc hắn bắt mạch cho bệnh nhân, còn có người âm thầm dùng ngón tay gãi gãi lòng bàn tay của hắn. Chỉ là, hắn vãn thờ ơ như một tên đầu gỗ, khiến những nữ bệnh nhân đó mất sạch hứng. 10 giờ chưa bắt đầu nghĩa trần, cho tới tận 12 giờ mà người xếp hàng bên ngoài vẫn dài dằng dặc. Không ngừng có người đi ra, lại không ngừng có người tiến vào. Những khách nhân tiếp nhận trần trị thậm chí còn gọi điện thoại gọi bạn bè tới thể nghiệm. Dẫu sao thì cũng không mất tiền mà. Nói không chừng còn thật sự hữu dụng nữa. Cho nên, sau 2 tiếng, khách không những giảm bớt mà còn càng lúc càng nhiều. Mà tình huống bên này cũng hấp dẫn sự chú ý của giới truyền thông, ký giả ở bên ngoài đã càng lúc tụ tập càng nhiều, thậm chí có một số đài TV còn trực tiếp lái xe phỏng vấn tới phát sóng trực tiếp ở hiện trường. Chẩn đoán trị bệnh là một việc cực kỳ hao phí tâm thần. Cho nên những danh y cổ đại có quy củ mỗi ngày ngày chỉ khám cho một người. Trần Tư Tuyền thấy trên mặt của Tần Lạc đã hơi có vẻ mệt mỏi, mà trán của Âu Dương Lâm đã đầy mồ hôi, liền bước tới, ghé vào tai Tần Lạc, nói khẽ, Tần Lạc, hay là chúng ta đi nghỉ ngơi một lát đã? Tần Lạc nhìn đám người đông nghìn nghịt ở bên ngoài, nói, thế này đi. Tôi và Âu Dương hai người thay nhau khám, tôi tạm thời còn có thể kiên trì được, bảo hắn đi ăn cơm nghỉ ngơi trước đi. Sau 2 tiếng nữa thì hắn tới thay ca cho tôi. Trần Tư Tuyền nghĩ cũng cảm thấy có đạo lý. Bên ngoài có nhiều khách đang chờ đợi như vậy, còn có rất nhiều ký giả đang phỏng vấn, hiện tại chính là thời cơ tốt nhất để xây dựng danh tiếng tốt. Nếu bọn họ đều chạy đi ăn cơm rồi bỏ mặc khách nhân ở đây, bị một số ký giả có dụng tâm khác bới móc, sẽ dẫn tới ảnh hưởng xấu. Anh còn có thể kiên trì ư? Tần Lạc nhìn Tần Lạc, đau lòng hỏi. Không vấn đề, Tần Lạc cười nói. Vậy được rồi, tôi trước tiên dẫn Âu Dương đi ăn cơm, Trần Tư Tuyền nói. Tần Lạc gật đầu. Lại bắt đầu tiếp đãi khách khứa. Thời gian chậm chậm trôi qua, người mà Tần Lạc chẩn đoán càng lúc càng nhiều, mà hàng dài ở trước cửa không hề có xu thế thuyên giảm. Thân thể Tần Lạc càng lúc càng mệt mỏi, mồ hôi trên trán cũng càng lúc càng nhiều. Tới 1 giờ rưỡi thì bụng hắn bắt đầu kêu ọc ọc. Bắt đầu hối hận vì bữa sáng không ăn nhiều thêm một chút. Tần Lạc uống một ngụm nước cho ấm bụng, vẫy tay với một nữ nhân trung niên mặc quần dài, tỏ ý bảo bà ta bước tới. Không ngờ nữ nhân đó không bước lên, ngược lại còn quay mặt lại nói với đội ngũ ở đằng sau, bác sĩ mệt rồi. Chúng ta để bác sĩ nghỉ ngơi một lát đã, được không? Được, không ít người ứng tiếng. Đúng vậy, bác sĩ, anh nghỉ ngơi một lát đi. Ăn chút cơm nghỉ ngơi cho lại tinh thần đã. Chúng tôi có thể đợi mà. Anh chàng đẹp trai, anh nếu mệt mỏi thì chúng tôi cũng đau lòng lắm. Mọi người tránh ra một chút nào, tôi để mẹ tôi nấu súp cho thần y. Nghỉ ngơi một lát đi, không thể để người ta nói người trên đảo chúng ta không hiểu đối đãi được.
Bác sĩ bận cả nửa ngày rồi, quả thực là rất khổ cực. Tần Lạc nhìn bát súp và các loại hoa quả đã gọt sạch sẽ được đưa lên bàn mình, cảm kích nói, cảm ơn. Cảm ơn gì chứ, người nói cảm ơn phải là chúng tôi mới đúng. Bác sĩ à, chỉ bằng vào thái độ đầy trách nhiệm của các anh, sau này, tôi sẽ dùng sản phẩm của các anh. Đúng vậy, tất cả chúng tôi sẽ tuyên truyền giúp bác sĩ. Mọi người đừng nói nữa, để thần y ăn đã. Nhìn cảnh tượng hòa hợp vui vẻ này, nội tâm của Trần Tư Tuyền giống như là bí thứ gì đó lấp đầy. Nam nhân này, hắn luôn có thể mang tới sự kinh hỉ cho người ta. Hắn không làm quá nhiều, hắn chỉ làm nhiều hơn người khác một chút mà thôi. Nhưng cũng chính là một chút này lại có thể mang tới sự đồng cảm và cảm động của người khác. Lấy tâm ra đối đãi với tâm, chính là Phật tâm. Tôi hiện tại đang đứng ở trước cửa một cửa hàng kinh doanh đồ trang điểm làm đẹp của Đài Bắc tên là Mỹ Nhược Thiên Thành. Hôm nay tại đây cử hành một lần hoạt động nghĩa trần, mời hai vị trung y nổi danh tới chẩn đoán miễn phí cho tất cả khách vào cửa hàng. Bắt đầu từ giữa trưa kéo dài cho tới giờ vẫn chưa kết thúc. Mà trong quá trình này, một vị bác sĩ chưa từng rời khỏi bàn chẩn đoán, liên tục kiên trì làm việc 4 tiếng đồng hồ. Thậm chí ngay cả cơm trưa cũng không có thời gian để ăn. Người thiện tâm thì trời không phụ. Sự kiên trì của anh ta đã giành được sự tôn trọng của tất cả khách nhân, kết quả xuất hiện một cảnh rất cảm động. Khi anh ta vẫy tay gọi một vị khách tới khám, tất cả khách nhân đều không bằng lòng đi lên. Bọn họ nằng nặng đòi bác sĩ ăn cơm nghỉ ngơi trước, có người tặng canh, có người tặng các loại hoa quả, còn có người tặng các loại bổ phẩm và lễ vật khác. Anh ta chính là dùng hành động của mình để làm cảm động dân chúng, cảm động Đài Loan. Các khán giả thân mến, tôi phải giới thiệu một nhân vật đặc biệt với các vị. Có lẽ anh ta trước đây chưa hề xuất hiện trong tầm nhìn của các vị, nhưng sau này các vị nhất định phải quan chú. Chào mọi người, tôi là Giao Giao, người chủ trì chương trình giải trí 8 giờ. Tôi hiện tại cũng đang ở hiện trường hoạt động của Mỹ Nhược Thiên Thành. Xin chào mọi người, vị tiêu thư này họ Uông, bà ấy là người đầu tiên hôm nay được bác sĩ Tần Lạc chẩn đoán, hiện tại, bà ấy tự nguyện nhận sự phỏng vấn của bản đài. Uông tiểu thư, bà có gì muốn nói không? Nếu tôi trẻ đi 10 tuổi, tôi nhất định sẽ theo đuổi anh ta. Tôi có thể trẻ đi 10 tuổi không? Không thể, cho nên, tôi chỉ có thể lặng lẽ ủng hộ anh ta. Anh ta đúng là một bác sĩ tốt, rất ưu tú. Hôm nay, là ngày thuộc về Tần Lạc. Tất cả giới truyền thông đều đưa tin về hắn và tán dương hắn, tất cả chủ đề đều lấy hắn là trung tâm. Khi tất cả Đài Loan đều đang thảo luận về hắn, một thanh niên tuấn tú mặc áo đen, một mực lặng lẽ ngồi ở đó. Tiếp đãi từng người bệnh. Chương 345, lời mời kỳ quái. Tiểu thư, máy bay còn 15 phút nữa mới hạ cánh xuống sân bay Đào Viên Quốc tế của Đài Loan. Mã Duyệt nhìn nhìn biển xanh bao la và hòn đảo giống như một quả trứng ở giữa biển, lên tiếng báo cáo. Văn nhân Mục Nguyệt rời mắt khỏi quyển sách tâm lý học mà cô ta đọc suốt đường đi, nghiêng mắt nhìn mảng thế giới xa lạ ở bên dưới. Trưởng tử Hà Nhược Ngu của Hà Tước Sĩ nếu đến đón tiếp thì giờ đã tới sân bay rồi. Nhìn khuôn mặt lạnh lùng của chủ tử, Mã Duyệt tiếp tục báo cáo. Hắn cũng đang ở Đài Loan à? Văn nhân Mục Nguyệt đột nhiên lên tiếng hỏi, hỏi rất đột nhiên mà vấn đề cũng khiến người ta mạc danh kỳ diệu. Đúng vậy, Mã Duyệt hơi kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền phản ứng lại, hơn nữa còn đưa ra đáp án chuẩn xác nhất. Cô ta đã quen với tư duy có tính nhảy cóc của tiểu thư rồi. Văn nhân Mục Nguyệt giống như là không nghe thấy đáp án, lại rơi vào trầm tư. Xuống máy bay, một đoàn người vây quanh văn nhân Mục Nguyệt ra khỏi thông đạo của hành khách. Từ xa đã nhìn thấy một nam nhân trẻ tuổi mặc sơ mi màu trắng, anh Tuấn phong cách, đeo kính râm đang mỉm cười vẫy tay về phía này. Sau đó hắn cúi đầu nói gì đó với nam nhân trung niên ở bên cạnh, một đám vệ sĩ mặc áo đen ở đằng sau hắn lập tức tiến lên, lại bao vây chặt thêm quanh người văn nhân Mục Nguyệt. Hà Nhược Ngu không bước lên trước hàn huyên với văn nhân Mục Nguyệt, mà sau khi làm ra động tác mời thì đi trước dẫn đường. Đám người rầm rập bước tới một chiếc xe đỗ ở bên ngoài. Đành chịu thôi, sân bay là nơi long xà hỗn tạp, mà thân phận của văn nhân Mục Nguyệt lại quá mẫn cảm, bọn họ phải thật cẩn thận mới được. Hơn nữa, nếu như bọn họ không ly khai thật nhanh thì những ký giả nghe tin mà tới sẽ có thể vây kín bọn họ đến một giọt nước cũng không lọt, tới lúc đó muốn đi cũng không được. Cho tới tận khi đưa văn nhân Mục Nguyệt lên một chiếc xe đua có thể chống đạn, Hà Nhược Ngu mới thở phào một hơi, đưa tay ra rồi cười nói với văn nhân Mục Nguyệt, cửu ngưỡng Mỹ danh Trung Quốc kinh doanh chi thần của văn nhân tiểu thư, hôm nay được gặp, Nhược Ngu vô cùng vinh hạnh. Văn nhân Mục Nguyệt bắt tay hắn,
nói, cảm ơn. Hà Nhược Ngu sớm đã biết được từ các loại tư liệu liên quan rằng cô gái này tuy thiên tư thông đĩnh, là một người xuất sắc trong lớp người trẻ tuổi của Trung Quốc, cũng là kinh doanh chi thần được mọi người tán dương, nhưng tính tình lại lạnh lùng cô độc, không dễ tiếp cận. Ngoại trừ một số tâm phúc bên người cô ta ra, những người khác rất khó tiếp cận được cô ta. Cho nên, đối với thái độ của văn nhân Mục Nguyệt, hắn cũng không quá để ý. Cha tôi tỏ lòng nhiệt liệt hoan nghênh đối với sự có mặt của văn nhân tiểu thư, ông ấy cũng rất coi trọng sự hợp tác giữa hai nhà. Vốn là muốn tự mình tới nghênh tiếp, nhưng tuổi tác lớn rồi, ra ngoài không tiện, tôi đành giành lấy vinh dự này. Còn muốn trên đường có thể thảo luận với văn nhân tiểu thư về thương nghiệp và đạo kinh doanh. Hà Nhược Ngu cười ha ha, nói, khuôn mặt anh Tuấn, thân hình rắn giỏi, mắt sáng quắc có thần cùng với khí chất quý tộc trong mỗi cái ngẩng đầu nhíu mày, thực sự là một nam tử rất mê người. Nhưng, văn nhân Mục Nguyệt rõ ràng là phớt lờ tất cả những điểm này. Cô ta tiện tay cầm lấy quyển sách tâm lý học đưa cho Hà Nhược Ngu, nói, xí nghiệp là vật chết, người là vật sống. Nghiên cứu nhân tâm liền có thể biết được con đường tiếp theo mà họ phải đi. Nhanh hơn người ta một bước thì có thể giành được tiên cơ. Hà Nhược Ngu ngây người, sau đó mặt đầy vẻ kinh hỉ nhận lấy quyển sách tâm lý học, nói, cảm ơn văn nhân tiểu thư đã tặng sách. Lời này khiến Nhược Ngu nhận được không ít lợi ích, quay về nhất định sẽ nghiên cứu nghiêm túc. Mã Duyệt biết tiểu thư không thích nói chuyện, nhưng trong trường hợp này cô ta lại không thể bảo trì trầm mặc được. Thế là liền tiếp tục câu chuyện, hỏi rất trách nhiệm, Hà tiên sinh, xin hỏi hành trình hai ngày nay an bài thế nào? Chúng ta phải phối hợp ở những phương diện nào? Hà Nhược Ngu cười cười, nói, chúng tôi đã an bài chỗ ở cho mọi người rồi. Là một nhà riêng của Hà gia, xin văn nhân tiểu thư chớ chê là giản lậu. Mọi người trên đường vất vả rồi, buổi chiều văn nhân tiểu thư có thể an tâm nghỉ ngơi. Buổi tối sẽ có một bữa tiệc chúc mừng văn nhân gia tộc và xí nghiệp Hà gia đạt thành hợp tác đồng minh chiến lược. Tới lúc đó, một số nhân vật của chính giới và nhân vật nổi tiếng của thương giới sẽ tới chứng kiến thời khắc có tính lịch sử này. Hà tiên sinh, tiểu thư có một người bạn đang gây dựng sự nghiệp ở Đài Loan, có thể phát thiếp mời cho anh ta không? Mã Duyệt hiểu rõ tâm tư của văn nhân Mục Nguyệt, liền lên tiếng hỏi. Bạn của văn nhân tiểu thư ư? Hà Nhược Ngu ngây người, sau đó cười nói, đương nhiên là không có vấn đề. Bạn của văn nhân tiểu thư cũng là bạn của Hà Nhược Ngu tôi. Chỉ là Nhược Ngu mắt kém, không ngờ lại không biết văn nhân tiểu thư có bạn đang ở Đài Loan. Thực là xấu hổ. Không sao cả. Anh ta cũng vừa mới tới thôi. Khóe miệng của văn nhân Mục Nguyệt hơi nhếch lên, nói khẽ. Cô ta đang cười ư? Hà Nhược Ngu nhìn cảnh này mà ngây ngốc. Chẳng lẽ nữ thần cũng biết cười à? Hai tay của Mễ Tử An nắm chặt ga giường, răng cắn chặt, mày lộ ra vẻ thống khổ, khắp đầu và người đều là mồ hôi mang theo quái vị. Cái áo ngủ mà cô ta mang theo đã ướt đẫm rồi, màu hồng nhạt đáng yêu sạch sẽ lúc ban đầu đã không thấy đâu, biến thành một mảng màu đen ô trọc. Khi hai tay của Tần Lạc rời khỏi người cô ta, thân thể của cô ta đã thoát lực, mềm oặt nằm đó, không động đậy. Được rồi, có thể đi tắm rồi đó. Tần Lạc dùng khăn lau mồ hôi trên trán, cười nói. Không động đậy được, Mễ Tử An lười biếng nói. Vậy cô nghỉ ngơi một lát đi. Tần Lạc nói, là tôi dùng sức mà sao thấy cô còn mệt hơn tôi nhỉ? Nghe thấy nghi vấn của Tần Lạc, Mễ Tử An vừa rồi còn như một đống bùn thoáng chốc đã bật dậy. Chỉ vào Tần Lạc, mắng, tôi vì sao không thể mệt? Chẳng lẽ anh không biết chịu đau cũng là một việc rất phí sức à? Tôi cũng thấy lạ đây, vì sao tình hình của tôi càng lúc càng tốt mà anh thì lại càng ngày càng dùng sức thêm? Anh muốn khiến người ta đau chết hả? Tôi đâu có đắc tội với anh. Anh bảo tôi với Vãn Yến của anh ủng hộ, tôi tới rồi. Anh bảo tôi khen ngợi cái sản phẩm gì đó mà tôi chưa hề dùng thử, tôi cũng khen rồi. Tôi còn có chỗ nào đắc tội với anh nữa hả? Cô cảm thấy cô đã đỡ rồi. Tần Lạc cười hỏi. Dẫu sao thì tôi cũng không còn ngửi thấy mùi gì nữa. Mễ Tử An nói, mẹ tôi cũng không ngửi thấy. Được rồi, cô đã cảm thấy như vậy thì chúng ta sẽ không trị nữa. Bắt đầu từ ngày hôm nay, cô không cần tới nữa. Tần Lạc nhìn khuôn mặt vì tức giận mà trở nên đỏ bừng của cô ta, nói. Sao, không nguyện ý à? Tần Lạc nói với vẻ rất hứng thú. Tôi rốt cuộc là đỡ hay chưa? Còn phải bị anh giày vò như vậy bao nhiêu lần nữa? Mễ Tử An phát tiết một hồi, nộ khí do nỗi đau kịch liệt của thân thể mang tới cũng tiêu tán đi không ít, khí thế nói chuyện cũng yếu đi nhiều. Chỉ là sự thuyên giảm của tính lừa gạt thôi. Tần Lạc cười nói,
quả thực cô hiện tại đã không còn ngửi thấy cỗ quái vị đó nữa rồi. Nhưng, đây là thân thể của cô lừa cô, tạo cho cô dấu hiệu giả. Là sao? Loại bệnh này là do từ trong ra ngoài, bởi vì khí huyết thân thể không thông, kinh mạch ách tắc, cho nên ở lớp ngoài thân thể mới có loại mùi này. Mà thân thể của cô hiện tại không có mùi, cũng chỉ là chứng tỏ khí huyết của cô tạm thời lưu thông. Muốn trị tận gốc còn phải đi từ từ, còn phải xoa bóp, phải châm cứu, phải dùng chung dược trong một tháng, bảo trì thói quen ăn uống nghỉ ngơi thật tốt, như vậy mới có thể trị dứt được bệnh. Tần Lạc giải thích. Mễ Tử An vô lực nằm trên giường, nói, còn phải lâu như vậy à? Vậy thì tôi sẽ chết mất. Thân thể là của cô có thể cự tuyệt nhận trị liệu. Tần Lạc gợi ý cho cô ta. Mễ Tử An trừng mắt nhìn hắn, nói, anh nghĩ hay nhỉ? Chuyện anh bảo tôi làm tôi đã làm rồi, hiện tại cũng là anh hoàn thành lời hứa của mình. Anh nói dẫn theo một minh tinh thì giúp tôi trị liệu một lần, anh tự mình tính xem có bao nhiêu minh tinh tới dự đi. Ban nhạc BB và ban nhạc lựu đạn đều có 9 người đấy. Mễ Tử An lại trợn mắt lên lườm Tần Lạc, giống như là khách hàng thích soi mói đang quan sát thương phẩm, nói, giới truyền thông không phải là rất ủng hộ anh sao? Nụ cười khuynh thành, khách nhân của Hòn Đảo Ngọc, nhân vật làm cảm động Đài Loan, bọn họ vẫn hiểu quả ít về anh. Đúng vậy, Tần Lạc gật đầu, giới truyền thông chỉ hiểu những gì mà chúng ta biểu hiện ra bên ngoài thôi. Thứ mà chúng ta không muốn để giới truyền thông biết thì chúng ta dùng hoa tươi và nước hoa che lại. Khốn nạn, tôi liều mạng với anh. Khi Trần Tư Tuyền ấn chuông cửa, Mễ Tử An đang cầm gối truy sát Tần Lạc. Trong phòng hỗn loạn, chén uống trà vỡ mấy cái. Tên khốn nạn này, lúc nào cũng thích xỉa sói như vậy. Chẳng lẽ hắn không biết như vậy là chạm đúng tới dây thần kinh mẫn cảm của người ta à? Tần Lạc sau khi nghe thấy chuông reng, đưa ra thỉnh cầu đình chiến, nói, dừng, có khách tới rồi. Nếu cô không muốn để truyền thông viết loạn một mạch thì tốt nhất là ngoan ngoãn đi tắm đi. Mễ Tử An ném gối vào Tần Lạc, sau đó xách túi đi vào phòng tắm. Tần Lạc nhìn qua lỗ cửa thấy Trần Tư Tuyền đứng bên ngoài, lúc này mới yên tâm mở cửa. Anh đang làm gì đấy? Trần Tư Tuyền nhìn vẻ bừa bộn trong phòng, kinh ngạc hỏi. Vừa trị liệu cho Mễ Tử An, Tần Lạc nói. Trị bệnh này phải kịch liệt như vậy à? Trần Tư Tuyền bĩu môi, nói. Hôm nay không cần phải đi mua đồ lót à? Không cần, cô ta tự mang tới. Tần Lạc xấu hổ nào? Ồ, tôi còn muốn hỏi là có cần tôi làm thay không? Trần Tư Tuyền trêu. Chúng tôi không phải như cô nghĩ. Tôi nghĩ cái gì? Chương 346, dạy mày làm người như thế nào?